đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết tập 209 đến tập 212, trận chung kết đến thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tại cái kia cự đao trước mặt, vô luận là đường Vũ Lân hay vẫn là hắn Lam Hoàng Long thăng thiên nhìn qua đều nhỏ bé như vậy. Đường Vũ Lân rút cuộc cảm nhận được ngày đó Diệp Tinh Lan chỗ thừa nhận đau hồn là kinh khủng bực nào rồi. Hắn thậm chí không thể hoàn toàn nhìn ra đau hồn huyền bí cuối cùng ở địa phương nào, chỉ có cái loại này tràn trề không thể ngăn cản cảm thụ. Lam Hoàng Long Thăng Thiên Thoáng dừng lại, ngay sau đó, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương bạo chấn, vô số màu vàng thương mang bắn ra mà ra, mỗi một đạo màu vàng thương mang bên cạnh đều bổ sung lấy một đạo màu vàng lam thương mang, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thẳng tiến không lùi. Lam Hoàng Thiên phu sở chỉ. Một kích này, không hề nghi ngờ là Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long thương một kích mạnh nhất, cũng là hắn mạnh nhất huyết hồn dung hợp kỹ, huyết mạch chi lực hồn lực cùng thiên phu sở chỉ tạo thành thương ý toàn bộ tan làm một thể hóa thành một kích mạnh nhất nghìn vạn đạo thương mang bắn ra đem khổng lồ kia đao hồn chi lực ngăn cản bên ngoài lúc vô số thương mang trùng hợp là một điểm mới điểm kích tại cái kia đao mang phía trên ông toàn bộ đao hồn thế giới kịch liệt rung động lắc lư lấy sau đó chính là từng khúc vỡ vụn vô số màu vàng thương mang hóa thành kim long tia chớp tung hoành tàn sát bừa bãi phá hủy lấy màu tím kia đao ý tại khán giả trong mắt chứng kiến đấy là cuồng phong đao ma tư mã kim trì trên người thứ sáu hồn hoàn lóe sáng sau đó một đao chém ra toàn bộ sân đấu liền đều biến thành màu tím đường vũ lân chứng kiến màu tím cự long là khán giả đoán không đến đấy bọn hắn chỉ có thể nhìn đến chảm long đao chớp mắt biến lớn vô số lần đem đường vũ lân bao phủ ở bên trong mà bọn hắn vị kia kim long vương trong tay hoàng kim long thường đột nhiên bắn ra ra trước đó chưa từng có sáng chói hào quang giống như là chớp mắt biến thành một cái cực lớn màu vàng quang cầu giống như hướng ra phía ngoài nở rộ. Màu tím cùng màu vàng va chạm, để cho kinh khủng kia đau hồn, bởi vì chi chấn động, phá toái, nhưng tất cả hoàng kim long thương bên trên phóng xuất ra kim long điện mang, thực sự đều bị màu tím kia đau hồn chỗ thôn phệ. Tư mã kim chỉ bản thân tu vi chẳng những không có hạ thấp, ngược lại kéo dài bay vụt, tựa hồ đã tiến vào đến, rồi một tầng khác. Vẻ mừng như điên chi sắc hiển hiện tại dưới mặt nạ tư mã kim trì trên khuôn mặt, thật có thể. Chính mình nhiều năm không có động tĩnh tu vi, vậy mà thật có thể chứ. Chẳng lẽ, cái này là lúc chính mình lĩnh ngộ đa hồn lúc, tiến vào đến cái kia, thần kỳ thế giới bên trong cảm nhận được hết thảy sự thật hình chiếu. Cái kia hết thảy, đều là thật. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này đồng thời, trong tay hắn chảm long đao, nhưng không có dừng lại. Thứ bảy hồn hoàn lập lòe, chảm long đao trên không trung thoáng ngừng lại. Chuôi đao bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng khối màu vàng lân phiến hiển hiện tại chàm long đao chuôi đao phía trên. Cuối cùng, một cái rực rỡ màu vàng lại lóe ra màu trắng quang luân quay chung quanh long trảo cầm nắm tại trảm long đao trên chuôi đao từ mã kim chỉ biến mất còn lại cũng chỉ có cái này trảm long chân thân thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân trảm long cái kia cự đao lần nữa giơ lên đồng dạng là thứ sáu hồn hoàn lập lòe lần này hồn hoàn trực tiếp xuất hiện ở trảm long đao bản thể phía trên còn lần này không gian chung quanh thì là hoàn toàn biến thành rồi ám tử sắc giống như là xuất hiện một cái cực lớn ám tử sắc vòng xoáy giống như mà hiện ra tại đường vũ lân trước mắt đấy cũng không còn là trước cái kia địa ngục tà long mà là một cái phảng phất có mấy trăm trượng dài thậm chí là đựng đầy thiên địa giống như khủng bố một tím đen cự long tại nó cái kia tím vẩy màu đen nhô lên lăng tuyến bộ phận thậm chí có nhàn nhạt, nhạt màu vàng địa ngục tà long hoàng không biết vì cái gì lúc cái này địa ngục tà long hoàng xuất hiện trong nháy mắt đường vũ lân rõ ràng cảm giác được có vài phần quen thuộc tựa hồ là chính mình tại lúc nào địa phương nào nhìn thấy qua tựa như không tốt đường vũ lân trong lòng chớp mắt cũng cảm giác được nguy cơ hàng lâm tuy rằng thiên phu sở chỉ phá hết công kích của đối phương nhưng lúc này đối phương thi triển võ hồn chân thân về sau lúc trước cái kia nhất thức trảm tà long liền biến thành trảm tà long hoàng làm sao có thể giống nhau hơn nữa lúc cái kia trên chuôi đao màu vàng long chả xuất hiện thời điểm nguyên bản tràn ngập cuồng bạo đao ý bên trong vậy mà xuất hiện thần thánh khí tức hơn nữa là cuồn cuộn bao la không chút nào kém cỏi hơn thần thánh thiên sứ gia tộc võ hồn cảm giác lúc này đường vũ lân đã không còn kịp suy tư nữa cả người hắn ý niệm hoàn toàn đám chìm tại đối với hoàng kim long thương xem nghĩ bên trong sau lưng một đóa đại hoa thịnh phóng chính là khỉ lão ớt kim hương kỳ dị quang văn cũng tiếp theo khuếch tán ra thứ sáu hồn kỹ thôn thực thiên địa không chuẩn xác mà nói hẳn là huyết hồn dung hợp kỹ làm hoàng thôn thiên địa đại hoa mở ra một cái cực lớn màu vàng quang ảnh cũng tiếp theo hiển hiện tại nó phía sau cái kia một viên cực lớn màu vàng trái tim tùng 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 hữu lực nhảy lên thanh âm truyền khắp toàn trường tất cả người xem đều có thể cảm nhận được tim đập của mình chịu ảnh hưởng tựa hồ tại chớp mắt cùng với cái kia màu vàng trái tim nhảy lên âm thanh sinh ra trùng hợp mãnh liệt năng lượng chấn động cũng tiếp theo trong không khí bộc phát năng lượng phong bạo quét sạch tới hướng cái kia đại hoa ngưng tụ mà đi đường vũ lân ngẩng đầu một đôi tròng mắt đã hoàn toàn hóa thành màu vàng trên người năng lượng chấn động gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng lên tuy rằng hắn còn không có võ hồn chân thân nhưng bằng vào lấy gần như tại võ hồn dung hợp kỹ cấp độ lam hoàng thôn thiên địa tăng phúc phía dưới bản thân tu vi cũng là điên cuồng tăng vọt hoàng kim long thương đâm ra như cũ là lam hoàng thiên phu sở chỉ trong chốc lát toàn bộ sân đấu dường như bị phân cách vậy vô số phá toái khe hở răng khắp nơi tại sân đấu bên trên mỗi trong khắp ngõ ngách phá toái hoa văn tung hoành tàn sát bừa bãi cùng cái kia từ trên trời giáng xuống màu tím cự đao lượn vòng quấn quanh kỳ dị không có tiếng va chạm nhưng toàn bộ sân đấu lại dường như tại trong chốc lát tất cả đều sụp đổ vậy nguyên bản sân đấu năng lượng vòng bảo hộ chớp mắt nát bấy đang tại quan sát so tài khán giả phát ra không còn là hoan hô Ho, mà là kinh hô khoảng cách tương đối gần người xem mảng lớn mảng lớn trong không khí hóa thành bột mịn dùng nguyên bản sân đấu làm trung tâm một cái cực lớn quang cầu hiện ra tại nơi đó kinh khủng tiếng nổ mạnh kéo dài chấn động bạo tạc nổ tung toàn trường người xem ở nơi này tiếng nổ mạnh ở bên trong trong khoảnh khắc ít nhất chết hết một nửa coi như là không chết đấy cũng đều tại cái kia kịch liệt trong tiếng nổ vang bị oanh kích từ tán bay tán loạn tự như thiên nữ tán hoa sống như thuyết minh đám bọn chúng thanh âm im bặt mà dừng tình huống như vậy tại tinh đấu chiến võng xuất hiện đến nay vẫn trước đó chưa từng có không hề nghi ngờ đây là một trận cực lớn sự cố sự cố dẫn đến dùng tiền xem so tài ăn dưa quần chúng đám nhận lấy khó có thể tưởng tượng cực lớn tổn thương trực tiếp chí mạng người ta thế nhưng là tốn tiền a à? tính là đây là giả thuyết thi đấu nhưng dùng tiền cảm thụ một chút tử vong phủ xuống mùi vị tuyệt không dễ chịu điều này không nghi ngờ chút nào là tinh đấu chiến võng phương diện thiết kế sai lầm đánh giá cao chiến võng bên trong sân đấu thừa nhận độ tại loại này cấp độ va chạm mạnh xuống trực tiếp sân đấu đều phai mờ rồi đây là như thế nào cái tình huống a à? huyết thần doanh các vị huyết thần cũng đều đã nhìn ngây người, bọn hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng sẽ xuất hiện như thế đổ sộ tình cảnh. Lúc đường Vũ Lân sau lưng xuất hiện viên kia kịch liệt nhảy lên trái tim thời điểm, huyết cửu khóe miệng liền không khỏi một hồi run rẩy tiểu tử này, tại vẫn chưa tới một tháng bên trong, vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này sao? Đừng nhìn cái kia cuồng phong đao ma tư mã kim trì bây giờ còn là bát hoàn hồn đấu la tu vi, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, nếu như mình chống lại tư mã kim trì, tính là bản thân là phong hào đấu la cấp độ, 89 phần 10 là muốn thua, mà đường Vũ Lân rõ ràng có thể khí lực va chạm đối thủ mà không bại. Toàn bộ sân đấu phá toái ý vị như thế nào, có nghĩa là hai người này va chạm, đã vừa ra khỏi thừa nhận cực hạn, mà ở trước nhà nước công bố số liệu bên trong, tinh đấu chiến võng sân đấu thừa nhận cực hạn, chính là tam tự đấu khải sư toàn lực công kích à. Có thể nghĩ, vừa mới đường Vũ Lân cùng tư mã kim trì va chạm, là cái gì tầng cấp tồn tại? cái kia cực lớn quang cầu trọn vẹn rằng con nửa phút mới dần dần thu nghỉ nguyên bản hoan hô tiếng đếch tai nhức óc người xem đài lúc này đã biến thành một mảnh phế tích còn sống phát ra kêu thảm thiết nhưng còn có thể phát ra kêu thảm thiết đấy có thể nói là mười không còn một a à. mà ở cái kia nổ tung điểm trung tâm toàn bộ sân đấu lúc này đã hạ xuống vượt qua trăm mét hai đạo thân ảnh nhưng như cũ vẫn còn trong đó đường vũ lân trên người long nguyệt đấu khải bên trên sang khắp nơi có vô số vết đao lưu tại ở trên hai tay nắm chặt cắm trên mặt rất hoàng kim long thương trèo chống lấy chính mình thân thể mà hắn đối diện cuồng phong đa ma tư mã kim trì cũng đồng dạng không dễ chịu trên người đấu khải đồng dạng là nhiều chỗ tổn hại trong tay chảm long đao trèo chống chạm đất mặt nhưng hắn khí tức trên thân cũng tại kéo dài tăng vọt rõ ràng không có chút nào giảm xuống càng thêm kỳ dị chính là tại phía sau hắn một đạo quang ảnh như ẩn như hiện tựa hồ là một cái màu trắng cự long bộ dáng chẳng qua là còn có chút không rõ rệt ha ha thì ra là thế, thì ra là thế, rất tốt, rất tốt, ta rút cuộc tìm được rồi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Tư mã kim chỉ đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu, mà lúc này đường vũ lân, nhưng là căn bản không phát ra được thanh âm nào. Thua sao, ta cuối cùng vẫn phải thua sao. Đường vũ lân trong lòng nổi lên một tê đắng chát, tư mã kim chỉ đau hồn thật sự là quá cường đại. Tại không có lĩnh ngộ thương hồn trước, thiên phu sở chỉ uy lực đã bộc phát đến cực hạn. Nhưng lúc này thoạt nhìn, từ mã kim chỉ tình huống so với hắn tốt hơn nhiều. Chẳng qua là, hắn không hiểu là, vì cái gì trong một toàn lực ứng phó va chạm về sau, từ mã kim chỉ tuy rằng thân thụ trọng thương, có thể trên người hắn hồn lực chấn động, nhưng so với thi đầu trước khi bắt đầu càng thêm mãnh liệt à, đây là căn bản không phù hợp lẽ thường tình huống à, rồi lại lại liền xuất hiện ở trên người hắn. Hãy đợi ta, từ mã kim chỉ đột nhiên ngẩng đầu, hắn mặt nạ trên mặt chỉ còn lại có một nửa vẫn tồn tại, độ ra hé mở hào phóng khuôn mặt ánh mắt sáng rực nhìn xem đường vũ lân hướng hắn nói ra ba chữ kia hắn nhãn thần tràn đầy cuồng nhiệt hương vị đường vũ lân tuy rằng tâm trí kiên nghị cũng bị hắn nhìn được có chút không hiểu thấu đang lúc hắn muốn lúc nói chuyện đột nhiên tư mã kim trì thân thể hóa thành hào quang liền ở tại chỗ biến mất đây là cưỡng ép cắt đứt quan hệ hắn rời khỏi thi đấu đường vũ lân ngơ ngác nhìn biến mất vô tung tư mã kim trì bên tai đồng thời truyền đến điện tử âm thanh âm 33 số thắng lợi thắng chẳng lẽ nói vừa mới tư mã kim trì chẳng qua là nò mạnh hết đà rồi hả không đúng à trên người hắn hồn lực chấn động là chân thật tồn tại là chân chính tản ra cường đại ý niệm đấy thậm chí đường vũ lân cảm giác được tư mã kim trì hẳn là tại quá trình chiến đấu trong sinh ra nào đó bay vào thức tăng lên mà tăng lên về sau hắn là đường vũ lân xác thực không địch lại đấy thế nhưng là hắn lại liền bỏ qua như vậy thi đấu buông tha cho trận này thắng lợi đồng thời cũng buông tha cho năm nay giải thi đấu trước hai vị thứ tự đường vũ lân chưa từng có thắng qua như hôm nay như vậy một trận hoàn toàn không biết vì cái gì thắng thi đấu trong lúc nhất thời trên mặt hắn biểu lộ cũng trở nên cổ quái vốn hắn vẫn ý định cuối cùng lại ra sức đánh cực một lần đây lại không nghĩ rằng thắng lợi liền như vậy tới huyết thần doanh huyết nhất trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này hắn tuy rằng cho đường vũ lân đưa ra vô địch yêu cầu nhưng trên thực tế hắn cũng không có thật muốn cho đường vũ lân liền nhất định phải đạt được quán quân a trận đấu này đường vũ lân rõ ràng đã thua nhưng thua cũng tuyệt đối đáng khen tư mã kim trì tại quân đội uy danh hiển hách hắn cũng là rất rõ ràng đấy vị này đã từng có lấy phương nam quân đoàn đệ nhất mãnh tướng danh xưng là vô luận là như thế nào chiến trường chính là một người một đao đối với hiện đại khoa học kỹ thuật cực kỳ khinh thường mà hết lần này tới lần khác lại có rất ít người có thể chiến thắng hắn nhưng này vị vậy mà liền như vậy nhận thua dùng huyết nhất trong lòng với cuồng phong đao ma tư mã kim trì tư liệu vị này chính là lòng hào thắng siêu cường tồn tại tại phương nam quân đoàn đó cũng là người gặp người sợ đấy căn bản không ai nguyện ý cùng hắn cộng sự hắn lớn nhất niềm vui thú chính là chiến đấu chiến đấu lại chiến đấu chỉ có như vậy một vị vậy mà tại chiếm cứ thượng phong dưới tình huống lựa chọn nhận thua mà trong trận đấu hệ thống truyền tin đã hư mất hắn cuối cùng đối với đường vũ lân nói câu nói kia cũng liền chỉ có đường vũ lân mới nghe được nhưng mà kết quả cuối cùng hay vẫn là đi ra kim long vương thắng lợi tiến vào trận chung kết thắng thật thắng phương nam quân đoàn hứa tiểu ngôn ngơ ngác nhìn màn ảnh trước mặt đội trưởng rõ ràng chiến thắng cuồng phong đao ma thân tại phương nam quân đoàn nàng rõ ràng nhất vị này tại trong quân đoàn là như thế nào tồn tại cho dù là những tướng quân kia đang nhìn đến vị này thời điểm cũng sẽ lựa chọn đi vòng qua hắn không có bằng hữu không có thân nhân có chẳng qua là chính mình chưa kia chảm long đao mỗi ngày trừ rồi tu luyện chính là tu luyện trao đại tá quân hàm nhưng trên thực tế hắn danh nghĩa liền người nào đều không có tất cả quân hàm cũng chỉ là hư trao mà thôi nhưng mà mỗi khi quân bộ tổ chức toàn quân thi đấu thời điểm hắn tất nhiên sẽ là phương nam quân đoàn lớn nhất vương bài đào mà chỗ đến đánh đầu thắng đó không gì cản nổi phong hào đấu là phía dưới vô địch thủ tồn tại a à. tại năm nay tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu ở bên trong hắn tỷ lệ đặt cược sở dĩ là thứ hai mà không phải thứ nhất đó là bởi vì vị kia đệ nhất bản thân đầy đủ hiếm thấy mà trên thực tế thật muốn luận cùng sức chiến đấu vị kia tỷ lệ đạt cực đệ nhất tồn tại thật chưa chắc là đối thủ của hắn a à? thế nhưng là hắn thua đã thua bởi đội trưởng thua cho bạn hắn sử lai khác thất quái đội trưởng song phương tuổi chênh lệch rồi hầu như gấp đôi a có thể hắn chính là thua thở sâu hứa tiểu ngôn chỉ cảm thấy ngực bên trong phảng phất có một cỗ nhiệt huyết trào lên tại thời khắc này nàng cũng thật sâu cảm nhận được vì cái gì nhạc chính vũ sẽ quyết định đi thừa nhận cái kia thần thánh tẩy lệ thống khổ đúng a à, đội trưởng vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này sao nếu như chúng ta sẽ không ra sức đuổi theo chỉ sợ cũng thật cũng bị rơi xuống không ta không thể lại tự mãn ta cũng muốn trở nên cường đại ta không thể cho đồng bạn cản trở hứa tiểu ngôn mãnh liệt đứng người lên tại thời khắc này ánh mắt của nàng trở nên vô cùng ngưng thực nàng nghĩ tới một chỗ một cái thích hợp nhất nàng chỗ tu luyện cái chỗ kia, không có ở đây phương Nam, là thời điểm nên rời đi, chính vũ, chờ ta trở lại. Gian phòng cực lớn bố trí vàng son lộng lẫy, nhưng cái này vàng son lộng lẫy lại lại sẽ mang lại cho người cổ phác lịch sự tao nhã cảm thụ. Cái kia tuế nguyệt lắng động, là chân chính quý tộc nội tình. Phần này nội tình, tuyệt không phải là một sớm một chiều có khả năng hình thành, là vô số đời tiền bối lắng động mới có thể có lấy như vậy nội tình hương vị. Cực lớn phía sau bàn làm việc, ngồi một gã lão già mặc dù thoạt nhìn hắn đã râu tóc bạc trắng nhưng lưng eo nhưng như cũ thẳng tắp trên bờ vai ba khối trói mắt tướng tinh lóng lánh liên bang thượng tướng tại sau lưng của hắn trên vách tường treo một bức cực lớn bức họa trên bức họa là một gã toàn thân bao trùm lấy màu vàng áo giáp nam tử cầm trong tay cự kiếm sau lưng ba đôi trắng noãn cánh mở ra mỗi một mảnh lông vũ đều vẽ được rõ ràng rành mạch tựa như vật thật không sai cái này ngồi ngay ngắn ở bàn về sau đang tại xử lý công vụ đấy chính là phương nam quân đoàn lĩnh tụ quân đoàn trường thần thánh thiên sứ gia tộc đương đại tộc trường tại toàn bộ liên bang đều cũng coi là quyền cao chức trọng một đời đại năng thiên sứ đấu la nhạc chính ân nhạc chính ân chấp trưởng phương nam quân đoàn đã vượt qua 40 năm rồi phương nam quân đoàn tựa như bền chắc như thép từ nào đó bên trên mà nói có thể cũng coi là quân liên bang bộ phận bên trong một phần đặc thù lực lượng phương nam quân đoàn bản thân có rất nhiều phương nam đại gia tộc ủng hộ vô luận là nhân lực hay vẫn là tài lực. Cho nên, phương Nam quân đoàn cũng là tất cả quân đoàn bên trong đối với quân bộ ỷ lại thấp nhất đấy. Quân bộ cũng rất khó tại phương Nam quân đoàn xếp vào nhân thủ, bởi vì này sẽ phải chịu phương Nam các đại gia tộc tập thể chống lại. Tại toàn bộ đấu la liên bang bên trong, vùng phía Nam khu là nhất tuân thủ truyền thống khu, tại khoa học kỹ thuật phát triển phương diện, không bằng trung bộ khu cùng tây bộ khu, nhưng tại tài lực phương diện, nhưng là mạnh nhất. Liên bang nghị viện bên trong, có vượt qua một phần năm chỗ ngồi thuộc về phương Nam các đại gia tộc cùng với các đại chính trị thế gia. Liên bang phương diện đã không phải là lần một lần hai đều muốn cải thiện đối với phương Nam quân đoàn không chế, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có một lần thành công qua. Cũng là bởi vì không người nào dám bốc lên lớn sai lầm đi đắc tội toàn bộ phương Nam truyền thống giai tầng. Phải biết rằng, bọn hắn tại nghị viện bên trong là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, mà mặt khác, những thứ này đại gia tộc cũng cần sau lưng có quân đội ủng hộ. Cho nên, phương nam quân đoàn chính là tại lớn như vậy bối cảnh xuống mới có lấy như thế phong phú nội tình để cho quân bộ cũng không thể tránh được phương nam quân đoàn thủ lĩnh thủy chung đều khống chế tại thần thánh thiên sứ gia tộc trong tay một cái là bởi vì thần thánh thiên sứ gia tộc là những thứ này truyền thống trong gia tộc cường đại nhất một chi hầu như các thời kỳ đều có siêu cấp đấu la trở lên cấp độ tồn tại xuất hiện thần thánh thiên sứ võ hồn siêu cấp đấu la nhưng là phải so với bình thường siêu cấp đấu la càng cường đại hơn đấy Uống chi thần thánh thiên sứ gia tộc còn ra qua cực hạn đấu la. Còn có một chút cũng là bởi vì thần thánh thiên sứ gia tộc đại công vô tư, có thể làm được công bằng. Công bằng, đây là bọn hán võ hồn chỗ quyết định, nếu như ngay cả điểm này, đều làm không được, liền căn bản không có khả năng đem thần thánh thiên sứ võ hồn tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Nhạc chính ân 40 năm trước tiếp trưởng phương Nam quân đoàn đến nay, dốc lòng trau rồi, giảm bớt quân đội binh sĩ số lượng, lại rất lớn trình độ tăng cường cá nhân thực lực phương nam quân đoàn sức chiến đấu thế nhưng là tương đối cường hãn đấy trang bị tốt không kém hơn chiến thần điện lệ thuộc trực tiếp trung ương quân đoàn nhưng phương nam những thứ này đại gia tộc đám cũng rất thủ quy củ bởi vì đã có phương nam quân đoàn nguyên nhân những thứ này đại gia tộc đám đệ tử coi như là tòng quân cũng chỉ sẽ là tại phương nam quân đoàn cũng không vươn bàn tay đến chỗ xa hơn lúc này mới cùng hội nghị phương diện tạo thành cân bằng báo cáo ngoài cửa truyền tới một vang dội thanh âm nhạc chính ân khoái miệng tác động rồi thoáng một phát, không cần hỏi, hắn cũng biết đến chính là ai, cũng chỉ có vị này mới dám tại hắn cửa phòng làm việc bên ngoài lớn tiếng như vậy hô báo cáo. "Vào đi." Cửa mở, một cái hùng tráng thân ảnh xuất hiện trong phòng làm việc, vị này long hành hổ bộ, vài bước liền đi tới nhạc chính ân sách trước bàn phương, nghiêm, hành quân lễ. "Tướng quân." Nhạc chính ân ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt vị này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, đứng ở trước mặt hắn vị này trên bờ vai treo hai gạch tứ tinh đại tá quân hàm thân cao trọn vẹn vượt qua hai thước mốt bả vai càng là cực kỳ rộng lớn toàn thân đứng ở nơi đó giống như là một ngọn núi tướng mạo thô cuồng mà cương nghị trong hai tròng mắt dường như thủy chung đều có hỏa diễm đang nhảy nhót giống như nếu như dùng trực tiếp nhất miêu tả đến hình dung như vậy hung uy lừng lẫy bốn chữ thích hợp nhất ít nhất tại phương nam quân đoàn là như thế này đấy kim trì thi đấu đã xong tiến trận chung kết rồi hả nhạc chính ân hỏi đối với tư mã kim trì hắn cũng là không có biện pháp dùng tư mã kim trì khả năng đã sớm hẳn là làm tướng quân nhưng này vị lại quả thực không phải làm quan liệu hắn có thể nói là phương nam quân đoàn bên trong chức vụ điều động tối đa được rồi từ ban đầu cận vệ trường càng về sau giáo quan sư đoàn trưởng hầu như từng cái chức vụ hắn đều có thể làm cho đập phá nguyên nhân rất đơn giản vị này chính là cái võ si hơn nữa trên tay không có đúng mực thường xuyên đem người đả thương phải biết rằng phương nam quân đoàn bên trong cao tầng hầu như đều là vùng phía nam các đại gia tộc đấy đến cáo trạng cái kia liên tiếp à nhạc chính ân yêu kia vũ dũng không biết giúp hắn vượt qua rồi bao nhiêu chỉ trích cho nên lúc tinh đấu chiến võng cái này mô phỏng hệ thống xuất hiện về sau là hưng phấn nhất muốn thuộc phương nam quân đoàn các tướng sĩ rồi bởi vì rút cuộc có một cái có thể làm cho vị này cuồng phong đao ma phát tiết địa phương không đến mức lại đến tìm phiền phức của bọn hắn lần này tư mã kim chỉ tại giải thi đấu trong quả nhiên sát nhập vào bán kết trong lúc nhất thời phương nam quân đoàn cũng vì hắn mà hoan hô tư mã kim trì vì quân đoàn kỳ thật lập được không ít công huân nhưng không biết làm sao gặp rắc rối thêm nữa cho nên tại phần đông tiếng phản đối phía dưới hắn thủy trung không thể trở thành tướng quân chẳng qua là cho đại tá quân hàm hơn nữa cũng không có thực quyền gì không ta thua rồi tư mã kim trì nói ra lông mày nhướng lên nhạc chính ân trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc thua là ai đánh bại ngươi Tư mã kim trì trên mặt lộ ra khó có thể che giấu vẻ hưng phấn, là chính vũ người đội trưởng kia, tướng quân, ta muốn đi tìm hắn, ta rút cuộc tìm được ta một mực tại tìm người rồi, ta lần này tới, chính là cùng ngài từ giã. Người người muốn tìm, người nói là, nhạc chính ân quang mang trong mắt sáng rực, nhưng trong lòng khó nén rung động. Không có người so với hắn rõ ràng hơn tư mã kim trì tình huống rồi. Tư mã kim trì hiện tại đã là 89 cấp hồn đấu la, hơn nữa, hắn đạt đến 89 cấp kỳ thật đã 10 năm rồi, năm nay 39 tuổi hắn, tại 29 tuổi lúc liền có trùng kích phong hào đấu la thực lực, mà với thiên phú của hắn, là vô luận như thế nào đều không nên không cách nào trở thành phong hào đấu la đấy. Thế nhưng là, lúc hắn hồn lực tăng lên tới 89 cấp về sau, liền không tiến thêm tất nào nữa, đây cũng là vì cái gì tư mã kim chỉ dốc sức liều mạng tu luyện, dốc sức liều mạng chiến đấu. Chính là hy vọng có thể trong chiến đấu tìm kiếm được một cái đột phá cơ hội A. À. Đáng tiếc chính là không như mong muốn. Mười năm đến, vô luận hắn như thế nào nỗ lực cũng không thể tìm được điểm đột phá. Thẳng đến hắn lĩnh ngộ đau hồn về sau, tại tinh thần thế giới, trong cảm nhận được một ít kỳ diệu đồ vật, mà những vật này tựa hồ là vì hắn chỉ dẫn lấy về phía trước đường. Nhạc chính ân rất rõ ràng, từ mã kim chỉ chàm long đao võ hồn, từ phẩm chất mà nói, quyết không lại thần thánh thiên sứ võ hồn phía dưới, hơn nữa, vị này võ si như thế khổ luyện phía dưới, càng là lĩnh ngộ đau hồn, một khi để cho hắn tiến vào đến phong hào đấu la cấp độ về sau cái kia nhất định là tiến triển cực nhanh tiền đồ không thể hạn lượng lúc này tư mã kim chỉ nói hắn tìm được người muốn tìm không thể nghi ngờ chính là tìm được đột phá cơ hội điều này có thể không để cho nhạc chính ngân kinh hỉ không hiểu đây một khi đột phá tư mã kim chỉ nhất định tương lai sẽ trở thành tuyệt thế cường giả à khi nào thì đi nhạc chính ân hỏi hắn không có tính toán lưu lại tư mã kim chỉ một cái là căn bản không có ý nghĩ này cái khác thì là bởi vì vị này quyết định sự tình ai cũng kéo không trở về bạn đang xem Long Vương Truyền Thuyết được thuyết minh tại kênh YouTube Di các Phim truy cập kênh YouTube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com phim viết liền không giấu nhé lập tức đi ngay cho nên ta đến hỏi một chút ngài hắn ở địa phương nào ngài nhất định là biết rõ đấy à từ mã kim trì vội vàng hỏi đúng vậy hắn đột phá tại cùng đường vũ lân trong trận chiến ấy tại đã nhận lấy đường vũ lân một kích cuối cùng về sau hắn hoàn thành 10 năm cũng không từng đạt tới đột phá. Một khắc này, hắn tiến nhập phong hào đấu la cấp độ. Một khắc này, hắn cảm nhận được chính mình thăng hoa cùng bay vọt về chất. Đáng tiếc chính là, cái kia bay vọt chẳng qua là dừng lại tại tinh đấu chiến võng bên trong. Lúc hắn ly khai chiến võng về sau, hết thảy tất cả, đều biến mất. Hồn lực một lần nữa khôi phục được nguyên bản trình độ, nhưng đã có phong hào đấu la cấp độ cho dù là rất ngắn ngủi cảm thụ. Hắn lúc này, trong lòng sốt ruột có thể nghĩ nhạc chính ân không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà là hỏi ngược lại như vậy ngươi còn trở lại không tư mã kim chỉ sửng sốt một chút gãi gãi đầu chỉ sợ không trở lại dựa theo lĩnh ngộ đau hồn thời điểm kỳ diệu cảm thụ ta giống như tìm được người kia về sau cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn nhạc chính ân mắt trong toát ra một tia không chút nào che giấu thất vọng tư mã kim chỉ tuy rằng cá tính bướng bỉnh nhưng mà hắn cá nhân chiến đấu lực rất mạnh tại trong quân đội vô luận lúc nào hắn đều có thể tượng trưng cho sĩ khí như vậy một viên đại tướng liền như vậy rời đi muốn nói không đau lòng đó là không có khả năng bất quá đây chỉ là rằng co rất thời gian ngắn ngủi nhạc chính ân lại gật gật đầu nói về sau chính vũ cũng sẽ với các ngươi tụ hợp giúp ta nhìn xem hắn điểm ngài yên tâm từ mã kim chỉ vỗ vỗ kiên cố lồng ngực nhạc chính ân khoái miệng toát ra vẻ mỉm cười vậy ngươi hãy đi đi hắn tại huyết thần quân đoàn huyết thần quân đoàn cái kia là địa phương nào đối với cái liên bang này cơ mật từ mã kim trì là thật không biết nhạc chính ân đơn giản đem huyết thần quân đoàn vị trí nói cho hắn nguyên lai còn có như vậy cái địa phương tốt có thể cùng thâm uyên sinh vật tác chiến cái kia thật là thật tốt quá quá mức nghiện rồi ta đi đây tướng quân gặp lại vừa nói hắn hướng nhạc chính ân lại chào một cái nhạc chính ân gật gật đầu nói huyết thần quân đoàn cường giả như mây nhất là bọn hắn quân đoàn trường minh kính đấu la trương nguyễn vân càng là thực lực phi phạm chờ người tu vi đột phá về sau không ngại nhiều tìm xem hắn luận bàn nhất định sẽ đối với người tăng lên có không nhỏ trợ giúp đấy a à, thật tốt quá minh kính đấu la trương nguyễn vân ta nhớ kỹ rồi cảm ơn tướng quân tư mã kim trì bước nhanh mà rời đi đưa mắt nhìn hắn ly khai tại cô đơn đồng thời nhạc chính ân khoái miệng thoáng khẽ nha một cái trương nguyễn vân lão thất phu có người náo nhiệt hừ hừ từ minh tưởng trong tỉnh táo lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm đường vũ lân thở dài một hơi rõ ràng cảm giác mình lại có một ít tiến bộ đau hồn sao nếu như không phải có đau hồn hắn nhất định không phải đối thủ của ta còn có rồi đau hồn cái kia cuồng phong Đa ma tư mã kim trì đúng là có áp chế chính mình năng lực thế nhưng là hắn chảm long đao lại là chuyện gì xảy ra tính là cái kia chảm long đao phẩm chất vô cùng tốt thế nhưng là chính diện cùng hoàng kim long thương va chạm phía dưới vì cái gì tổng có thể hóa giải long thương uy năng hơn nữa tựa hồ vẫn thôn vệ đi một tí hoàng kim long thương truyền ra năng lượng tựa như đi qua hồi ức cùng cẩn thận suy nghĩ về sau, Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, từ Mã Kim Trì tại trong trận đấu đột phá, tuyệt đối là mượn chính mình hoàng kim long thương chi lực. Trảm Long đao cùng hoàng kim long thương, cuối cùng sẽ là quan hệ như thế nào a? À? Như vậy hiếm thấy thì đấu, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Không hề nghi ngờ, cả hai là tương đối mật thiết đấy, nhưng mà, loại này mật thiết nhưng là đường vũ lân trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua đấy không thể nghi ngờ hoàng kim long thường tất nhiên là một kiện thần khí hơn nữa là cho tới nay giấu ở hắn huyết mạch bên trong thần khí kia tác dụng không thể nghi ngờ cái kia chảm long đao mạnh mẽ đại đường vũ lân là tự mình xác minh qua đấy nó tựa hồ có thể đem qua lại hoặc là tại không biết bao nhiêu năm trước trong lịch sử hoặc là ảo cảnh trong chém giết ác long chi lực mượn từ đó bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực công kích hoàng kim long thương cũng không bị chảm long đao chỗ áp chế đang trái lại chính là cả hai va chạm về sau chính diện va chạm lực lượng cũng sẽ không làm thương tổn đến hắn cùng cái kia cuồng phong đao ma tư mã kim trì cái loại cảm giác này tựa như là người một nhà đang luận bàn tựa như nhưng từ bắn ra ảnh hưởng là có thể tổn thương đến bọn hắn đấu khải điểm này có thể nhìn ra được bọn hắn lúc ấy bộc phát ra uy năng đáng sợ đến cỡ nào rồi liền tinh đấu chiến võng điều chịu không nổi đồng bạn sao nếu như giả thiết chảm long đao cũng là một kiện thần khí dùng thần khí thành võ hồn vì tư mã kim trì sử dụng như vậy nó là cùng hoàng kim long thương trăm sông đổ về một biển thần khí đáng tiếc mình không thể ly khai huyết thần quân đoàn bằng không thì thật muốn tìm cái kia cuồng phong đao ma tư mã kim trì đến hỏi hỏi đồng thời cũng tự mình cảm thụ một chút cái này chảm long đao khí tức cuối cùng có như thế nào cường đại hắn như thế nào lại biết rõ cái kia cuồng phong đao ma tư mã kim trì đã xuất phát đang tại thẳng đến huyết thần quân đoàn phương hướng mà đến nhạc chính vũ đang bế quan hứa tiểu ngôn cũng đi tìm kiếm đường của mình không ai có thể thông trì hắn điểm này. Đằng sau còn có ba cuộc tranh tài, từ hắn cùng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim trì một trận chiến này có thể nhìn ra được. Đằng sau thi đấu tất nhiên sẽ mười phần khó khăn, nhất là sắp bắt đầu đấy, cơ giáp chiến. Nhất định phải toàn lực ứng phó, thi đấu đã tiến hành đến loại trình độ này, vô luận như thế nào cũng không thể thua. Đường Vũ Lân cũng không biết là, bởi vì hắn chiến thắng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim trì, lúc này toàn bộ huyết thần quân đoàn đều là một mảnh vui mừng không còn có người sẽ chất vấn hắn trẻ tuổi như vậy liền đã lấy được thiếu tướng quân hàm sự tình. Mọi người trong đầu đều chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là bọn hắn có thiên hạ hôm nay phong hào đấu la trở xuống người mạnh nhất. Chỉ cần cuối cùng quyết chiến đường Vũ Lân lại có thể chiến thắng, vậy hắn liền tương đương với là đại biểu cho huyết thần quân đoàn trèo lên đỉnh nữa à. Đáng tiếc chính là bọn hắn một mực tại khu nghỉ ngơi cùng khoảng cách huyết thần quân đoàn khá gần địa phương cùng đợi muốn xem nhìn vị này đại biểu huyết thần quân đoàn đã ít nhất đạt được tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu á quân thiếu tướng lại thủy chung không thể nhìn thấy vị này thân ảnh cơ giáp chiến vòng bán kết cũng liền dưới tình huống như thế bắt đầu lúc đường vũ lân chọn xong cơ giáp cơ giáp cầm trong tay trường thương nện bước âm vang hữu lực bước chân tiến vào sân thi đấu lúc hắn kinh ngạc phát hiện đồng dạng là vòng bán kết trận này tiếng hoan hô rõ ràng so với cá nhân thi đấu thời điểm ít hơn nhiều rồi chẳng qua là cảm thấy ở mỹ nhưng không có cái loại này cực kỳ sốt ruột khí tức hắn một mực đắm chìm tại cùng cuồng phong đao ma trong trận chiến ấy đương nhiên không biết tại bọn hắn sau trận chiến ấy tinh đấu chiến võng đều nhanh điên rồi phòng bán kết sân bãi bị hủy đang xem cuộc chiến khán giả gặp vạ lây người chết phần đông người bị thương phần đông tuy nói tinh đấu chiến võng trong sẽ không chính thức tử vong nhưng thừa nhận cảm giác thống khổ lại sẽ không kém bao nhiêu à giống như là lúc trước bọn hắn tại thăng linh đài cảm thụ cùng loại bởi vậy Tinh đấu chiến võng từ khi xuất hiện từ năm đó, lần thứ nhất bị cực lớn nguy cơ, các loại khiếu nại tràn ngập tại toàn bộ chiến võng bên trong, cũng để cho lần này giải thi đấu che rồi một tầng bóng ma. Chính phủ liên bang phản ứng thật nhanh, trước tiên đi ra bác bỏ tin đồn, hơn nữa giải thích Kim Long Vương, cùng cuồng phong đao mà một trận chiến đúng là vượt xa khỏi bình thường tam tự đấu khải sư si lực công kích, mới có thể tạo thành tình huống như vậy xuất hiện. Tất cả người đang xem cuộc chiến vé vào cửa toàn bộ lui không nói, còn cho không ai thêm vào một khoản an ủi kim đồng thời cũng tuyên bố đằng sau cơ giáp chiến vòng bán kết trận chung kết cùng với hồn sư chiến quyết thi đấu đều muốn đối lập thi đấu đài gần một bước củng cố một ngày thời gian xuống tuy rằng miễn cưỡng đem tình thế bình phục đi xuống thế nhưng một trận chiến nhưng vẫn là tại người đang xem cuộc chiến đám trong lòng để lại một ít bóng ma thế cho nên hôm nay trận này cơ giáp vòng bán kết khán giả tuy rằng đối với đang xem cuộc chiến rất cảm thấy hứng thú nhưng đồng thời cũng ở đây trong lòng đánh trống có thể hay không cũng xuất hiện hồn sư chiến khi đó tình huống a à. dù sao ai cũng không muốn không hiểu thấu cảm thụ một chút tử vong cảm giác bởi vậy cái này nhiệt tình trình độ dĩ nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều nhưng lúc đường vũ lân cùng đối thủ của hắn cùng nhau đi vào sân bãi thời điểm khán giả tâm tình hay vẫn là bị dần dần điều động rồi dù sao đây là một trận cường giả cùng cường giả ở giữa va chạm đem quyết định ai có thể đi đến cuối cùng trận chung kết nhìn về phía nơi xa đối thủ đường vũ lân trong lòng nhớ lại tư liệu của đối phương không hề nghi ngờ từ khi hắn tiến vào bắt cường về sau đằng sau mỗi một gã đối thủ tại tỷ lệ đặt cược phương diện cũng sẽ ở hắn phía trên trước mắt vị này cũng là giống nhau đường vũ lân vòng bán kết đối thủ ta năm nay giải thi đấu cơ giáp tranh tài được gọi là nhất hiếm thấy tồn tại không phải là bởi vì hắn tại cơ giáp khống chế trên có nhiều hiếm thấy mà là bởi vì vị này sức chiến đấu thêm nữa không phải nguồn gốc từ tại cơ giáp mà là nguồn gốc từ đến hắn võ hồn hắn tên hiệu gọi là bong bóng vương hắn cũng là một vị duy nhất tại cơ giáp trong chiến đấu không có cho cơ giáp trang bị vũ khí tồn tại mà là món vũ khí lựa chọn đổi thành rồi cái thứ hai tên lửa đầy kèm theo tại cơ trên giá dùng gia tăng cơ giáp tốc độ như vậy cơ giáp sư tại trong hiện thực cũng là tồn tại đều là đúng chính mình võ hồn phi thường có tự tin cơ giáp sư mới có thể như thế nhưng như vậy cơ giáp sư có thể tiến vào đến cuối cùng vòng bán kết cũng rất làm cho người ta chấn kinh rồi có thể nghĩ hắn võ hồn đến cỡ nào cường hãn. Có người đã từng nói, dùng hắn cái kia hiếm thấy võ hồn, coi như là tại hồn sư tranh tài, đoán chừng cũng có thể tiến vào top 16. Nhưng này vị lại hết lần này tới lần khác, không có báo danh hồn sư chiến. Nếu như báo danh rồi, hắn cái kia hiếm thấy võ hồn tuyệt đối, một cái có thể nhận ra. Bong bóng vương đối với thương vương, vòng bán kết. Đường Vũ Lân trong tay trường thương chậm rãi ngẩng lên, đối mặt cái này, hiếm thấy đối thủ, hắn không chút nào dám xem thường có thể tiến vào vòng bán kết đối phương sức chiến đấu có thể nghĩ cái kia tuyệt đối không có may mắn đấy mà có thể đối mặt hiếm thấy đối thủ với hắn mà nói đồng dạng cũng là một loại tôi luyện năm bốn ba hai một thi đấu bắt đầu nương theo lấy điện tử âm tuyên bố trận này cơ giáp chiến vòng bán kết rút cuộc bắt đầu đường vũ lân không chế được hắn cơ giáp trực tiếp mở ra tên lửa đầy như thiểm điện hướng đối phương phóng đi trong tay trường thương trước chỉ khí thế như cầu vồng bong bóng vương cơ giáp thì là tại nguyên chỗ dừng lại một chút không biết là đang làm gì đó song phương cơ giáp nhanh chóng tới gần đường vũ lân cơ giáp nở rộ lừng lẫy khí thế cùng bong bóng vương trên người không hề năng lượng chấn động xuất hiện tựa như đợi làm thịt cừu non giống như bộ dạng tạo thành rõ ràng đối lập đường vũ lân hồn lực chấn động cùng bản thân huyết mạch khí tức điều chỉnh làm ra tùy thời ứng biến chuẩn bị đối thủ đương nhiên không có khả năng không có chuẩn bị chẳng qua là đối phương phương thức chiến đấu hắn còn không rõ ràng mà thôi vị này bong bóng vương thế nhưng là được vinh dự cơ giáp trong chiến đấu các loại chiến đấu phương án tối đa một cái lăng vũ nguyệt chính là bại trong tay hắn đấy đường vũ lân hoàn toàn hiểu rõ lăng vũ nguyệt tại vì hắn hình dung bong bóng vương thời điểm trong giọng nói tràn đầy ghét bởi vì này vị là dùng mấy cây lớn bong bóng trực tiếp dính liền nổi nàng lượn vòng mũi tên làm nàng một thân kỹ xảo chút nào không có đất dụng võ cuối cùng liền thua trận rồi thi đấu khoảng cách song phương kéo dài gần hơn mấy trăm mét đối với cơ giáp mà nói cho dù là từ không khởi động cũng không quá chính là ba lần thời gian hô hấp đã đến đúng lúc này bong bóng vương cơ giáp rút cuộc động đậy nó trên thân một cái cơ giáp mặt ngoài đột nhiên hiện ra một tầng màu hồng phấn sau đó cái kia màu hồng phấn liền nhanh chóng mở rộng biến thành một cái đường kính vượt qua 15 lăm mét cực lớn bong bóng đem bong bóng vương cơ giáp bao phủ trong đó nếu như đường vũ lân tiếp tục về phía trước liền sẽ trực tiếp đụng vào cái kia chạy một chút phía trên loại này thời điểm chính là bày ra cơ giáp sư khống chế lực thời khắc rồi đường vũ lân cơ giáp sau lưng tên lửa đầy chớp mắt dập tắt không chỉ có như thế hắn thông qua hồn lực rót vào cùng huyết mạch chi lực khống chế cưỡng ép khống chế được cơ giáp thoáng độ lệch hơi có chút thân hình mặc dù chỉ là điểm này cải biến để hắn cái kia cơ giáp từ bong bóng vương cơ giáp phóng xuất ra lớn bong bóng bên cạnh lướt qua mà không phải chính diện đụng vào đường vũ lân cơ giáp trong tay trường thương hất lên liền hướng về cái kia ôm chọn lấy bong bóng vương cơ giáp lớn bong bóng phía trên một chút đi dùng điểm phá mặt chỉ có chức quen thuộc đối thủ năng lực mới có thể tốt hơn ứng đối đối mặt cái này phương thức chiến đấu được gọi là nhiều nhất biến thành đối thủ hắn không dám chút nào chủ quan càng sẽ không xúc động trường thương điểm chúng tại bong bóng bên trên bong bóng bên trong lõm nhưng chuyển đến một cỗ cực kỳ mềm dẻo co giãn phải biết rằng đường vũ lân một phát này cũng là mang theo cơ giáp công kích dùng ra đấy tuy rằng không có gì hồn kỹ phụ trợ nhưng điểm kích tại bong bóng bên trên lực độ cũng tuyệt đối không phải bình thường chế thức cơ giáp có khả năng so với có thể cái kia bong bóng lực phòng ngự mạnh lại làm hắn hơi kinh hãi. Không chỉ có như thế, càng thêm một màn quỷ dị chớp mắt liền xuất hiện, cái kia cực lớn bong bóng bị trường thương điểm trúng về sau, vậy mà dính tại rồi trường thương bên trên. Đường Vũ Lân không chế được cơ giáp hướng một bên trượt ra, trường thương dính liền bong bóng lập tức bị kéo dài. Cái kia bong bóng vương cơ giáp trên người tựa hồ có hào quang thoáng lóe lên, cái kia cực lớn bong bóng vậy mà trực tiếp từ bong bóng vương trên người thoát ly ra, sau đó trực tiếp hướng đường Vũ Lân cơ giáp theo đi tới, kéo dài lấy đường Vũ Lân trường thương nhanh chóng hướng hắn cơ giáp bao trùm lên đi. Cho dù ai đều có thể dự đoán được, nếu như bị cái này lớn, bong bóng bao trùm thân thể, cái kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt mà. Tại bong bóng vương trước trong chiến đấu, phàm là xuất hiện loại tình huống này đối thủ, cuối cùng không khỏi nhanh chóng chiến bại. Đường Vũ Lân trong lòng nghiêm nghị, thời điểm này tốt nhất ứng đối phương pháp chính là vứt bỏ trong tay trường thương, gan ra cùng cái kia bong bóng liên hệ. Nhưng hắn cũng không có tại trước tiên liền như vậy làm, trong tay trường thương chấn động, ngay sau đó, từng đám cây lam ngân hoàng theo cơ giáp khe hở ùn ùn mà ra hóa thành từng chuôi mới tinh trường thương chọc hướng về phía cái kia bao trùm mà đến bong bóng cưỡng ép đem nó trông đứng lên không để cho nó nhích lại gần mình cơ giáp bản thể lam ngân hoàng nhanh chóng biến dài bong bóng tuy lớn nhưng nó đường kính cuối cùng không có lam ngân hoàng dài như vậy à tại lam ngân hoàng chọc đưa xuống bị căng ra tại đường vũ lân cơ giáp một bên nhưng là vừa lúc đó cái kia lớn bong bóng đột nhiên bắt đầu biến đỏ quá trình này phi thường ngắn ngủi tựa hồ chỉ có một giây nhưng lại như là chỉ có một cái chớp mắt sau một khắc quanh một tiếng bong bóng nổ vang kịch liệt nổ vang mang theo cường lực sóng xung kích trực tiếp trùng kích tại đường vũ lân cơ giáp trên người xông tới hắn cơ giáp lập tức bên cạnh bay ra cơ giáp mặt ngoài vòng bảo hộ hào quang bạo phát tiếng vỗ tay tiếng hoan hô rút cuộc bắt đầu xuất hiện ở sân đấu bên trên rồi cũng không biết là vì đường vũ lân ứng đối hay vẫn là vì bong bóng vương phương thức chiến đấu hiếm thấy lam ngân hoàng bị tạc tứ tán bay lên nhưng không thể không nói hiện tại lam ngân hoàng phẩm chất đã đủ để cùng bất luận cái gì cường đại võ hồn so sánh tại đây dạng oanh kích phía dưới vậy mà không có chút nào tổn hại đây hết thảy đều là tại trong thời gian rất ngắn phát sinh đấy khán giả chứng kiến đấy chính là hai bàn cơ giáp giao thoa mà qua một cái lớn bong bóng từ bong bóng vương trên người truyền ra ngoài bị đường vũ lân mang đi sau đó bong bóng bạo tạc nổ tung đường vũ lân cơ giáp bên cạnh bay mà ra bong bóng vương cơ giáp đã quay lại thân hình tới đây trên người lại hiện lên một cái cùng lúc trước giống như đúc lớn bong bóng đồng thời trên người hắn hồn đạo tên lửa đầy phát động đúng là bay thẳng đến đường vũ lân cơ giáp đuổi đi theo hơn nữa tựa hồ vẫn giống như là muốn xông tới hắn tựa như đi qua vừa mới va chạm đường vũ lân lúc này trong lòng tại cảnh giác đồng thời cũng không khỏi hết sức hiếu kỳ cái này bong bóng vương quả nhiên không giống người thường hắn cái này không biết là cái quái gì lớn bong bóng có thể nói công phòng nhất thể vẫn còn có nhất định được khống chế năng lực giả thiết hắn vừa mới bị cái này lớn bong bóng bao trùm ở bên trong sau đó lại phát sinh nổ tung lời nói ngăn cản đứng lên liền nhất định không có dễ dàng như thế như vậy hiếm thấy võ hồn hắn trong lòng cũng là phi thường tò mò thật không hổ là có thể sát nhập cơ giáp chiến vòng bán kết người hơn nữa thông qua vừa mới chiến đấu đối phương chỗ phóng xuất ra hồn lực chấn động hắn cũng có thể cảm giác ra vị này bong bóng vương hồn lực tu vi chỉ sợ muốn tại bát hoàn trở lên nói cách khác vị này hẳn là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả quả nhiên là thật cường đại cơ giáp sư khó trách liền lang vũ nguyệt đều thua bởi hắn rồi mắt nhìn đối phương xông lại đường vũ lân không có tránh lui đến mà không nghe theo còn phi lễ ngươi cho ta thoáng một phát vậy cũng để ngươi thử một chút ta võ hồn tốt rồi tứ tán lam ngân thảo một lần nữa gom mắt nhìn đối phương sắp đi tới trước mặt mình lam ngân đổ thứ trận phát động mảng lớn lam ngân thảo bỗng nhiên bạo khởi không chỉ là từ mặt đất phía dưới đồng thời cũng là từ đường vũ lân cơ giáp trên người những thứ này lam ngân hoàng hóa thành từng đám cây trường mâu giống như thẳng đến bong bóng vương cơ giáp bay đi bong bóng vương phản ứng cực nhanh lúc lam ngân hoàng xuất hiện trong nháy mắt hắn cái kia nguyên bản vò tới trước cơ giáp đột nhiên cải biến phương hướng cơ hồ là tới một cái góc 90 độ đảo hướng lúc trước sông biến thành hướng lên phải biết rằng đây chính là hoàn toàn vi phạm cơ học nguyên lý đấy hơn nữa dùng chế thức cơ giáp sức thừa nhận nếu như là tình huống bình thường đến như vậy thoáng một phát đối với cơ giáp khớp xương nhất định sẽ có chỗ tổn thương có thể bong bóng vương liền làm như vậy đến rồi hơn nữa nhìn qua vẫn không hề bất luận cái gì không khỏi cảm giác bong bóng sức nổi à đường vũ lân trong lòng linh quang lóe lên cơ hồ là chớp mắt sẽ hiểu trong này một ít ảo diệu làm ngân đột thứ trận rơi tại không trung mà nhảy vào không trung bong bóng vương trên người hào quang lóe lên cái kia lớn bong bóng thoát ly thân thể của hắn thẳng đến đường vũ lân oanh kích mà đến nhìn qua giống như là một viên cực lớn hồn đạo đạn pháo tựa như hơn nữa đường vũ lân thấy rõ ràng tại cái kia lớn bong bóng bên trong đang ra đời cái này một cái có một cái bong bóng, những thứ này bong bóng tại lớn bong bóng nội bộ một tầng bộ một tầng, không đứt biến lớn, sau đó cùng tầng ngoài lớn bong bóng dung hợp, lớn bong bóng bản thể bắt đầu biến đỏ. Thật coi hồn đạo đạn pháo dùng a. À. Đường Vũ Lân thở sâu, cơ giáp cánh tay trái ngẩng lên, một đạo kim quang sáng lên, hoàng kim long thương thình lình rơi vào cơ giáp trong khống chế, sau đó đã bị hắn không chút do dự quang ném ra ngoài. Bong bóng vẫn phải đâm phá tương đối khá hoàng kim long thương điện thiểm mà ra trên không trung giống như một đạo màu vàng tia chớp những nơi đi qua chỉ nghe cái kia lớn bong bóng vang lên liên tiếp xảy đặc nổ vang đường vũ lân chứng kiến đấy là trên bầu trời từng tầng một liên tục nổ tung khủng bố bạo tạc nổ tung lực sóng xung kích một tầng nối một tầng hướng ra phía ngoài khuếch trương nổ bung hầu như bao trùm gần nửa cái sân thi đấu vốn bạo tạc nổ tung nơi trọng yếu khoảng cách hắn vẫn từng đối xa nhưng tại đây nổ lớn phía dưới nhưng như cũ đem hắn cơ giáp tung bay có thể nghĩ cái đồ vật này nếu là rơi vào trên người sẽ là hạng gì đáng sợ mà đang ở cái này lớn dư âm nổ mạnh còn không có biến mất thời điểm cái kia bong bóng vương cơ giáp rõ ràng lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đường vũ lân trước mặt hơn nữa còn là dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức lúc đường vũ lân chứng kiến nó thời điểm chứng kiến chính là một cái lớn bong bóng bao trùm cơ giáp va chạm hướng mặt đất từ bạo tạc nổ tung sóng xung kích phía dưới tránh đi sau đó cái kia lớn bong bóng tại đánh lên mặt đất về sau rõ ràng sinh ra mãnh liệt lực bắn ngược cái này cỗ lực bắn ngược làm tốc độ của nó so với vò tới trước đánh về phía mặt đất thời điểm vẫn nhanh hơn gấp đôi thông qua đối với mặt đất trùng kích sinh ra một cái đảo hướng sau đó liền xuất hiện ở đường vũ lân trước mặt cái kia cực lớn bong bóng trực tiếp phóng đại hướng đường vũ lân bao trùm tới đây khá lắm bong bóng còn có thể như vậy dùng sao đường vũ lân nhãn thần ngưng tụ trong tay trường thương đâm ra từng đám cây lam ngân hoàng bao trùm tại trường thương phía trên cùng lúc đó cường thịnh vô cùng thương ý cũng tiếp theo bán ra mà ra không lại né tránh thậm chí không lại e ngại bị bong bóng bao trùm một phát này đâm ra đấy thẳng tiến không lùi song phương chớp mắt liền đụng đụng vào nhau thương lớn đâm vào bong bóng bong bóng bên trong lõm song phương đụng vào nhau cái kia bong bóng không hề nghi ngờ đấy hướng đường vũ lân cơ giáp bên này che đến nhưng không có hoàn toàn thành công bị từng đám cây lam ngân hoàng chống lên mà đường vũ lân cái kia trường thương một đầu thường mang mãnh liệt bắn cưỡng ép đột tiến tính toán phá tan cái kia bong bóng bong bóng vương trên người lớn bong bóng lại phóng xuất ra một cái từ bên trong cùng trước bong bóng trùng hợp song phương cơ giáp liền ngăn cách cái này hai tầng bong bóng gần trong gang tấc trong tay trường thương chấn động đường vũ lân cơ giáp trong mãnh liệt truyền ra gầm lên giận dữ một cái cực lớn kim long đầu từ cơ giáp trước ngực lao ra cái kia ngập trời gào thét đình tai nhức óc mãnh liệt sóng âm thậm chí làm cái kia lớn bong bóng mặt ngoài đều xuất hiện từng tầng một gợn sóng bong bóng vương cơ giáp rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi rằng co trường thương thương mang mãnh liệt bắn rút cuộc thuận lợi phá tan hai tầng bong bóng trực chỉ bong bóng vương chỗ ngực khoang điều khiển màu vàng đầu rồng tại sục sôi gào thét đồng thời đường vũ lân trong tay trường thương càng là vang lên một tiếng vù vù cái này chế thức trường thương tựa hồ có chút không cách nào thừa nhận đột nhiên bạo phát đi ra năng lượng khổng lồ bỗng nhiên phá toái nhưng trường thương nội bộ hình thành thương mang nhưng như cũng tồn tại mang theo chấn động màu bạch kim thương mang chớp mắt đã đến bong bóng vương trước ngực đâm thùng phốc bong bóng vương cơ giáp tại kinh khủng kia đâm xuyên tác phẩm tâm huyết dùng xuống trực tiếp bị xuyên thủng rồi nhưng mà quỷ dị như đúc cũng xuất hiện bị xuyên thủng địa phương tựa hồ biến thành một mảnh mò hồng phấn sau đó kịch liệt nhúc nhích đứng lên bong bóng vương cơ giáp sau lưng tên lửa đầy đột nhiên hào quang tỏa sáng làm nó đột nhiên vọt tới trước xông tới tại đường vũ lân cơ giáp bên trên va chạm kịch liệt sản sinh mãnh liệt chấn động lực đường vũ lân cơ giáp mặt ngoài vòng phòng hộ lập tức bị va chạm phá thành mảnh nhỏ không chỉ có như thế từng tầng một bong bóng vẫn tiếp theo bao trùm mà lên hơn nữa nhanh chóng biến đỏ không đều đường vũ lân lam ngân hoàng đem kia căng ra liền bạo phát ra liên tiếp bạo tạc nổ tung tốc độ ánh sáng giữa giữa hai người tình hình chiến đấu ưu thế không đứt biến hóa trong lúc nhất thời khán giả căn bản thấy không rõ đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong đường vũ lân hồn lực cuồng thúc giục trong cơ thể hồn hạch long hạch đầy gánh nặng vận chuyển phóng xuất ra hồn lực toàn bộ dùng để phòng ngự từng đám gây lam ngân hoàng dày đặc bao trùm tại chính mình cơ giáp bên trên thừa nhận cái kia một lần lại một lần bạo tàng nổ tung khán giả không biết ai chiếm cứ thượng phong hắn làm sao có thể không biết à vừa mới giao thủ thua thiệt là hắn lúc thương mang xuyên thấu bong bóng vương cơ giáp thân thể thời điểm Hắn cũng đã cảm giác được không đúng, thế nhưng thoáng một phát hắn chẳng những vận dụng hoàng kim long hống, càng ngay cả kim long chấn bạo đều vận dụng. Thế nhưng là, tại đâm thủng đối phương cơ giáp thời điểm, hắn cảm giác được chính, mình đâm vào tựa hồ là một cái cực kỳ sền sệt đồ vật bên trong, giống như là dinh dính cao su, hoặc như là một cái ruột đặc bong bóng, đã liền kim long chấn động tre ở cái kia một thương phía trên chấn động lực, đều tại cái loại này sền sệt cảm giác loại nhanh chóng biến mất lấy, sau đó bong bóng vương tựa như hắn triển khai phản kích võ hồn chân thân đường vũ lân tin tưởng đây tuyệt đối là đối thủ võ hồn chân thân mới có thể bạo phát đi ra hiệu quả dùng võ hồn chân thân ngăn lại chính mình công kích sau đó lại toàn lực triển khai phản kích đánh bay chính mình hơn nữa dùng bong bóng liên tục công kích chính mình gia hỏa này thật là thật là khó quấn a à. từ khi tham gia cơ giáp thi đấu đến nay đây là đường vũ lân lần thứ nhất cảm giác được khó giải quyết đối thủ võ hồn công phòng nhất thể không nói còn có thể khống chế thậm chí đối với tại vật lý công kích sức miễn dịch đơn giản cường đại đến gần như biến thái trình độ a hắn cái này bong bóng cùng cao su tựa như lực công kích càng mạnh nó lực bắn ngược cũng liền càng lớn đây quả thực là một loại không chê vào đâu được võ hồn a nghĩ tới đây trong lúc đó đường vũ lân trong đầu hồi tưởng lại vũ trường không đã từng đối với hắn đã nói trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có không chê vào đâu được võ hồn bất luận cái gì võ hồn đều có ưu thế của nó cũng tất nhiên sẽ có nó chỗ thiếu hụt mà càng cường đại võ hồn chỗ thiếu hụt thường thường lại càng là chí mạng. Vũ trường không mà nói, tại đường Vũ Lân qua lại trong quá trình tu luyện đều lần lượt bị xác minh lấy, cũng kể cả chính hắn. Hắn Lam Ngân Thảo đương nhiên không tính là cường đại võ hồn, vấn đề nhiều, thăng cấp làm Lam Ngân Hoàng về sau, lực công kích cũng như trước chưa đủ, mà Kim Long Vương A, cái kia nhìn qua là cực kỳ cường đại huyết mạch lực, thế nhưng là, tại đây sau lưng, lại cất giấu tùy thời có khả năng bộc phát sinh mệnh nguy cấp 18 đạo phong ấn. Bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Đồng dạng, lúc trước Long Vương Long rửa hạng gì cường hãn, cơ hồ khiến đường Vũ Lân bọn hắn không có bất kỳ ứng đối phương pháp. Nhưng hắn cũng đồng dạng, có vấn đề, Sơn Long Vương võ hồn mang đến nguy cơ là tâm tình không thể khống, cũng tạo thành hắn tùy thời cũng có thể hóa thành hình người hung khí. Bởi vậy, hắn cũng không dám đơn giản vận dụng chính mình năng lực. Trước mặt bong bóng vương, hắn chỗ thiếu hụt lại ở địa phương nào à, nhất định không thể nào là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Mà quỷ đảo đối với đường Vũ Lân huấn luyện, trong đó là quan trọng nhất một hạng chính là vô luận tại như thế nào nghịch cảnh ở bên trong, cũng phải làm cho đầu óc của mình gắng giữ tỉnh táo, bởi vì thất kinh sẽ chỉ làm sự tình trở nên bết bát hơn, chỉ có tỉnh táo đi đối mặt mới có thể xử lý tốt, mới có chuyển bại thành thắng khả năng. Chính là tại đây dạng tâm tính xuống, đường Vũ Lân cho dù, là tại liên hoàn bạo tạc nổ tung đau khổ treo chống đại lượng tiêu hao hồn lực hơn nữa cơ giáp cũng nhận được nhất định tổn hại dưới tình huống như trước có thể như thế tỉnh táo đi suy nghĩ đi tìm sơ hở của đối phương mà phát ra liên tiếp bong bóng quả bom về sau bong bóng vương cơ giáp cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại rơi trên mặt đất tựa hồ là đang đợi cái gì trên thực tế vị này bong bóng vương đã nhận lấy đường vũ lân cái kia một thương cũng tuyệt không dễ chịu tuy rằng thông qua võ hồn chân thân tránh khỏi sát thần chi nguy nhưng thương ý bên trong bổ sung kim long chấn bạo hay vẫn là làm hắn thể xác và tinh thần kịch chấn nhận lấy thương tổn không nhỏ hắn hay vẫn là xem thường đường vũ lân như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình song trọng phòng ngự lại còn là bị đường vũ lân phá khai rồi trên thực tế hắn cái thứ hai bong bóng cùng cái thứ nhất không đồng nhất dạng kia lực phòng ngự cơ hồ là hắn tất cả hồn kỹ mạnh nhất một cái nhưng vẫn cứ dưới tình huống như thế nhưng như cũ không thể ngăn trở đường vũ lân công kích cái này ý vị như thế nào rõ ràng may mắn bằng vào võ hồn chân thân chuyển bại thành thắng nhưng hắn vẫn không thể khẳng định tại chính mình liên tiếp bong bóng quả bom oanh tạc phía dưới đối phương là hay không còn có thể còn sống nếu như đây là ở tình huống khác xuống chế thức cơ giáp đối mặt hắn bong bóng quả bom chỉ sợ hắn liền nhìn đều lời nhiều lắm liếc mắt nhìn một cái bong bóng quả bom liền đủ để nát bấy một đài chế thức cơ giáp rồi nổ thành bột mịn đều không quá đáng nhưng đối thủ dù sao cũng là có thể nhảy vào cơ giáp chiến bốn thứ hạng đầu tên tuyển thủ khẳng định sẽ không đơn giản như vậy trước lúc trước một thương có thể cảm giác được cái kia thương ý bên trong tràn ngập một loại cực kỳ bá đạo ngang ngược nếu như không phải hắn phản ứng nhanh hơn lúc này thi đấu cũng đã đã xong như vậy một cái đối thủ lại làm sao có thể không để cho hắn sinh lòng cảnh giác a à? đúng lúc này kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếp cận khâu cuối cùng đường vũ lân cơ giáp ở phía xa tới gần sân đấu biên giới địa phương rơi xuống đất phát ra một tiếng nổ vang từng đám cây lam ngân hoàng nghiện ra cháy đen giống như là bị nướng chín khoai tây bên ngoài tầng kia cao su lưu hóa tựa như. Nhưng những thứ này Lam Ngân Hoàng chậm rãi thu về, có rút lại tiến vào cơ giáp thời điểm, mặt ngoài lại như là lột da giống như cởi ra một tầng màu đen, tuy rằng nhìn qua hào quang ảm đạm nhiều, nhưng hiển nhiên còn không chí mạng. Bất quá, đường vũ lân cơ giáp, lúc này bộ dạng cũng thực là có chút thảm đạm, cơ giáp cánh tay trái đã cho nổ không có, trên người vòng phòng hộ càng là không còn sót lại chút gì, cơ giáp nhiều chỗ tổn hại, thậm chí còn có linh kiện tại đung đưa cơ giáp bên trên bất ngờ có không ổn định hồn đạo pháp trận hào quang hiện lên thấy thế nào đều giống như tùy thời có khả năng nổ tung bộ dạng bong bóng vương ngồi tại cơ giáp khoang hành khách bên trong hai mắt hiếp lại còn chưa kết thúc sao còn có thể chịu đựng được công kích của ta sao như vậy ngươi còn có thể thừa nhận vài cái a à. luận hồn lực tu vi ta thế nhưng là đã đạt đến 87 cấp a chỉ sợ lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu ở bên trong cũng không có mấy cái có thể so với ta hồn lực càng mạnh hơn nữa đấy. sau lưng tên lửa đẩy thúc đẩy, bong bóng vương cơ giáp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng nhảy vào không trung, thẳng đến đường vũ lân phương hướng mà đến. đồng thời, lại là một cái lớn bong bóng tại trung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành hình. người võ hồn, chỗ thiếu hụt là cái gì a? À? đúng lúc này, đối diện cơ giáp bên trong, đột nhiên truyền tới một thanh âm, có chút tận lực đè thấp trầm thấp, nhưng chỉ là một câu nói kia, lại làm cho bong bóng vương cơ giáp tốc độ chậm một nhịp. Giả thiết người võ hồn không có bất kỳ sơ hở, như vậy, người căn bản không cần tham gia cơ giáp chiến, hồn sư chiến người võ hồn cũng như trước có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng là, người đang sợ cái gì? Hoặc là nói, người đã thành thói quen dùng cơ giáp đến bảo vệ mình. Vậy có nghĩa là, người cái này cường đại võ hồn sau lưng, nhất định sẽ có phi thường trí mạng chỗ thiếu hụt. Tại trong hiện thực, người chính là bằng vào cơ giáp để che giấu chính mình cái chỗ thiếu hụt, cho nên... Ngươi mới là một gã ưu tú cơ giáp sư, mà không phải một gã hồn sư, đấu khải sư. Không biết ta nói đúng hay không? Đường Vũ Lân Thanh âm êm tai nói tới, làm không trung phi hành bong bóng vương cơ giáp tốc độ càng ngày càng chậm. Như vậy, nhược điểm của ngươi vậy là cái gì a? À? Nhất định sẽ là tương đối dễ dàng phát hiện đấy. Hơn nữa lại là phi thường trí mạng đấy, bằng không mà nói cũng không trở thành để ngươi như thế sợ hãi. Để cho ta đoán xem, ngươi bong bóng từ loại nào trình độ bên trên mà nói? Cùng loại với cao su cao su không sợ nước lực phòng ngự cường đại có vô cùng tốt co giãn thậm chí ngươi còn có thể khiến nó biến thành quả bom tuyệt đối công phòng nhất thể ảo diệu vô cùng ngươi cái này giống như cao su bong bóng thậm chí không sợ sắc bén bản thân cực độ cứng cỏi nhưng ta tin tưởng nó nhất định có trí mạng chỗ thiếu hụt cao su cuối cùng vẫn có sợ đồ vật cái kia chính là hỏa lúc đường vũ lân nói ra cuối cùng một chữ thời điểm bong bóng vương cơ giáp rõ ràng xuất hiện đình trệ thậm chí còn rất nhỏ lắc lưu một cái hỏa Đúng vậy cao su sợ lửa bong bóng rất có thể cũng sợ hỏa cái này bong bóng vương thực lực đúng là cường đại phương thức chiến đấu cũng là như thế hiếm thấy nhưng nếu như nó bong bóng có chỗ thiếu hụt A à, tựa như cao su giống nhau chỗ thiếu hụt A à. đường Vũ Lân Sở dĩ nói ra lời nói này cũng không phải hắn ngay từ đầu liền đoán được mà là hắn tại trong lòng nhanh nhẹn phân tích thông qua ngôn ngữ đến cho mình tranh thủ thời gian tranh thủ suy nghĩ thời gian lúc hắn dựa theo ý nghĩ của mình đem mình phân tích đến đồ vật nói đi ra thời điểm hắn hai tròng mắt đã trở nên càng ngày càng sáng đúng vậy cao su sợ lửa hắn võ hồn rất có thể chính là sợ hỏa a à. quả nhiên bong bóng vương cơ giáp dừng lại hiển nhiên là nhận lấy chính mình ngôn ngữ ảnh hưởng ngây thơ nhưng vào lúc này bong bóng vương cơ giáp bên trong lại đột nhiên truyền ra thanh âm như vậy người có hỏa mà nói có thể thử một chút vừa nói một cái bong bóng từ hắn cơ giáp bên trên nở rộ mà ra thẳng đến đường vũ lân phương hướng bay vụt mà đến đường vũ lân có hỏa sao chính hắn đương nhiên không có kim long vương chi lực cũng chỉ là có thể hình thành cùng loại với hỏa quang diễm nhưng lại không phải chân chính hỏa nhưng hắn chính mình không có lại cũng không có nghĩa là không thể dùng hỏa một đạo màu đen hào quang đột nhiên tại đường vũ lân cơ giáp trước người phóng đại cơ hồ là chớp mắt liền đem chế thức cơ giáp nguyên bản cực lớn thân hình che giấu tại sau lưng khổng lồ kia thân hình vừa xuất hiện lập tức dẫn phát toàn trường một mảnh kinh hô quá lớn quá mức cự đại rồi chỉ có số rất ít xem qua đường vũ lân tại phân khu thi đấu lúc chiến đấu tình cảnh người mới biết được hắn có cái đồ vật này tồn tại quái vật khổng lồ độ cao trọn vẹn tiếp cận sân đấu sau lưng một đôi nhìn qua tỷ lệ không cần đối tiểu sĩ bảng nhẹ nhàng đập rung lấy nó miệng rộng mở ra một cỗ hỏa diễm điên cuồng phun mà ra thẳng đến cái kia bong bóng thổi đến tới bong bóng vốn đã gần ngay trước mắt tại ngọn lửa kia trùng kích xuống lập tức dừng lại một chút liền tại đường vũ lân mong mỏi cái kia bong bóng sẽ tại phách vương long hồn linh trong ngọn lửa hòa tan thời điểm cái kia bong bóng bên trên đột nhiên hào quang lóe lên mãnh liệt một cái da tốc liền bao trùm tại phách vương long đầu rồng phía trên sau đó nhanh chóng biến đỏ ầm ầm nổ vang phách vương long như vậy thân thể khổng lồ cũng bị nó nổ một cái lảo đảo hướng về phía sau lảo đảo hai bước đung đưa cực lớn đầu tựa hồ có chút tráng váng đầu hoa mắt tựa như không sợ hỏa không thể nghi ngờ phách vương long giúp đỡ đường vũ lân ngăn lại công kích nhưng là ấn chứng đường vũ lân thuyết pháp là sai đấy cái này bong bóng vương võ hồn e ngại cũng không phải hòa diễm a à, là thật thủy hỏa bất xâm điều này sao có thể chẳng lẽ nói nó liền thật không có bất luận cái gì sơ hở sao cái này không khoa học tuyệt đối không khoa học a à. bong bóng vương trên người cái thứ hai bong bóng đã phóng thích ra ngoài sau đó là cái thứ ba hai cái bong bóng một cái bay về phía phách vương long cái khác thì là trực tiếp bay về phía đường vũ lân trên không trung lượn quanh ra một đạo đường vòng cung không chế hay đến cực độ không đúng không có khả năng không có sơ hở đấy đường vũ lân trèo chống lấy để cho chính mình cơ giáp đứng dậy hoàng kim long thương vung ra đem bay về phía chính mình bong bóng lăng không đâm rách nổ vang không phải là thủy hòa cuối cùng nhược điểm của hắn sẽ là gì chứ bong bóng vương cũng mặc kệ đường vũ lân đang suy nghĩ gì lúc này hắn tại võ hồn chân thân trạng thái xuống hắn bong bóng càng trở nên cực kỳ cường đại lại là một cái bong bóng phóng xuất ra tại chung quanh thân thể biến lớn Đường Vũ Lân triệu hồi Hoàng Kim Long thương, đồng thời tập trung tinh thần nhìn chăm chú cái kia bong bóng vương cơ giáp hành động. Phách Vương Long hồn linh ngăn lại cái thứ hai bong bóng đồng thời thân thể khổng lồ đột nhiên phóng ra thẳng đến cái kia bong bóng vương cơ giáp chạy như bay, dùng chính mình thân thể khổng lồ hướng hắn phát khởi trùng kích cực lớn cái đuôi đã nhếch đứng lên. Cho dù là bong bóng vương cái kia cực lớn bong bóng lực phòng ngự, nếu như bị vị này đến truy cập cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cái kia nhưng là chân chính như là hung thú giống như tồn tại a. À bong bóng lại một lần phóng thích đường vũ lân lúc này đã tại chặt chẽ quan sát đến hắn đột nhiên phát hiện lúc bong bóng vương bong bóng tại phóng xuất ra trước cái kia bong bóng nội bộ rõ ràng có cái gì hào quang đang lóe lên mặc dù chỉ là phi thường hơi yếu hào quang nhưng trong khoảnh khắc đó đường vũ lân hay vẫn là thấy rõ ràng rồi đó là cái gì hồn kỹ rót vào hắn lo lắng đến tột cùng là cái gì à là cái gì hắn không muốn che giấu đây này người ở cơ giáp nội bộ sẽ không từ bên ngoài chứng kiến chẳng lẽ nói hắn tại che giấu đấy là hắn phóng thích hồn kỹ thời điểm bộ dạng nói cách khác hắn sơ hở cũng chính là tại phóng thích hồn kỹ thời điểm nghĩ tới đây đường vũ lân trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên có lẽ là hoàng kim long thương lần nữa ném mà ra nhưng lần này bong bóng cùng lúc trước bất đồng sinh ra thật lớn dính tính hoàng kim long thường tuy rằng đâm vào rồi nhưng là bị nó dính liền nổi từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời không cách nào dãy rụa đường vũ lân đã mất đi vũ khí tại khán giả trong mắt liền vũ khí cũng đã đã mất đi đường vũ lân lúc này ở bong bóng lưới trước mặt giống như là một cái dê đợi làm thịt giống như tùy thời cũng có thể vẫn lạc nhưng là đúng vào lúc này ngồi ngay ngắn ở cơ giáp khoang điều khiển bên trong đường vũ lân trên khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên ai cũng không tưởng tượng nổi dáng tươi cười tiếp theo kích sẽ là của người tử kỳ đối mặt đã vọt tới trước mặt mình phách vương long bong bóng vương không chút nào kinh hoàng sau lưng hồn đạo tên lửa đầy phát động đột nhiên lên không dựng lên trên không trung đã tiến hành một cái xảo diệu né tránh tốc độ cực nhanh biến hóa cực nhanh làm người không kịp nhìn cái kia thật là chế thức cơ giáp có thể làm ra động tác sao không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là vượt qua chế thức cơ giáp phù hợp đấy nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tại hắn cái này đài cơ giáp tất cả khắp xương chỗ đều nhiều hơn ra một ít cùng bong bóng màu sắc giống nhau chất keo vật rất hiển nhiên là những vật này tăng cường chế thức cơ giáp gánh nặng năng lực từ bong bóng vương trên người phóng xuất ra bong bóng thể tích trở nên càng lớn ở thời điểm này đường vũ lân tính là còn có biện pháp ngăn cản cũng đã ở vào rồi tuyệt đối hoàn cảnh xấu chỉ có thể là bị động bị đánh nhưng mà đang ở đó cái lớn bong bóng mắt thấy muốn phóng thích mà ra thời điểm trong lúc đó bong bóng vương cơ giáp trên không trung dừng lại cái này dừng lại vô cùng đột ngột thế cho nên khán giả đều sửng sốt một chút sau đó tại chung quanh thân thể hắn bong bóng đột nhiên bắt đầu biến đỏ tình huống như thế nào như thế nào sớm như vậy để bong bóng biến đỏ lên Biến đỏ không phải muốn nổ tung A à. Hầu như tất cả người xem cũng đã nhìn đã minh bạch màu sắc bất đồng bong bóng bất đồng công hiệu Có thể bọn hắn không hiểu là Vì cái gì ở thời điểm này Bong bóng vương muốn nhen nhóm hắn bong bóng A à. Không đợi khán giả kịp phản ứng Một tiếng kịch liệt nổ vang trên không trung đã nổ vang Cái kia biến lớn bong bóng, nổ tung Cái này, đây là cái gì tình huống Nhắm lửa tự thiêu hay sao Khán giả tất cả đều nhìn gì mà bong bóng vương cơ giáp tuy rằng kịp thời phóng xuất ra rồi vòng phòng hộ nhưng như cũ tại cái kia mạnh mẽ tiếng nổ mạnh ở bên trong bị tạc đã thành một đoàn hòa cầu sau đó một cây vừa thô vừa to vô cùng lóe ra ám kim sắc cái đuôi to liền từ không trung quang tới đây hòa cầu chớp mắt bay đi trên không trung sinh ra liên tiếp nổ lớn thi đấu chấm dứt 66 số chiến thắng thắng ai có thể nghĩ đến tại một phương chiếm hết ưu thế giới tình huống thi đấu dĩ nhiên là dùng phương thức như vậy đã xong, quả thực là không thể tưởng tượng. Loại cảm giác này giống như là bong bóng vương tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống, chính mình tự sát. Tự sát! Tự sát! Đường Vũ Lân cơ giáp chậm rãi từ trên mặt đất đứng người lên, cực lớn phách vương long đứng ở bên cạnh hắn, lộ ra khí phách chắc lậu. Thế nhưng là, trận đấu này thắng lợi, nhưng là ai cũng không nguyện ý quy công tại trên người hắn, ngoại trừ chính hắn. Quả nhiên là thế sao? ngồi ngay ngắn ở khoang điều khiển bên trong đường vũ lân khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên quả nhiên là có sơ hở đây này liền tại bong bóng vương muốn triển khai cuối cùng toàn diện công kích thời điểm đường vũ lân đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng bong bóng vương bong bóng có thể không sợ nước không sợ lửa công thủ đều tốt nhưng hắn vẫn như trước muốn che giấu như vậy che giấu vấn đề tất nhiên là trí mạng đấy vì vậy hắn nghĩ tới một cái khả năng cái kia chính là hắn cái mới nhìn qua này toàn năng bong bóng có một loại năng lực rất có thể không cách nào ngăn cách cái kia chính là tinh thần lực không sai chính là tinh thần lực bong bóng vương tại đối với bong bóng phóng thích thời điểm mỗi lần đều có bất đồng hào quang lập lòe vậy hẳn là bất đồng hồn kỹ rót vào nói cách khác đó cái này trụ cột bong bóng rất có thể là giống nhau là vì bất đồng hồn kỹ rót vào mới khiến cho bong bóng đã có được bất đồng năng lực nếu là như vậy như vậy hắn mỗi một lần rót vào hồn kỹ thời điểm cũng chính là hắn bong bóng có khả năng nhất xảy ra vấn đề thời điểm hắn tại che giấu đấy cũng chính là rót vào hồn kỹ quá trình rồi còn có một loại khả năng chính là hắn cái này bong bóng bản thân cũng không phải như vậy ổn định nhất định phải thông qua cường khống mới có thể để cho kia đạt đến chiến đấu chân chính ý nghĩa dưới loại tình huống này đường vũ lân đầu tiên nghĩ đến đấy chính là tinh thần lực cấp độ bên trên vấn đề nói cách khác một khi bị quấy nhiễu bong bóng vương bong bóng rất có thể sẽ xảy ra vấn đề tinh thần lực phương diện này năng lực không phải ai đều có thể có đấy tinh thần thuộc tính hồn sư ít càng thêm ít thế nhưng là đừng quên đường môn có một môn tuyệt học gọi là tử cực ma đồng là một loại dùng tốt phi thường tu luyện tinh thần phương pháp còn có thể bổ sung tinh thần trùng kích tinh thần lực càng mạnh tử cực ma đồng hiệu quả cũng liền càng tốt đường vũ lân tinh thần lực đã đến tiếp cận linh vực cảnh cấp độ kia cường đại không thể nghi ngờ coi như là phong hào đấu la cấp độ cường giả cũng chưa chắc có bao nhiêu người là đối thủ của hắn dưới loại tình huống này hắn tử cực ma đồng uy lực có thể nghĩ kết quả là hắn liền tại đối phương phóng thích hồn kỹ thời điểm đã tiến hành một lần nếm thử sự thật chứng minh hắn là đúng đấy lúc cái kia bong bóng không có ở đây bị khống chế hoặc là nói là ngắn ngủi không khống chế được thời điểm bạo tạc nổ tung liền sinh ra bong bóng vương tương đương với là nhóm lửa tự thiêu nhưng đồng dạng đường vũ lân đối với vị này bong bóng vương nhưng như cũ phi thường khâm phục vị này tuy rằng thua cho mình thế nhưng là trong hiện thực hắn đương nhiên không có khả năng khống chế một đài chế thức cơ giáp rồi chỉ cần hắn có thể làm cho mình cơ giáp tại tinh thần phòng ngự phương diện có phi thường năng lực cường hãn như vậy hắn gần đây còn là không chê vào đâu được đấy khó trách hắn chọn trở thành một vị cơ giáp sư thậm chí rất có thể liền đấu khải sư cũng không phải cơ giáp sư ở à, rượu ngay ở chỗ này vô luận nói như thế nào vị này tại cơ giáp giới đều tuyệt đối là cực hạn cấp độ tồn tại trận này thắng ít nhất không có đối mặt cuồng phong đa ma tư mã kim trì lúc như vậy phiền muộn cảm giác ít nhất hắn hiểu được chính mình thắng tại địa phương nào nhưng đường vũ lân trong lòng không có gì hưng phấn hơn nữa là khâm phục lần này giải thi đấu để cho hắn chứng kiến rất nhiều cường giả năng lực để cho hắn cũng nhìn thấy thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ thấy được như thế phần đông kỳ kỳ quái quái võ hồn hồn kỹ còn có các loại kỳ quái phương thức chiến đấu có thể nói tầm mắt mở rộng ra đối với kinh nghiệm thực chiến tăng lên quả thực là trước kia bất luận cái gì phương thức tu luyện đều không thể so sánh đấy cho nên đường vũ lân phát ra từ nội tâm cảm tạ huyết nhất cảm tạ vị kia vô tình đấu la tào đức trí là hắn để cho chính mình đi lên con đường này mà bây giờ đường vũ lân huyết thần quân đoàn huyết thần doanh huyết cửu đã có thể đường đường chính chính mà nói mình chính là huyết cửu rồi hồn sư chiến cơ giáp chiến song song tiến nhập cuối cùng trận chung kết hơn nữa đường vũ lân cũng hiểu rõ thân phận của mình chỉ sợ đã bại lộ chỉ cần là có lòng người xem liền sẽ tại hắn sử dụng hoàng kim long hống về sau phát hiện năng lực của hắn cuối cùng cùng kim Long Vương vẫn có rất nhiều chồng cháo chỗ đấy. Dùng sức một mình đồng thời tại hai đại trong trận đấu tiến vào trận chung kết, có thể nói, hắn hiện tại đã là lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên, bang khiêu chiến thi đấu chính thức người thắng. Đối với khán giả thi đấu sau kinh hô, không hiểu nghị luận, Đường Vũ Lân đều không có quá nhiều quan tâm, ly khai tinh đấu khoang thuyền, hắn đầu tiên làm đấy chính là trước đau nhức thống khoái nhanh đến tắm nước nóng. Thẳng thắn nói, tuy rằng khi đó tại tinh đấu chiến võng trong chiến đấu nhưng bong bóng vương khó chơi nhưng vẫn là để cho hắn cảm giác được toàn thân dính hồ đấy không nói ra được khó chịu tắm rửa tốt hơn nhiều vòng bán kết đối thủ cũng đã như thế khó có thể đối phó như vậy trận chung kết à đường vũ lân đã thật lâu không có đối với một sự kiện như thế mong đợi mà bây giờ đối với tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu hắn là thật tràn đầy chờ đợi à hắn thậm chí đã không suy nghĩ thêm nữa có thể hay không đạt được cuối cùng quán quân rồi cùng những thứ này cường đại đối thủ giao phong thậm chí so với đạt được quán quân càng làm cho hắn sung sướng đây là hắn tương lai tăng lên phải qua đường không có minh tưởng hôm nay một trận chiến này hắn kỳ thật càng nhiều nữa thắng tại trí tuệ bên trên thực tế hắn còn có rất nhiều hậu thủ không dùng hắn hồn kỹ cũng chỉ là sử dụng một phần nhỏ hắn còn có kim ngữ không có phóng thích cho nên coi như là tìm không thấy bong bóng vương sơ hở hắn cũng chưa chắc thất bại mất thi đấu nhưng có thể dùng trí tuệ chiến thắng đối thủ cuối cùng hay vẫn là một kiện làm người mười phần sung sướng sự tình a à? ra chính mình ký túc xá không có đi khu nghỉ ngơi hiện tại khu nghỉ ngơi người thật sự là nhiều lắm nhất là bây giờ hầu như trong quân đoàn mọi người đều biết hắn tại trong quán cà phê đã không có thể tìm được cái kia phần hắn muốn yên lặng rồi mở ra phòng rèn đại môn đường vũ lân đi vào trong đó có chút ngày không có tới gần nhất vẫn luôn đang bận lục tại trận chung kết sự tình chứng kiến cái kia quen thuộc bệ rèn tuy rằng kim loại lạnh như băng nhưng hắn trong lòng nhưng là một mảnh hừng hực. Đợi lần so tài này sau khi chấm dứt, hắn còn có bề bộn đây, đầu tiên cấp cho chính mình chuẩn bị cho tốt toàn bộ tam tự đấu khải kim loại rồi, tối thiểu muốn đem cơ bản hình thức ban đầu làm ra tới đây, còn có chính là hắn cấp cho chính mình dùng tốt nhất tài liệu chế tạo một đài cơ giáp, một đài thích hợp nhất chính mình cơ giáp. Cơ giáp chiến cùng với Lăng Vũ Nguyệt dạy bảo, làm hắn bây giờ đối với cơ giáp sinh ra dày đặc hương thú cùng cảm tình, đấu khải sư cùng cơ giáp sư vốn chính là có thể trồng chéo đó a. À? Đáng tiếc, chế thức cơ giáp, nhưng căn bản không được, không gian bên trong căn bản không thể dùng nạp hắn đồng thời mặc đấu khải. Mà chính mình chế tạo liền không giống với lúc trước. Thường nghĩ, nếu như mình còn có thể có một đài hắc cấp cơ giáp, như vậy, kéo dài năng lực chiến đấu, cùng với chỉnh thể sức chiến đấu, nhất định lại, sẽ có một cái bay vọt à. Hắn cũng sớm đã cho mình lập ra tốt rồi mục tiêu, hồn lực vững bước tăng lên, tranh thủ sớm ngày đạt đến hồn thánh cấp độ đồng thời mau chóng vì chính mình chuẩn bị cho tốt tam tự đấu khải tài liệu, sau đó lại toàn lực ứng phó chế tạo ra thuộc về mình cơ giáp. Lúc những thứ này đều hoàn thành về sau, hắn cho là mình liền có cơ sở nhất định có thể bắt đầu chuẩn bị khôi phục sử lai khắc học viện sự tình rồi. Mà khi đó, hắn cũng nhất định phải gặp một lần đồng bạn, đem tất cả 10 vạn năm hồn linh cho bọn hắn. Sử lai khắc thất quái thực lực chắc chắn có trình thể tăng lên, mọi người tại quân đội cũng có thể có càng nhiều nữa lực ảnh hưởng rồi. Đương nhiên, những thứ này cũng còn xa xa chưa đủ ít nhất bây giờ còn chưa đủ lúc nào bọn hắn bảy người tất cả đều có thể đạt đến phong hào đấu la cấp độ mới chính thức có thể tại hồn sư giới thậm chí cả quân đội hội nghị có nhất định quyền nói chuyện a à. bọn hắn muốn đối mặt rất có thể là liên bang trong cái giai tầng kia một cái phản đối xử lai like khắc học viện tồn tại giai tầng mà ở cái giai tầng này bên trong cường đại nhất đối thủ rất có thể sẽ là truyền linh tháp a à. đường vũ lân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chẳng qua là dựa vào tự mình một người là có thể trèo chống trường hợp như vậy bọn hắn cần càng nhiều nữa trợ giúp cần trên đại lục có cao hơn địa vị càng mạnh hơn nữa chỉnh thể thực lực mới được mà hết thầy này đều cần có thời gian tích lũy đi qua huyết thần quân đoàn trong khoảng thời gian này lắng động nội tâm của hắn cực hận cũng lắng động rồi ít đi vội vàng sao động nhiều trầm ổn cùng càng thêm nhìn xa trông rộng bên cạnh hắn dù sao không chỉ là chính hắn dù sao còn có đường môn ủng hộ mà hắn muốn làm đấy chính là lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên trước hết để cho chính mình trở nên đầy đủ cường đại mới được rất nhanh phòng rèn bên trong liền vang lên có nhịp điệu tiếng đánh cái kia tiếng đánh bỗng nhiên như là vũ đà tiêu hà bỗng nhiên như là chuồn chuồn lướt nước êm tai mà tràn đầy vận luật rèn đồng dạng có thể làm cho đường vũ lân tâm tình cảm thụ cái kia kim loại ảo diệu tiến trận chung kết rồi hả song song tiến vào trận chung kết cái này thật đúng là làm cho người ta xem thế là đủ rồi a à? Trương Nguyễn Vân biểu lộ có chút kỳ dị, kỳ thật, hắn lòng đang dì máu a. À? Lúc trước, nếu như mình cường thịnh trở lại liệt một điểm, có lẽ là có thể đem tiểu tử kia tranh thủ lại đây a. À? Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không phải không có cơ hội đấy. Lúc ấy tiểu tử kia không phải tập kích qua chính mình sao? Nếu như bắt lấy điều này, coi như là Tào Đức trí lão già kia cũng không có khả năng che chở được rồi hắn, đều do chính mình quá dễ nói chuyện rồi. Trương Nguyễn Vân nhìn ba lượt Đường Vũ Lân cùng Bong Bóng Vương thi đấu trong lòng âm thầm thở dài có phải hay không càng ngày càng tin tưởng phán đoán của ta rồi hả bên tai ta đột nhiên chuyển tới một mang theo vài phần hài hước mùi vị thanh âm trương nguyễn vân tức giận người liền không sẽ gõ cửa sao mọi người như vậy quen thuộc gõ cửa không phải lộ ra xa lạ sao một người không biết lúc nào đã ngồi ở hắn bàn công tác đối diện không phải chính là trước hắn vẫn còn nghiến răng nghiến lợi cái vị kia vô tình đấu la sao người cuối cùng có kế hoạch gì trương nguyễn vân ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt tào đức trí tào đức trí bật cười nói người khứu giác rất nhạy cảm a à. ta đến tìm ngươi nói đúng là chuyện này ngươi trước không được lòng dạ hẹp hòi suy nghĩ tiểu tử kia vì cái gì không phải ngươi loại vấn đề này chúng ta trước thảo luận một chút ta kế hoạch này khả thi a à. nhìn hắn gần nhất thi đấu ta cảm thấy hắn khoảng cách thành thục đã càng ngày càng gần hắn so với ta trong tưởng tượng vẫn muốn tốt hơn nhiều không thể không nói sử lai like khác học viện đúng là của chúng ta đều không có ánh mắt a à. bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Trương Nguyễn Vân hừ một tiếng, kia là, người ta thế nhưng là có hơn hai vạn niên lịch lịch sử đại lục đệ nhất học viện. Hơn hai vạn năm trước có thể đưa ra chỉ thu quái vật không thu người thường loại này khẩu hiệu học viện, tại chọn người phương diện, như thế nào chúng ta có khả năng so sánh hay sao? Lại nói tiếp, các người đường môn cũng có không sai biệt lắm hai vạn năm rồi à, cùng xử lại khắc coi như là nhất mạch tương thừa, làm sao lại không có tốt như vậy dạy học năng lực à? tào đức trí tức giận ta không phải đến cùng ngươi cãi nhau đấy ta nói nói kế hoạch ngươi giúp ta bổ sung chỗ yếu thâm nguyên thông đạo tùng 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 rất nhỏ tiếng nổ vang tại thông đạo trong truyền lấy giang ngũ nguyệt nhíu mày nhìn chăm chú lên rõ ràng không có vật gì thông đạo phương hướng hướng bên cạnh phụ tá hỏi cẩn thận điều tra ạ doanh trường đã dùng máy dò xét toàn diện trinh sát rồi đúng là không có bất kỳ thâm nguyên sinh vật khí tức xuất hiện chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra trình sát thiết bị coi như là phụ thể ma cũng không chỗ che giấu ít nhất tại chúng ta vị diện bên này có thể khẳng định tuyệt đối không có thâm nguyên sinh vật tồn tại tùng 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 nhưng này thanh âm lại là từ đâu mà đến sáng ngũ nguyệt bất mãn mà hỏi phụ tá cười khổ nói cái này cũng không biết chúng ta đã trình sát rồi toàn bộ thông đạo kết quả cũng giống nhau đấy đúng là không có bất kỳ thâm uyên sinh vật dấu hiệu xuất hiện doanh trường người cũng đừng quá cẩn thận thâm nguyên triều tịch lúc này mới quá khứ bao lâu à dựa theo quá khứ mấy nghìn năm ví dụ chí ít có hai ba mươi năm không có đại quy mô tập kích mới đúng tính là lần này thâm nguyên triều tịch trùng kích không có mãnh liệt như vậy để cho thâm nguyên sinh vật tổn thất không tính quá lớn nhưng ít ra trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là cũng không có bổn sự sông lại rồi à một hai năm ổn định vẫn phải có hy vọng đi chẳng qua là trong nội tâm của ta bao nhiêu vẫn còn có chút bất an dù sao các người đều xốc lại tinh thần cho ta tới đây bây giờ là chúng ta canh gác thời gian trong mấy ngày này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì hiểu chưa vâng giang ngũ nguyệt dặn dò bọn thuộc hạ về sau trong lòng thoáng buông lòng vài phần có lẽ là vì gần nhất cảm thấy áp lực có chút lớn à cho nên mới có thể như thế cảnh giác thâm nguyên thông đạo bên trong trước kia cũng không phải là không có xuất hiện qua thanh âm kỳ quái dù sao trinh sát không có gì phát hiện quên đi vừa nghĩ tới gần nhất áp lực lớn hắn liền có điểm khí không đánh một chỗ đến hắn áp lực lớn nguyên nhân không phải chính là bởi vì đường vũ lân sao Gia hỏa này cũng quá mức biến thái lúc này hẳn là tiến hành cơ giáp chiến vòng bán kết a à, thua a à, thua a à. nếu là song song tiến vào trận chung kết vẫn có để cho người sống hay không cách đây chưa lâu hắn cũng đã từng là huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ thần tượng nhiệm vụ cấp đâu rồi hiện tại từ khi đường vũ lân tại đây một lần giải thi đấu bên trên đạt được thành tích tốt về sau đâu còn có hắn chuyện gì à càng làm cho hắn náo tâm chính là lòng vũ tuyết như trước đối với hắn hay vẫn là hờ hững lạnh lẽo đấy rõ ràng đối với đường vũ lân đã không có gì nghĩ nhưng như cũ không cho hắn cơ hội đối với cái này một điểm đã liền muội muội đều không giúp hắn vẫn luôn nói hắn tình cảm thấp gì gì đó ta làm sao lại tình cảm thấp không phải là nói chuyện có đôi khi không quá chú ý sao giang ngũ nguyệt trong lòng tức giận bất bình có thể lại không có biện pháp gì đợi cái này vòng tròn quay liên tục giá trị qua đi nói cái gì cũng muốn sẽ tìm vũ tuyết đi nói một chút rõ ràng thật sự không được lần này liền trực tiếp thổ lộ được rồi sau đó quấn quyết chặt lấy nói cái gì cũng muốn để cho nàng đồng ý mới được hừ ca liều mạng thâm nguyên thông đạo lại khôi phục yên tĩnh 36 đầu chi nhánh bên trong tất cả cũng không có bất luận cái gì thâm nguyên sinh vật dấu hiệu thế nhưng là tại cái kia thâm nguyên thông đạo bị phong ấn vô số năm chủ thông đạo nội bộ nương theo lấy cái kia rất nhỏ tùng tùng thanh âm tựa hồ tại nhẹ nhàng run rẩy run rẩy từ phòng rèn phản hồi ký túc xá đường vũ lân có loại toàn thân khoan khoái dễ chịu cảm giác phần cảm giác này nguồn gốc từ thỏa thích phóng thích rèn trong quá trình mỗi một búa đánh dường như đều có thể đem hắn nội tâm phiền muộn phát tiết ra ngoài để cho tinh thần chịu thông suốt lúc hắn phản hồi chính mình ký túc xá rõ ràng qua đi kinh ngạc phát hiện mặc dù chỉ là vòng bán kết hai trận thi đấu mà thôi nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần lực tựa hồ lại có chỗ để thang tựa như quả nhiên có áp bách mới có thể có tiến bộ không chỉ có là tinh thần lực còn có biến hóa là hoàng kim long thương ngày đó cùng cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ chiến đấu về sau hắn cảm giác còn không rõ ràng nhưng ngày hôm qua cùng cái kia bong bóng vương chiến đấu về sau hắn đã cảm thấy có chút không đúng hoàng kim long thương tựa hồ thay đổi một cách vô tri vô giác đã xảy ra một ít biến hóa loại biến hóa này hắn vừa mới bắt đầu còn nói không rõ chẳng qua là cảm thấy hoàng kim long thương tựa hồ không giống với lúc trước mà đi qua rèn về sau cả người hắn trầm tĩnh lại liền phát hiện rồi trong đó bất đồng hoàng kim long thương trở nên càng thêm sắc bén đơn giản mà nói tại cùng chảm long đao trong chiến đấu chảm long đao tại hoàng kim long thương dưới sự kích thích rõ ràng đã nhận được không nhỏ chỗ tốt hoàng kim long thương à nó đã nhận được cái gì đường vũ lân cẩn thận cảm thụ về sau mới dần dần minh bạch đối với hoàng kim long thương mà nói chảm long đao giống như là một khối đá mày đao lẫn nhau mỗi một lần va chạm rõ ràng đều có thể để cho hoàng kim long thương trở nên càng thêm sắc bén thậm chí có thể nói là bộc lộ tài năng hắn có thể xuyên thấu bong bóng vương mạnh nhất phòng ngự không chỉ là bởi vì lúc ấy sử dụng kim long chấn bạo đồng thời cũng là bởi vì khi đó hoàng kim long thương so với trước sắc bén loại cảm giác này giống như là hoàng kim long thương tại quá trình kia trong đợt khai phong vậy sắc bén làm người run rẩy đã liền hắn thương ý cùng hoàng kim long thương kết hợp cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ có loại thông hiểu đạo lý cảm giác nguyên lai like, chảm long đao lại có thể mang cho hoàng kim long thương chỗ tốt hơn nữa đường vũ lân cảm giác ra hoàng kim long thương đối với chảm long đao bản thân cũng có được không nhỏ tăng lên loại này cả hai cùng có lợi cục diện tự nhiên đã tạo thành hắn đối với tư mã kim chỉ ấn tượng rất tốt có cơ hội hắn thật muốn cùng trong hiện thực tư mã kim trì gặp được vừa thấy hoàng kim long thương thế nhưng là thần khí à có thể làm cho thần khí hơi chút tăng lên đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt đáng tiếc bây giờ cuồng phong đa ma tại phương nam quân đoàn phương nam quân đoàn khoảng cách xa xôi một lát chính mình cũng không thời gian đi tìm vị này đợi giải thi đấu chấm dứt à nếu như thời gian đầy đủ mà nói liền hướng huyết nhất xin phép nghỉ mang theo cổ nguyệt đi phương nam quân đoàn đi một chuyến cũng thuận tiện đi xem chính vũ cùng tiểu ngô thế nào không đúng à đột nhiên đường vũ lân chấn động toàn thân hoàng kim long thương cùng chảm long đao giữa giao thủ chính là tại tinh đấu chiến võng trong trận đấu tinh đấu chiến võng trong trừ rồi kinh nghiệm chiến đấu ngoài ý muốn hết thảy đều là không thể nào mang ra chiến võng đấy hoàng kim long thương lại làm sao có thể được chảm long đao mà luyện khai phong đây cái này không hợp với lẽ thường a à. nghĩ tới đây đường vũ lân không khỏi cao mày không hề nghi ngờ chảm long đao xuất hiện để cho hắn phát hiện hoàng kim long thương một ít huyền bí chỗ mà cái này huyền bí rất có thể quan hệ đến tương lai hoàng kim long thương cuối cùng có thể trở nên như thế nào cường đại có thể nói hoàng kim long thương bản thân chính là đường vũ lân thực lực một bộ phận hơn nữa là phi thường cường đại một bộ phận nếu như nói đường vũ lân là kim long vương mà nói cái kia hoàng kim long thương chính là kim long vương giang nanh không hề nghi ngờ giang nanh càng là sắc bén kim long vương lực công kích lại càng là khủng bố thế nhưng là trảm long đao đến tột cùng là như thế nào kích thích hoàng kim long thương khai phong a à? không sai đường vũ lân đã có thể kết luận hoàng kim long thương cũng không phải bị đánh bài sắc bén mà là nhận lấy chảm long đao kích thích, tự động khai phong đấy. Cụ thể là như thế nào cái tình huống, hắn liền không thể nào đã được biết đến. Xem ra, vô luận như thế nào, chính mình đều phải nghĩ biện pháp đi gặp cái kia tư mã kim trì một mặt. Nếu nhán cái kia chảm long đao cũng là thần khí, lúc hai đại thần khí tại trong hiện thực tiếp xúc thời điểm, nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được cuối cùng xảy ra chuyện gì. Thu hồi ý nghĩ, đường Vũ Lân mở ra trong ký túc xá hồn đạo màn hình. Bình thường hắn là rất ít mở hồn đạo màn hình đấy thân là huyết cửu hắn túc xá này nhìn qua mộc mạc nhưng trên thực tế tất cả trang bị đều là tốt nhất điều chỉnh thoáng một phát kênh hắn rất nhanh liền sàng lọc tuyển chọn đến rồi mình muốn tìm đồ vật trong màn hình hiện ra chính là cực lớn sân thể dục sau đó chính là năm bốn ba hai một đếm ngược thời gian đối với những thứ này không hề nghi ngờ đường vũ lân lại quen thuộc bất quá không sai hắn đoán đấy chính là tình đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trong một trận trong màn hình hai cái người lẫn nhau tương đối nhìn xa đối phương đây là một trận hồn sư ở giữa chiến đấu một người trong đó thân hình cao lớn thân hình dị thường cường tráng tuy rằng bị tinh đấu triển vọng quy tắc ảnh hưởng nhìn không tới khuôn mặt nhưng có thể thấy rõ ràng toàn thân hắn hở ra khống bộ phận cơ bắp người này dáng người đã bình thường trong đám người tuyệt đối là dị thường hiếm thấy thân cao trọn vẹn vượt qua hai m năm bả vai rộng lớn ít nhất tương đương với hai cái người thường trần trụi hai tay lộ ra nhìn qua đã có thể dùng khủng bố để hình dung cơ bắp phía trên từng đám cây mạch máu giống như là một mảnh dài hẹp tiểu xà tựa như không nói ra được làm cho người ta sợ hãi nương theo lấy một tiếng thi đấu bắt đầu hai tay của hắn mãnh liệt tại thân thể hai bên nắm tay cánh tay hữu lực hướng ra phía ngoài chấn động lập tức một tiếng mãnh liệt chấn bạo liền từ trên người hắn bắn ra ra oanh cả người hắn nhanh chóng phình to rồi một vòng làn ra mặt ngoài cũng tiếp theo hiện ra một tầng màu đỏ thắm đó cũng không phải hòa diễm màu sắc mà là một loại cùng loại với máu tươi bao trùm đỏ thấm phần này đỏ thẫm để cho hắn mở lên đến đặc biệt khủng bố tại màu đỏ thắm làn da bên trên vẫn hiện lên một tầng tinh mịn đường vân lúc đường vũ lân chứng kiến những thứ này đường vân thời điểm không khỏi nheo lại rồi hai mắt đáy mắt có kim quang hiện lên bản thể mật pháp không sai hắn lướt thấy ra vị này dáng người vô cùng cường tráng cường giả, sử dụng năng lực chính là bản thể tông một loại mật pháp với tư cách đương đại bản thể tông tông chủ truyền nhân hắn làm sao có thể không nhận biết à loại này mật pháp mười phần bá đạo cần dùng vô số thiên tài địa bảo linh dược đối với thân thể tiến hành ngâm từ sinh ra về sau liền bắt đầu một mực muốn ngâm mười năm thời gian ngàn vạn không được cho rằng được thiên tài địa bảo ngâm chính là một kiện sảng khoái sự tình rồi đang trái lại chính là tại những thiên tài địa bảo này luyện chế linh dược ngâm phía dưới cần thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ huống chi đây là tại hài nhi thời kỳ chỗ thừa nhận quá trình của nó kịch liệt đau nhức có thể nghĩ loại này bản thể tông mật pháp được gọi là bẩm sinh luyện thể so đường vũ lân dùng cái chủng loại kia phương pháp vẫn vô cùng cường hãn đường vũ lân bởi vì bẩm sinh đã thành hình cho nên mục giã tại trên người hắn dùng đấy chính là một loại ngày kia mật pháp trong khó khăn nhất đối với thân thể tăng lên rất lớn có thể cùng cái này bẩm sinh mật pháp so với vậy kém quá nhiều rồi bẩm sinh mật pháp chẳng những thống khổ hơn nữa hao phí to lớn coi như là bản thể tông cường đại như vậy tông môn cũng rất khó thừa nhận cơ hồ là mỗi trăm năm mới có thể cùng tích lũy đủ một đám dùng để tiến hành bẩm sinh mật pháp thiên tài địa bảo mà một khi thừa nhận mật pháp anh nhi bản thân thân thể không chịu nổi hoặc là lực ý chí chưa đủ như vậy mật pháp liền sẽ thất bại tu luyện mật pháp hài đồng sẽ chết linh dược cũng liền đều ủng phí cái này bẩm sinh mật pháp cũng chính là bản thể tông nhiều năm qua không đứt suy bại nguyên nhân tại quá khứ 400 năm giữa đúng là không có một vị luyện thành bẩm sinh mật pháp tồn tại thẳng đến thế hệ này đường vũ lân tại trong video chứng kiến cái này một vị cuối cùng thành công đường vũ lân vị này chưa từng gặp mặt sư huynh đồng dạng cũng là mục giã đệ tử từ nhỏ tu luyện bản thể tông bẩm sinh mật pháp được bản thể tông ký thác kỳ vọng hầu như toàn bộ tông môn đều mong mỏi hắn có thể có chỗ đột phá dẫn đầu bản thể tông tái hiện huy hoàng đáng tiếc chính là nương theo lấy đấu khải cơ giáp những thứ này hiện đại hóa vũ khí ứng dụng để cho hồn sư bản thể thực lực không giống như trước kia trọng yếu như vậy về sau bản thể tông đều muốn dựa vào cái này một người quật khởi hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy nhưng cuối cùng đã có hy vọng mục dã đã từng đối với đường vũ lân đã từng nói qua tại vừa mới đến tay đường vũ lân thời điểm trên thực tế hắn là đem đường vũ lân làm vị sư huynh này dự bị tiến hành bồi dưỡng vạn nhất vị này chết non mà nói tối thiểu bản thể tông còn có một phần thuần khiết truyền thừa bẩm sinh mật pháp cần ngâm 10 năm Đồng thời còn cần tu luyện nữa 10 năm trở lên, chính thức khống chế chính mình thân thể, một khi thành công, vậy tự động sẽ trở thành bản thể tông tông chủ người thừa kế. Đường Vũ Lân vị sư huynh này tuy rằng thành công, nhưng hắn nghe mục giả đã từng nói qua, vị này cũng xuất hiện một vài vấn đề, hắn lực ý chí đầy đủ cường đại, cho nên mới có thể thành công, thiên phú cũng là tuyệt hảo, có thể vấn đề duy nhất là vị này đầu óc tựa hồ có chút không thông suốt, đưa đến hắn ngu ngơ ngây ngốc đấy, cá tính trên có chỗ chỗ thiếu hụt mục giã đối với đường vũ lân đã từng nói qua nếu như về sau hắn vị sư huynh này ra ngoài lưu lạc để cho hắn đối với vị sư huynh này chiếu cố nhiều hơn không hề nghi ngờ hắn vị sư huynh này rút cuộc đã luyện thành bản thể tông nội bộ đều cực kỳ hiếm thấy bẩm sinh mật pháp rút cuộc xuất sư rồi hơn nữa thể hiện ra thực lực cũng tuyệt đối cường đại đường vũ lân nhìn không chuyển mắt nhìn màn ảnh trong thi đấu hắn không thể không cẩn thận rất nghiêm túc quan sát bởi vì tại trong video hắn vị này lúc này nhìn qua dáng người đã bành trướng đến 4 mét có hơn toàn thân bao trùm lấy màu đỏ như máu có chứa màu vàng phủ văn ra thịt sư huynh chính là hắn ngày mai trận chung kết đối thủ không sai tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cuối cùng trận chung kết sẽ là một trận bản thể tông nội chiến đường vũ lân không cần hỏi cũng biết giờ này khác này chính mình vị kia lão sư tâm tình nhất định sẽ phi thường phi thường tốt tuy rằng đường vũ lân lần nữa che giấu chính mình năng lực nhưng chỉ cần là quen thuộc hắn người không có khả năng nhận thức không ra hắn cái này một thân tu vi, lại càng không cần phải nói, vị kia hay vẫn là lão sư của hắn rồi. Sư huynh a à sư huynh, để ta xem một chút, ngươi bản thể tông bẩm sinh mật pháp, cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào, mà bây giờ, để ta trước quan sát một chút. Lúc này, Đường Vũ Lân trước mặt trong tấm hình, cái kia phát ra dùng trời động tĩnh sư huynh đã động đậy, quanh thân màu đỏ thắm da thịt, mang theo hung ác ngang ngược chi khí sải bước vọt tới trước, mỗi một bước rơi xuống đất đều giống như một thanh cựu truy đánh tại sân đấu bên trên, giống như phát ra kỳ liệt nổ vang. Đường Vũ Lân vị sư huynh này, tên gọi là A Như Hằng, một đôi kim quang lóe lên trong đôi mắt, phảng phất có vô số hung quang mãnh liệt bắn, khí thế mạnh, sau lưng đậm đặc huyết khí thậm chí ngưng tụ thành một cái khổng lồ hình người bộ dáng, cao tới mấy chục thước. Trừ rồi chính mình bên ngoài, đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất nhìn thấy có người khí huyết chi lực có thể cường đại đến trình độ như vậy thật không hổ là mấy trăm năm qua một vị duy nhất tu luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp tồn tại à có thể nói vì a như hằng có thể tu luyện thành công bản thể tông trăm năm tích lũy toàn bộ chút xuống lần này chính là muốn cho hắn tại giải thi đấu bên trên một lần hành động thành danh bản thể tông tại thời kỳ viễn cổ chính là cao cấp nhất tông môn một trong một độ có thể cùng sử lai khắc học viện đường môn tồn tại như vậy chống lại nhưng về sau theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển hơn nữa bản thể tông mật pháp tu luyện khó khăn dẫn đến một ít mật pháp đã thất truyền bản thể tông cũng bắt đầu từng bước suy sụp thế hệ này rút cuộc ra ai như hằng như vậy một vị có thể tu luyện thành bẩm sinh bí pháp đấy bản thể tông coi như là được ăn cả ngã về không rồi nói cái gì cũng muốn ủng hộ vị này trên đại lục hình thành đầy đủ lực ảnh hưởng dùng rất tốt mà phát triển bản thể tông có được bản thể võ hồn hồn sư số lượng thưa thớt nếu như bản thể tông sẽ không có thể hấp thu đến càng nhiều nữa đệ tử tương lai chỉ sẽ càng thêm gian nan thậm chí là hướng đi tiêu vong cũng không phải là không có khả năng đấy. Mà lúc này, tại A như hàng đối diện, hắn vị kia đối thủ, trên người cũng xuất hiện một ít quỷ dị biến hóa. Hắn hai tròng mắt biến thành màu xanh biếc, tám cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, nhanh chóng bao trùm toàn thân, hai tím sáu đen. Cùng lúc đó, hắn lộ ở bên ngoài trên da thịt, tất cả đều che rồi một tầng màu xanh bức lân phiến, thân thể bành trướng đến 3 mét cao, một tầng màu xanh bức khí lưu quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn quay quanh nếu như nói a như hằng chính là bản thể tông vương bài thực lực đã đủ cường đại rồi tại đây khóa giải thi đấu ở bên trong được mào dùng đại lực vương danh sưng như vậy hắn đối diện vị này đối thủ tên hiệu thì là gọi là phỉ thúy vương võ hồn phỉ thúy bích tinh lân mà ở tất cả tuyển thủ tỷ lệ đặt cược bên trong bài danh thứ nhất cũng không phải a như hằng a như hằng tỷ lệ đặt cược thậm chí còn tại đường vũ lân phía dưới xếp hạng vị thứ tư mà bài danh thứ nhất đấy chính là a như hằng đối diện vị này phỉ thúy vương phỉ thúy bích tinh lân võ hồn biến dùng võ hồn hơn nữa là có được thượng cổ huyết mạch biến dị tại thượng cổ thời đại hồn thú kỳ lân chính là so với cự long càng thêm hiếm thấy sinh vật nhưng kỳ thật lực thậm chí có thể cùng long vương so sánh mà vị này chỗ thức tỉnh đấy chính là kỳ lân một loại biến dị huyết mạch võ hồn mạnh tại đây khóa giải thi đấu bên trên được bình chọn là thứ nhất đồng thời hắn cũng thể hiện ra rồi cực kỳ cường đại sức chiến đấu có một không hai tất cả tuyển thủ tỷ lệ đặt cực đệ nhất Phỉ Thúy Vương gặp được Đại Lực Vương vòng bán kết, không thể nghi ngờ là một trận cây kim so với cọng dâu cứng đối cứng, thậm chí so với Đường Vũ Lân cùng Đa Ma trận kia thi đấu càng được quan tâm. Dù sao, trận đấu này có Phỉ Thúy Vương. Đại Lực Vương A như hàng xài bước phóng tới Phỉ Thúy Vương, mà Phỉ Thúy Vương nhưng chỉ là về phía trước bước ra rồi một bước, một vòng màu xanh biếc vầng sáng từ dưới chân hắn hướng ra phía ngoài lan tràn ra, vầng sáng nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt liền bao trùm trọn vẹn nửa cái sân bãi. Đương nhiên, cũng đem đại lực vương bao trùm ở trong đó Lĩnh vực Đường Vũ Lân một cái liền nhận ra Đây là lĩnh vực Hơn nữa là cùng loại với chính mình Kim Long cuồng bạo lĩnh vực các loại bẩm sinh lĩnh vực Nói cách khác Là võ hồn chỗ kèm theo đấy Cũng không phải bất luận cái gì hồn kỹ Vị này vì Thúy Vương Vậy mà đã lĩnh ngộ lĩnh vực sao Trong một giới tình huống Chính mình vị kia sư huynh lại là như thế nào chiến thắng đối thủ đây này Quả nhiên A Nhi Hằng vừa xông vào cái kia lĩnh vực bên trong tựa hồ lập tức liền đã mất đi phương hướng cảm giác hướng về mặt bên liền sông ra ngoài phỉ thúy mộng ảo lĩnh vực đây là một cái cùng loại với tinh thần khống chế lĩnh vực có thể thật lớn trình độ mê hoặc đối thủ khống chế đối thủ phỉ thúy vương tại a như hàng tiến vào lĩnh vực về sau thân hình nhoáng một cái rõ ràng chia làm ba đạo thân ảnh đồng thời từ phương hướng bất đồng hướng a như hàng vọt tới a như hàng lúc này chính nhất quyền vung ra oanh kích trong không khí bộc phát ra một tiếng kịch liệt khí bạo phạm vi mấy trong phạm vi mười thước đều bị một cỗ kim hồng sắc hào quang bao trùm đinh tai nhức ốc một quyền này tự nhiên là rơi vào không trung trên mặt hắn cũng toát ra vẻ mờ mịt mà đúng lúc này phỉ thúy vương ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn ba phương hướng đều là bay bổng một bàn tay hướng ai như hàng đập đi một trường này đánh ra có thể thấy rõ ràng phỉ thúy vương bàn tay biến thành óng ánh sáng long lanh màu xanh biếc giống như là một khối màu xanh biếc ngọc thạch giống như bàn tay lặng yên gần sát vô thanh vô tức phốc 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 ba tiếng nhẹ vang lên đồng thời xuất hiện ba đầu màu xanh biếc bàn tay cơ hồ là đồng thời dán lên rồi a à như hàng thân thể a à như hàng chấn động toàn thân thân thể được đánh trúng địa phương nhanh chóng hóa thành màu xanh biếc hơn nữa hướng toàn thân lan tràn ra phỉ thúy vương lúc này trên người lóng lánh đấy chính là thứ hạng tại thứ sáu hồn hoàn rất hiển nhiên cái này nhìn như bay bổng một bàn tay không bao giờ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy tinh thể hóa thật đáng sợ công kích đường vũ lân âm thầm hoảng sợ cái này rõ ràng cũng là một loại võ hồn kết hợp huyết mạch tiến hành công kích có thể cải biến đối thủ thân thể bản chất tinh thể hóa về sau thân thể đương nhiên liền không thuộc về mình rồi trực tiếp trí mạng thế nhưng là a như hằng nhưng không có trong tưởng tượng bối rối xuất hiện hắn cái kia thân thể khổng lồ dường như tại chớp mắt động lại tựa như ngay sau đó một tiếng quái dị tiếng vang từ a như hằng trên người truyền ra tùng 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 tùng, tùng, tùng cái kia rõ ràng là mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập phần này nhịp tim thậm chí ngay cả chẳng qua là nhìn video đường vũ lân đều rõ ràng cảm giác được tim đập của mình tựa hồ nương theo lấy a à, như hàng nhịp tim mà gia tốc tựa như đây là cái gì mà đúng lúc này đợi đường vũ lân thấy được làm hắn cực kỳ rung động một màn sân đấu bên trên phỉ thúy vương thân thể rõ ràng cứng ngắc lại thoáng một phát tại phía xa chung quanh trên khán đài khán giả nhưng là vang lên mảng lớn kêu thảm thiết một chùm mồng nguyết vụ không đứt đang nhìn trên đài phun ra mảng lớn mảng lớn người xem như là cắt lúa mạch giống như ngã xuống trời ạ à, đây là cái gì mà đúng lúc này a à như hằng vốn đã bị tinh thể hóa thân thể đột nhiên bắn ra ra trăm ngàn đạo kim hồng sắc hào quang hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía phỉ thúy vương trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn trực tiếp chiếu rọi tại phỉ thúy vương đầu phỉ thúy vương thân thể sao đổ phỉ thúy mộng ảo lĩnh vực lập tức tan rã mà a à như hằng nắm đấm cũng tại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn lúc này phỉ thúy vương như cũ là ba cái thân thể cũng không biết vì cái gì nương theo lấy cái kia mãnh liệt tiếng tim đập xuất hiện có hai đạo thân ảnh đều trở nên hư ảo rồi mà a à nhàng công kích tự nhiên chính là hắn bản thể phỉ thúy vương miễn cưỡng ngẩng lên hai tay trên người thứ bảy hồn hoàn muốn lóe sáng mà cũng đúng lúc này a à như hằng trên người tất cả bích lục xác quang mang tất cả đều biến mất hắn chân phải trên mặt đất mãnh liệt một đập một tiếng trong ầm ầm nổ vang phỉ thúy vương trên người vậy mà bốc lên kim hồng sắc quang diễm một vòng mỹ lệ màu vàng hồn hoàn từ a như hằng dưới chân xuất hiện bao trùm phạm vi không lớn chỉ có đường kính 10 mét nhưng là đủ để bao phủ phỉ thúy vương rồi lúc này phỉ thúy vương chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng lên hai tay ngăn chờ a như hằng chớp mắt đến trước ngực một quyền tại phía sau hắn một cái kỳ lân hư ảnh xuất hiện nhưng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt cái kia hư anh liền trở nên nát bấy rồi oanh cái kia phách tuyệt nhân gian một quyền trực tiếp đem phỉ thúy vương thân thể đánh bay ra ngoài a à như hằng dung thân nhoáng một cái đơn giản giống như là di chuyển tức thời giống như trên không trung đuổi theo thân thể của hắn sau đó hai tay đột nhiên bắt lấy phỉ thúy vương bảo vai kéo lấy thân thể của hắn tựa như chuyển con quay giống như từ trên trời giáng xuống hung hăng nện trên mặt đất trên người hắn mổ vàng đường vân rõ ràng lan tràn đến rồi phỉ thúy vương trên người Liên tiếp nổ vang, làm cả sân đấu kịch liệt run rẩy, bạo tạc nổ tung đứng lên. Cái này, Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, tuy rằng hắn đối với chính mình vị sư huynh này đoán chừng đã rất cao, nhưng là không nghĩ tới, A à, Như Hàng rõ ràng có thể cường đại đến trình độ như vậy. Trước vị sư huynh này thi đấu hắn cũng xem qua một ít, đúng là rất mạnh mẽ, nhưng cũng không có cường đại đến trình độ này a, à, không hề nghi ngờ, trước kia thi đấu hắn là có chỗ giữ lại đấy. Hôm nay nương theo lấy cái kia mạnh mẽ tiếng tim đập xuất hiện mới là chân chính bản thể tông bẩm sinh bí pháp đại bộc phát đường vũ lân vẻ mặt khiếp sợ cái kia phỉ thúy vương thua có thể nói là oan uổng cực kỳ không hề nghi ngờ vị này cũng nghiên cứu qua a như hàng thi đấu lại phán đoán sai rồi a như hàng thực lực vừa mới cái kia liên tiếp bộc phát hẳn là bản thể bí pháp lần thứ hai thức tỉnh không không đúng ngay từ đầu thân thể của hắn tăng vào thời điểm cũng đã là lần thứ hai đã thức tỉnh chính mình có thể nhìn ra Phỉ Thúy Vương hẳn là cũng có thể nhìn ra, như vậy, hắn cuối cùng này, hữu lực tiếng tim đập là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là... Cái kia bản thể võ hồn ba lần thức tỉnh, xưa nay chưa từng có ba lần thức tỉnh sao? Đúng vậy, nhất định là đấy. Có thể nói, tại tất cả người đang xem cuộc chiến bên trong, đường Vũ Lân tuyệt đối là hiểu rõ nhất bản thể tông mật pháp người, cho nên hắn mới có thể rõ ràng nhất cảm nhận được bản thể tông năng lực biến hóa. Khó trách vì Thúy Vương sẽ mắc lừa, hắn nhất định là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vị sư huynh này còn có năng lực như vậy cái kia đột nhiên xuất hiện bộc phát chẳng những để cho hắn công kích biến thành vô dụng công càng là tại trong thời gian ngắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu loại trình độ này bộc phát coi như là mình đã biết rất rõ ràng đến lúc đó có thể hay không chống đỡ được à đường vũ lân thở sâu trong lòng hắn vậy mà không cách nào cho ra một cái khẳng định đáp án thật không hổ là được lão sư ký thác kỳ vọng đại sư huynh nga nhưng càng như vậy hắn lúc này tâm lại càng là hừng hực chỉ có đối thủ đầy đủ cường đại mới có thể càng thêm kích phát tiềm năng của hắn để cho hắn tại trong trận đấu đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt trong sân thi đấu đã đã xong phỉ thúy vương phòng ngự tuy rằng cũng rất mạnh nhưng một chiều rớt lại phía sau à như hằng căn bản là chưa cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội dùng liên tiếp cực kỳ cường hãn bộc phát triệt để đem hắn đánh bại từ đó đã xong trận đấu này bất quá Đường Vũ Lân cũng không vì vậy mà xem thường phỉ Thúy Vương, vị này thua ở đối với A như hằng không biết bên trên. Có thể được vinh dự năm nay võ hồn mạnh nhất, tỷ lệ đạt cực thứ nhất, quyết không phải may mắn. Vị này tương lai, thật không đơn giản à, có lẽ, về sau chính mình còn sẽ có cơ hội cùng hắn đụng phải cũng nói không chừng. Video đường Vũ Lân chọn vẹn nhìn ba lượt, mỗi một lần lúc hắn nhìn đến A như hàng bắt đầu bộc phát thời điểm, đều có loại núi lửa phun trào giống như cảm giác, này hữu lực nhịp tim có nghĩa là hắn đã đem bản thể bí pháp luyện đến chính mình nơi trái tim trung tâm thật không hổ là bẩm sinh bí pháp a đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động từ a như hằng trên người nghĩ tới chính mình nếu như nói mình cũng có thể tu luyện cái này bẩm sinh bí pháp a một khi tu luyện thành công có phải hay không kế tiếp kim long vương phong ấn tại phá vỡ thời điểm có thể tốt hơn ngăn cản bẩm sinh bí pháp cần đại lượng thiên tài địa bảo đến để thăng tu luyện có thể chính mình không cần a mình bây giờ phát sầu chính là kim long vương trong phong ấn ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, dẫn đến thân thể của mình không chịu nổi. Bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di Phim. Truy cập kênh youtube Di Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Lát nữa muốn hỏi một chút lão sư, có hay không có thể đem cái này bẩm sinh bí pháp công pháp dạy cho chính mình, tính là không cách nào tu luyện thành công, ít nhất cũng sẽ trở thành chính mình tương lai, luyện thể một cái hữu hiệu xác minh. Đối với Kim Long Vương 18 đạo phong ấn, Đường Vũ Lân trong nội tâm cảm kích thêm nữa một ít, dù sao, không có bọn hắn, chính mình rất khó tại bằng chừng ấy tuổi thì đến được như vậy tu vi, nhưng đồng dạng, cái này 18 đạo phong ấn cũng là hắn tương lai thật lớn uy hiếp, dùng tình huống trước mắt đến xem, ít nhất trong 3 năm hắn không cần lo lắng phong ấn vấn đề, nhưng 3 năm sau a. À. Hắn hiện tại một cái là muốn ra tốc tu luyện, nhưng là quan trọng nhất hay vẫn là kéo dài tăng lên thân thể sức thừa nhận, đột phá tầng thứ 10 phong ấn sau đó hắn đã tích lũy thâm hậu như vậy rồi, hay vẫn là đã nhận lấy kịch liệt thống khổ. Kế tiếp tại đột phá tiếp theo, tầng phong ấn thời điểm, chính mình tích lũy có thể đạt đến lúc trước cấp độ A, hiện tại xem ra, chỉ sợ rất khó. Cho nên, hắn hiện tại liền cần tìm kiếm càng nhiều nữa tu luyện bản thể phương pháp, hoặc là một ít đối với thân thể cường độ tăng lên đặc biệt có hiệu quả thiên tài địa bào mới được. Tinh đấu chiến võng nhà nước tuyên bố, tạm dừng mở ra 3 ngày, dùng để trong tiến hành bộ phận điều chỉnh thử dùng thừa nhận tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cuối cùng trận chung kết cường độ không hề nghi ngờ hai trận vốn hẳn nên kiếm nhiều tiền vòng bán kết cuối cùng đều bồi thường tiền rồi cũng là bởi vì bản thân sức thừa nhận chưa đủ trên thực tế đã liền tinh đấu khoang thuyền sức thừa nhận đều xuất hiện một vài vấn đề đường vũ lân lúc ấy cũng đã cảm giác được chính mình rời đi tinh đấu khoang thuyền thời điểm bên trong một ít dụng cụ nhiệt độ đã quá cao rồi cuối cùng một trận thi đấu sắp sửa đối mặt mạnh nhất đối thủ Tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó đấy, nếu như tinh đấu chiến võng bản thân thừa nhận lực xuất hiện vấn đề, cái kia thật có thể là chê cười, đối với toàn bộ tinh đấu chiến võng mở rộng, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bởi vậy, chính phủ liên bang nhanh chóng làm ra điều chỉnh, một cái là nhằm vào tinh đấu chiến võng tạm thời thăng cấp, không tiếc một cái giá lớn, cũng muốn bảo đảm cuối cùng trận chung kết thành công, cái khác cũng là thông qua một ít chuyên gia tiến hành giải thích cặn kẽ vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lần nữa cường điệu cũng không phải là chiến võng bản thân xảy ra vấn đề mà là bởi vì sự thi tuyển thủ thực lực quá mạnh mẽ tuy rằng cũng còn là nhị tự đấu khải sư nhưng trên thực tế bọn hắn bản thân tu vi cũng sớm đã siêu việt tại nhị tự đấu khải sư phía trên thậm chí vượt qua bình thường tam tự đấu khải sư tựa như trận thứ hai vòng bán kết phỉ thúy vương đối với đại lực vương hai người đều là tại không có mặc đấu khải dưới tình huống liền quyết định rồi thắng bại nhưng như cũ đưa đến đại lượng người xem thương vong tình huống xuất hiện liền có thể thấy được lốm đốm. Không sai, trận kia thi đấu, phi thúy vương thậm chí cũng không kịp sỏ và chính mình nhị tự đấu khải, đã bị A Như hàng dùng liên tục tính bộc phát công kích giết chết rồi. Lúc khoảng cách trận chung kết còn có một ngày thời điểm, đường Vũ Lân Thu và từ liên bang đưa tới cho huyết thần quân đoàn hoàn toàn mới tinh đấu khoang thuyền. Cùng trước tinh đấu khoang thuyền so với, cái này một đài tinh đấu khoang thuyền thể tích, muốn lớn gấp ba không ngừng, nhìn qua càng thêm tinh vi, cũng càng thêm kiên cố. Không hề nghi ngờ, loại này thể tích tinh đấu khoang thuyền là không có biện pháp mở rộng đấy nhưng để bảo đảm cuối cùng trận chung kết thuận lợi tiến hành chính phủ liên bang không thể không đem loại này đầy đủ kiên cố tinh đấu khoang thuyền đưa tới đây để cho đường vũ lân tham gia kế tiếp thi đấu lập tức muốn trận chung kết rồi có cái gì cảm thụ huyết nhất hướng vừa mới điều chỉnh thử hết tinh đấu khoang thuyền đường vũ lân hỏi cảm thụ đường vũ lân nói tại trong trận đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ a nếu như đây là chân thực thi đấu hiệu quả sẽ tốt hơn nhưng tinh đấu chiến võng lại càng có thể làm cho không người nào chỗ cố kỵ không thể không nói đây đúng là vượt thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ rất đáng được mở rộng huyết nhất nhẹ gật đầu liên bang đặt quyết tâm muốn đẩy rộng rãi tinh đấu chiến võng rồi trước mắt chiến võng cùng hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật cái này hai hạng là tương lai liên bang khoa học kỹ thuật nghiên cứu lớn phương hướng đường vũ lân trong lòng khẽ nhúc nhích hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật sao hiện tại đã đến trình độ nào ngài biết không huyết nhất nói có chỗ đột phá nhưng khoảng cách mấu chốt kỹ thuật còn cần thời gian rất lâu quan trọng nhất là hiện tại trên đại lục tài nguyên thiếu thốn đối với kéo dài nghiên cứu phát minh có rất mặt trái ảnh hưởng cho nên nói đến đây huyết nhất dừng lại đường vũ lân lông mày cao lại không phải phải không đi qua nhiều năm như vậy phát triển đấu la đại lục bên trên phần đông khoáng sản tài nguyên đã trở nên càng ngày càng thiếu thốn rồi vô luận là cơ giáp đấu khải hoặc là hồn đạo khoa học kỹ thuật đều cần đại lượng tài nguyên với tư cách trụ cột mới có thể kéo dài khai phát, nghiên cứu. Nhưng mà, đại lục tài nguyên cuối cùng là có hạn đấy, đi qua qua nhiều năm như vậy nhân loại không đứt khai phát, lợi dụng, đã trở nên càng ngày càng thiếu thốn rồi. Hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật còn xa xa không đạt được tiến về trước bên ngoài tinh cầu đi thăm dò, tìm kiếm tài nguyên, như vậy cũng chỉ có thể là đối nội. Tại vũ lực đầy đủ cường đại dưới tình huống, đấu la liên bang trên thực tế cũng sớm đã đều muốn đối với đấu linh đại lục cùng tinh la đại lục có chỗ động tác chẳng qua là trở ngại cái này hai mảnh đại lục tình huống so sánh đặc thù một lát bọn hắn còn không nguyện ý đơn giản động thủ cho nên mới chậm chạp chờ đợi mà nương theo lấy tinh đấu chiến võng tuyên bố liên bang tại khoa học kỹ thuật phương diện lại có thật lớn tiến bộ chiến tranh bao lâu về sau sẽ xuất hiện ai cũng không rõ ràng lắm mặc dù không có rõ ràng chứng cứ nhưng không hề nghi ngờ luôn luôn chủ trương hòa bình sử lai khắc học viện vẫn luôn là liên bang phát động chiến tranh chướng ngại vật từ ý nào đó bên trên mà nói sử lai khác học viện hủy diệt đối với những cái kia phái chủ chiến mà nói thế nhưng là chuyện tốt ít nhất lực cản thật lớn giảm bớt như truyền linh tháp tổ chức bọn hắn tuy rằng cũng là trung lập đấy nhưng không có sử lai khác học viện như vậy tôn trọng hòa bình chiến thần điện càng là vốn là do liên bang chỗ khống chế thậm chí tương lai còn có thể là chiến tranh cao đoan chiến lực huyết nhất nhìn thoáng qua đường vũ lân nghĩ tới điều gì tài nguyên cướp đoạt chiến tranh đường vũ lân không chút do dự nói ra huyết nhất thở dài một tiếng rất khó tránh khỏi đường vũ lân lông mày nhíu chặt chiến tranh sẽ để cho bao nhiêu người mất đi thân nhân gia viên bị hủy à huyết nhất thản nhiên nói người cho rằng chính phủ liên bang đều muốn phát động chiến tranh là mấy năm gần đây sự tình sao rất nhiều năm trước cái này đề án liền đã có là sử lai like khắc học viện cầm đầu phái đối địch một mực bày tỏ mãnh liệt phản đối mới không có chính thức xuất hiện nhưng hiện tại có thể đã nói không chính xác rồi đường vũ lân thở dài một tiếng ta hiện tại chỉ hy vọng có thể đem học viện khôi phục đem học viện lý niệm tiếp tục truyền thừa xuống dưới huyết nhất lắc đầu nói không trách nhiệm của ngươi tuyệt không chỉ có tại đây nguyên bản ta cũng cho rằng ngươi có thể làm được điểm này cũng đã đầy đủ ưu tú nhưng trên thực tế vẫn còn xa xa chưa đủ ngươi biết tại sao không đường vũ lân mờ mịt lắc đầu huyết nhất thản nhiên nói sáu nghìn năm qua huyết thần quân đoàn một mực thủ hộ lấy thâm uyên thông đạo không để cho thâm uyên vị diện xâm lấn chúng ta đấu la đại lục một đời lại một đời huyết thần quân đoàn người lớn nhất tâm nguyện chính là giải quyết thâm uyên vị diện uy hiếp thế nhưng là trọn vẹn sáu nghìn năm các thời kỳ anh tài cũng không thể làm được điểm này thậm chí không có bất kỳ biện pháp tốt đến đối mặt thẳng đến sự xuất hiện của ngươi ngươi hoàng kim long thương đã trở thành chúng ta rất có thể giải quyết thâm uyên vị diện thần khí mà một khi giải quyết xong thâm uyên vị diện vấn đề người chính là liên bang chính thức anh hùng càng là huyết thần quân đoàn anh hùng cho nên người cần chính là thêm nữa cụ thể nên làm như thế nào không ai có thể dạy ngươi với tư cách trưởng bối của ngươi ta có thể đủ giúp cho ngươi chỉ có trước mắt mà tương lai của ngươi cần chính ngươi đi khống chế nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm thêm nữa rất tốt giải quyết thâm nguyên vị diện uy hiếp đường vũ lân lông mày trao lên hắn mặc dù không có an toàn minh bạch huyết nhất trong lời nói hàm nghĩa nhưng vẫn là khẽ gật đầu trận chung kết rút cuộc đúng kia tới rồi tinh đấu chiến võng đi qua liên tiếp nguy cơ quan hệ xã hội cuối cùng là đem dân chúng tâm tư đều kéo về đến nơi này trận sắp bắt đầu trong trận chung kết hồn sư chiến trận chung kết à do kim long vương đối với đại lực vương không hề nghi ngờ cái này chắc chắn là một trận cực kỳ đặc sắc thi đấu mặc dù trước xuất hiện qua sự cố nhưng dù sao tinh đấu chiến võng bên trong cũng không thật tử vong trận này lại là trận chung kết chính phủ liên bang trực tiếp vì tinh đấu chiến võng đảm bảo sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào nếu không chính phủ đem cho kích xù bồi thường bởi vậy trận đấu này như cũ là hiện trường chật ních mà thu xem tỷ lệ cũng sáng tạo ra toàn bộ liên bang đỉnh cao nhất khoanh chân ngồi tại trong phòng nghỉ đường vũ lân yên lặng thông qua minh tưởng điều chỉnh lấy chính mình trạng thái hoàng kim long thương chắn ngang trên gối rất tự nhiên liền đem tinh khí thần đẩy lên tới đỉnh phong so với việc bên trên một trận đối mặt cuồng phong đa ma tư mã kim trì trận này hắn ngược lại muốn buông lỏng một chút có lẽ là bởi vì đối thủ là đồng môn nguyên nhân trong lòng của hắn cũng không bao nhiêu khẩn trương ngược lại hơn nữa là chờ mong đang mong đợi xem một chút cái này bẩm sinh bí pháp cuối cùng đến cỡ nào thần kỳ dùng nghiệm chứng chính mình luyện thể phương pháp đường vũ lân luyện thể chính là kim long vương huyết mạch với tư cách trụ cột sau đó phụ dùng bản thể tông tu luyện phương pháp mà thành đương kim thế gian dám nói thân thể cường độ so với hắn cao hơn đấy chỉ sợ cũng không có bao nhiêu rồi nhất là theo tu vi tăng lên tầng thứ 10 kim long vương phong ấn ra thân về sau thân thể của hắn cường độ liền trở nên cường hãn hơn chỉ có sắp đối mặt đại sư huynh chính thức để cho hắn cảm nhận được tại khí lực phương diện chính mình vậy mà có vẻ không bằng nhưng điều này cũng vừa vặn có thể làm cho hắn theo sư huynh trên người đến xác minh mình và sư huynh chênh lệch ở địa phương nào có cái nào có thể tham khảo đấy bởi vậy hắn đối với trận đấu này càng thêm coi trọng chính là cùng sư huynh ở giữa luận bàn đối với thắng bại ngược lại nhìn có chút phai nhạt từ cùng huyết nhất trao đổi trong hắn liền cảm thụ được đến trên thực tế huyết nhất cũng không có nhìn nhiều nặng cuối cùng thi đấu kết quả mà là coi trọng hắn tại toàn bộ trong quá trình trận đấu thu hoạch hiện tại đã hai bên thi đấu đều tiến nhập trận chung kết cũng liền có nghĩa là hắn đã tham gia tất cả có thể tham gia thi đấu phần này thu hoạch tự nhiên cũng đã là vậy là đủ rồi bởi vậy đến cuối cùng một trận hắn ngược lại hơn nữa là đều muốn hưởng thụ thi đấu đương nhiên đó cũng không phải nói hắn tại trong trận đấu liền không toàn lực ứng phó đang trái lại chính là, càng như vậy, hắn càng sẽ thể hiện ra tất cả của mình bộ phận thực lực, xem một chút chính mình cuối cùng có thể làm tới trình độ nào. Dù sao, bây giờ có thể để cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ đã càng ngày càng ít. Đêm qua, hắn hồn lực làm tiếp đột phá 66 cấp, như vậy tăng lên tốc độ, liền chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng, hắn là tại căn cơ cực kỳ kiên cố dưới tình huống vững bước tăng lên a. À. Đã đến giờ rồi, Kim Long Vương, Ôn Nhu thanh âm vang lên đường vũ lân chậm rãi mở ra hai tròng mắt cầm trong tay hoàng kim long thương bước nhanh ra ngoài đi đến phía trước chính là hướng đi sân đấu đại môn lúc đường vũ lân nhìn về phía cái kia phiến đại môn nhìn về phía chính mình dưới chân cái thông đạo này thời điểm không biết vì cái gì trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ đó là một loại kỳ diệu hàm xúc thú vị có chút bắt không được nhưng lại có chút khó nói lên lời khác sâu hoàng kim long thương có chút ngẩng lên tại sân đấu phương hướng chiếu dọi đi qua hào quang chiếu dọi xuống phản xạ ra nhàn nhạt, nhạt màu vàng vầng sáng mũi thương chỉ chính là hắn về phía trước đạo lộ một bước bước ra tiếng hoan hô chớp mắt đinh tai nhức óc vô số thanh âm la lên kim long vương cùng đại lực vương rất xa một chỗ khác thông đạo cửa ra dáng người hùng tráng vô cùng a như hằng cũng đã ra hiện ra tại đó hai người xa xa nhìn nhau bởi vì hệ thống che đậy nhìn không tới biểu lộ nhưng nơi xa như hằng lại giơ cánh tay lên hướng đường vũ lân dựng lên rồi ngón cái đường vũ lân cũng đồng thời giơ tay lên trong hoàng kim long thương hướng đối phương thăm hỏi cực lớn hồn đạo trước màn hình mục dạ yên lặng đứng ở nơi đó lúc này hắn khoảng cách màn hình rất gần thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hồn đạo trên màn hình cái kia rất nhỏ chấn động dòng điện chấn động ngồi tại phía sau hắn cách đó không xa chính là thần tượng chấn hoa còn có đường vũ lân một vị lão sư khác thánh tượng mộ thần cùng mục dạ so với bọn hắn đều lộ ra muốn bình tĩnh hơn mộ thần nâng chung trà lên uống một ngụm hướng bên cạnh trấn hoa thấp giọng hỏi hắn không có chuyện gì à trấn hoa lắc đầu hắn chính là quá hưng phấn bản thể tông gần nhất mấy trăm năm qua suy sụp lợi hại với tư cách là một đời tông chủ trong lòng của hắn làm sao có thể dễ chịu lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu có thể cũng coi là toàn bộ liên bang đại sự cuối cùng trận chung kết là tại chính mình hai vị đệ tử giữa tiến hành tâm tình của hắn có thể nghĩ nói đến đây hắn dừng lại một chút hướng đứng ở phía trước trước màn hình phương mục xã hô này người sẽ không cảm động khóc nhè à cút xéo mục xã tức giận tức giận nói có thể chấn hoa lại rõ ràng nghe được tại trong âm thanh của hắn vậy mà thật là mang theo vài phần khóc nức nở đều là đệ tử của ngươi ngươi cảm thấy ai có thể thắng Trấn hoa hỏi mục giã đã trầm mặc trọn vẹn hồi lâu về sau hắn mới thấp giọng nói vũ lân rất khó hắn dù sao hẳn là vẫn chưa tới thất hoàn tu vi hắn huyết mạch muốn vượt qua như hằng nhưng mà ta bản thể tông bẩm sinh bí pháp có thể đền bù hết thảy huyết mạch chưa đủ đối với thân thể là một loại vượt qua cực hạn cường hóa như hằng khổ tu nhiều năm như vậy dùng hắn tu vi hiện tại đến thúc đẩy bản thể tông bẩm sinh bí pháp coi như là ta không sử dụng đấu khải dưới tình huống một lát đều muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng ta không phải như vậy cảm thấy ta cái kia sư điệt có thể là am hiểu nhất tại sáng tạo kỳ tích đấy Trấn hoa cười tủm tỉm nói mục giả có chút kinh ngạc xoay người trong hốc mắt ướt át sớm đã bị hắn dùng hồn lực bốc hơi rơi người cho rằng vũ lân có thể thắng trấn hoa nhún nhún vai tại sao lại không chứ vũ lân trước thi đấu chúng ta đều nhìn người cho rằng hắn ở phía trước trong trận đấu dùng bao nhiêu lực bên trên một trận đối mặt đao ma thời điểm cuối cùng va chạm là chuyện gì xảy ra vậy đao ma không hiểu thấu thối lui ra khỏi thi đấu chẳng lẽ sẽ là vì nhường cho hắn a à? cùng cái kia đao ma so với ngươi cảm thấy a à như hàng lại có thể mạnh bao nhiêu mục xã kiêu ngạo nói cái kia đao ma tuy rằng đã luyện thành đau hồn nhưng ta bản thể tông bẩm sinh bí pháp một thành bẩm sinh chính là dùng bản thể là hồn cái kia đao ma còn kém một ít trấn hoa nói vậy cũng vừa kém bao nhiêu a à? mục giã ngần người đúng a à. phải biết rằng a như hằng trước tỷ lệ đặt cược chẳng qua là thứ tư mà cuồng phong đao ma tư mã kim trì tỷ lệ đặt cược cũng tại vị thứ hai tuy rằng cái đó và a như hằng đã ẩn tàng tu vi có quan hệ thế nhưng đao ma cũng không phải sự đối phó đấy đường vũ lân có thể chiến thắng cuồng phong đa ma tư mã kim trì vậy hắn Trấn hoa mỉm cười người không cảm thấy cái này ngắn ngủn nửa năm trong thời gian vũ lân thực lực một mực tại dùng bay vọt phương thức tại tiến bộ sao hắn thế nhưng là một bước một cái dấu chân đi đến hiện tại trận này trận chung kết đấy trong mắt của ta cái này tất nhiên là một trận long tranh hồ đấu a à, như hằng chưa chắc có thể đơn giản chiến thắng mục giã đột nhiên nở nụ cười cười lên ha hả vô luận như thế nào đều là đệ tử của ta đều là ta bản thể tông truyền thừa trấn hoa cùng mộ thần đều không có lại mở miệng đúng vậy đây tuyệt đối là đáng giá trước mặt vị này bản thể tông tông chủ hưng phấn sự tình a tham gia trận chung kết đấy đều là đệ tử của hán tử vô luận là ai đã lấy được cuối cùng thắng lợi đối với mục dã mà nói đều là đời này cao hứng nhất sự tình một trong tuy rằng trong lòng hắn cuối cùng hay vẫn là cho rằng đã tu luyện bẩm sinh bí pháp a như hằng càng mạnh hơn nữa một ít nhưng hắn cũng muốn xem một chút chính mình một người đệ tử khác chính như chấn hoa theo như lời như vậy có thể vượt mọi trông gai tiến vào trận chung kết vũ lân cuối cùng có thể đạt đến như thế nào độ cao sân đấu bên trên song phương lẫn nhau nhìn nhau xa xa mà ngước mắt nhìn đối thủ đường vũ lân trong tay hoàng kim long thương tản ra nhàn nhạt hào quang mà nơi xa a à, như hằng tuy rằng nhìn không tới tướng mạo nhưng chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng tự nhiên mà vậy liền có loại bức nhân khi thế cuối cùng trận chung kết năm bốn ba hai một bắt đầu điện tử âm đếm ngược lúc trên trận bỏ xa một người trọng tài trọng tài nhìn thoáng qua song phương bắt tay dùng sức vung xuống đường vũ lân cơ hồ là cùng a như hàng đồng thời động đậy a như hàng chân phải về phía trước phóng ra một bước thân thể ầm ầm nổ vang cơ bắp bành trướng trước đường vũ lân đang nhìn video thời điểm cảm thụ còn không tính đặc biệt khác sâu nhưng lần này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được lúc a như hàng thân thể sản sinh cơ bắp nổ tung thời điểm một cỗ kinh khủng hung uy từ phía trước đập vào mặt mặc dù cách xa nhau vài trăm mét hắn cũng như trước có thể cảm nhận được cái này vị đại sư huynh cho hắn cảm giác đơn giản giống như là hình người hung thú giống như khó trách trước vị kia phỉ thúy vương vừa lên đến liền không chút do dự phóng xuất ra rồi lĩnh vực cái này cảm giác không phải là tại a à như hằng áp bách dưới sử dụng ra đây này đường vũ lân long hạch cảm nhận được ngoại giới khí tức áp bách tự động gia tăng nhảy lên tốc độ mỗi một lần đè ép đều cô đưa đậm đặc khí huyết chấn động làm chung quanh thân thể hắn bắn ra ra một tầng màu vàng nhạt quang vụ màu vàng long lân tự động bao trùm toàn thân hoàng kim long thể phóng thích song phương ai cũng không có ở trước tiên phóng thích chính mình đấu khải mà là liền như vậy phóng tới đối thủ đường vũ lên hoàng kim long thương trước chỉ chân trái trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp mạnh tốc độ chớp mắt bạo tăng à như hằng cũng là cũng giống như thế tốc độ của bọn hắn đều là tuyệt đối lực lượng mang đến đấy mà thực sự không phải là bản thân am hiểu phương diện này năng lực mặc dù như thế cái kia chớp mắt lực bộc phát, vậy mà cũng muốn vượt qua tuyệt đại đa số đồng cấp bậc đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Hai đạo thân ảnh, cơ hồ là chớp mắt liền tại sân thi đấu trung ương trùng hợp rồi. A à, Như hằng chợt quát một tiếng, nắm tay phải anh ra, một đoàn kim hồng sắc hào quang giống như là đạn pháo giống như ẩm ầm nổ vang, rung động toàn trường. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng từ chính diện đánh tới, cái kia không phải chân chính nhiệt lượng, mà là khí huyết tràn đầy tới trình độ nhất định, về sau chỗ sinh ra lực lượng kinh khủng nguyên lai like, khí huyết cường đại tới trình độ nhất định về sau vẻn vẹn dựa vào bản thân khí huyết bộc phát có thể đạt đến loại này cấp độ sao chỉ sợ cái này vị đại sư huynh thân thể cường độ đã không kém hơn 10 vạn năm hồn thú rồi à. ý nghĩ này tại đường vũ lân trong đầu trượt lóe lên rồi biến mất hắn không có đâm ra trong tay hoàng kim long thương một mực trước chỉ long thương đột nhiên trong tay hắn biến mất mà sau lưng của hắn mở ra màu vàng hai cánh mãnh liệt một đập tay phải kim long chảo nắm tay oanh ra ngàn vạn không nên xem thường đường vũ lân trong chớp nhoáng này làm ra biến hóa lựa chọn nhìn qua giống như rất đơn giản nhưng trong này đối với thời cơ chắc chắn cùng với đối với bản thân khống chế cùng đối lập thi đấu hình thức phán đoán tất cả đều có thể dùng hay đến cực độ để hình dung tuy rằng a như hòng một quyền này công kích phạm vi bao trùm vô cùng rộng lớn nhưng không hề nghi ngờ tại quả đấm của hắn trong công kích nhất định là có mạnh nhất một điểm đấy dùng phán đoán của hắn đương nhiên là sẽ đem cái này mạnh nhất một điểm dùng tại cùng đường vũ lân va chạm trên vị trí có thể hắn khẳng định không thể tưởng được đường vũ lân sẽ ở thời điểm này đem chính mình tại qua lại trong trận đấu mạnh nhất hoàng kim long thương thu lại hoàng kim long thương chiều dài gần 5 mét thu hồi hoàng kim long thương cũng liền có nghĩa là a à như hằng mạnh nhất một điểm bộc phát rơi tại không trung rồi mà ở thời điểm này đường vũ lân tại đập dung chính mình hoàng kim long rực để cho nguyên bản đột nhiên xuất hiện khoảng cách không gian tại gia tốc trong được gần hơn lúc quả đấm của hắn oanh đến thời điểm chính là a như hàng khó chịu nhất thời điểm đơn giản một cái nhỏ biến hóa để chính mình nắm đấm cường thế nhất quy lực đối mặt đối phương yếu bớt công kích oanh giống như cao giai định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc nổ tung giống như nổ vang tại sân đấu ở giữa nổ vang mãnh liệt kim hồng sắc hào quang tại sân đấu trung ương chớp mắt liền bao trùm vượt qua đường kính 50 mươi phạm vi cũng đồng thời che mất đường vũ lân cùng a như hàng thân ảnh ngay sau đó hai đạo thân ảnh liền từ cái kia đoàn nổ tung kim hồng sắc hào quang trong bay ngược mà ra đường vũ lân trên không trung không ngừng đung đưa thân thể yếu bớt lấy chính diện mang đến trùng kích bên kia như hằng nhưng là cân bằng bay ngược một mực đụng vào vòng phòng hộ bên trên mới ổn định lại thân thể hai người hầu như đồng thời làm ra động tác giống nhau đung đưa cánh tay của mình một kích này va chạm ai cũng không thể chiếm được tiện nghi chính là bởi vì là sư huynh đệ nguyên nhân cho nên tại đây lần thứ nhất va chạm ở bên trong song phương ai cũng không có sử dụng hồn kỹ hoặc là năng lực đặc thù an toàn dựa vào thuần túy lực lượng va chạm đường vũ lân ngay lúc đó cảm giác giống như là chính mình cũng bị một cỗ cuồng phong sóng lớn thôn vệ giống như cái kia đậm đặc khí huyết chấn động làm a như hàng cảm giác bên trên tựa như một cái nhỏ thái dương tựa như cái này là bẩm sinh bí pháp a lại có thể đem một người huyết mạch chi lực tăng lên tới như thế cường độ quả thực là thật là đáng sợ a như hàng cảm giác cũng đồng dạng khiếp sợ hắn phát hiện đường vũ lân trong cơ thể khí huyết tuy rằng không bằng hắn mãnh liệt nhưng mà tại hắn huyết mạch bên trong rõ ràng có một loại cực kỳ thượng vị khí tức rõ ràng làm hắn sinh ra một chút áp bách cảm giác ảnh hưởng tới hắn triển khai hơn nữa đường vũ lân thu hồi hoàng kim long thương động tác cùng với kim long chảo nát bấy đặc hiệu làm hắn không thể không phân ra lực lượng đến bảo hộ nắm đấm của mình lần này mới không thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong mặc dù như thế song phương đối với lẫn nhau lực lượng cũng đều làm ra phán đoán chính xác Đường Vũ Lân tại trên lực lượng, đúng là kém hơn A như hàng đấy, hơn nữa không chỉ một bậc, bằng vào Hoàng Kim Long thể, Kim Long trào cùng với công kích kỹ xảo, mới miễn cưỡng bảo trì một cái cân bằng trạng thái. A như hàng hoàn mỹ cái chốt thích, rồi bạo tạc tính chất lực lượng hàm nghĩa, điều này làm cho đường Vũ Lân không khỏi hơi chút rung động, nhưng đối với bẩm sinh, bí pháp cũng càng có hứng thú. Tốt, A như hàng trượt quát một tiếng, sau đó ha ha cười một tiếng, dùng thân nhoáng một cái, Thân thể tại nguyên chỗ sinh ra một tiếng nổ vang, tiếp theo trong nháy mắt, đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Hai nắm tay đồng thời oanh ra, đánh về phía Đường Vũ Lân bả vai. Tuy rằng Đường Vũ Lân tại trên lực lượng phải kém sắc đến hắn, thế nhưng là, từ khi hắn tu luyện thành công bẩm sinh bí pháp về sau, vẫn chưa bao giờ có người có thể đủ tại thuần túy trên lực lượng cùng hắn cứng rắn đối đầu a, à. loại này thoải mái cảm giác làm hắn mừng rỡ như điên, coi như là siêu cấp đấu la cấp độ lão sư tại thuần túy lực lượng cũng không nguyện ý cùng hắn va chạm hiện tại rút cuộc đã có cái đối thủ làm sao có thể không làm hắn thấy cái mình thích là thèm a à? đường vũ lân thở sâu hai tay ở trước ngực từ từ đầy ra sụp sôi lòng ngâm tiếng đứt tai nhức óc kim long thăng thiên oanh lại là một tiếng nổ vang a à như hằng bị oanh kích bay ngược ra mấy chục thước nhưng đường vũ lân lại trực tiếp từ trên trời giáng xuống nện rơi trên mặt đất phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang khán giả đều nhìn ngây người giờ này khác này Hầu như từng cái quan sát trận đấu này người đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hai vị này phương thức chiến đấu, thật sự là quá nhiệt huyết, quá nam nhân, nhìn qua hoàn toàn không có gì kỹ xảo đáng nói, chính là cứng đối cứng a. À. A à Như hàng cảm giác được thoải mái, Đường Vũ Lân cảm giác không phải là như thế, từ khi hấp thu Kim Long Vương tầng thứ 10 phong ấn về sau, hắn vẫn chưa bao giờ tại trên lực lượng gặp được đối thủ, lần này gặp được một cái tại trên lực lượng, còn có thể toàn diện áp chế hắn đấy mới có thể chính thức để cho hắn đem lực lượng của mình hoàn toàn bạo phát đi ra à. Bởi vậy, tuy rằng hai lần va chạm liền đã rơi vào hạ phong, nhưng hắn cái kia một thân kim long vương huyết mạch lại như là bị điểm đốt giống như. Trượt quát một tiếng, sau lưng hoàng kim long rực dùng sức một đập, đường vũ lân một lần nữa xông lên, không chung, lần này, hắn dùng bên trên rồi hoàng kim long bay lượn, hóa thân cự long bay lên trời. Đậm đặc kim long vương khí huyết chấn động nương theo lấy long hạch toàn diện phóng thích, hoàn toàn nở rộ ra cực lớn kim long thân ảnh chớp mắt liền biến thành dài mấy chục thước quang diễm đang bình thường khán giả xem ra hắn lúc này giống như là phóng xuất ra rồi võ hồn chân thân giống như a à, như hằng trên người tám cái hồn hoàn ở bên trong xếp đặt tại đệ nhất đệ nhị đệ tam ba cái hồn hoàn đồng thời sáng lên thân thể của hắn lần nữa tăng vọt một vòng trên người màu vàng phù văn như là sống lại giống như sau lưng một cái cực lớn hư ảnh sáng lên giống như là phóng đại phiên bản hắn trọn vẹn cao tới trăm mét có hơn một cỗ khó có thể hình dung lực áp bách vẫn còn giống như núi cao áp chế kim sắc tự long tay phải của hắn đột nhiên ngừng lên một màn quỷ dị xuất hiện quả đấm của hắn rõ ràng chớp mắt tăng vọt vậy mà trong nháy mắt liền trở nên chừng đường kính ba mét lớn nhỏ như là cự trùy giống như ngang nhiên nện đánh về phía đường vũ lân kim long đầu bản thể bí pháp đã luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp a à như hàng thân thể mỗi một bộ phận đều là vũ khí của hắn đều là tựa như thần khí giống như tồn tại đây mới là bản thể tông mạnh nhất năng lực oanh kim long gào thét a à như hàng toàn thân kịch chấn đường vũ lân lần nữa bị cứng rắn nện về mặt đất còn lần này lúc chân hắn đạp mặt đất thời điểm cứng rắn đem mặt đất ném ra một cái hố to tốt đường vũ lân cũng là trượt quát một tiếng hắn cũng đánh ra tâm huyết sau lưng hoàng kim long rực lần nữa đập rung trong cơ thể hồn hạch long hạch đồng thời kịch liệt chấn động một tầng màu vàng lam vầng sáng tràn ngập mà ra hắn biết rõ vẹn vẹn dựa vào lực lượng cùng Kim Long Vương huyết mạch, đã hoàn toàn bị a à như hỏng bản thể tông bẩm sinh bí pháp áp chế, không dựa vào huyết hồn dung hợp kỹ, hắn đem một điểm cơ hội đều không có. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được, vị sư huynh này bây giờ còn có chỗ giữ lại, dùng hắn đối mặt Phỉ Thúy Vương thời điểm cái loại này liên tục bộc phát, tại chiếm cứ Thượng Phong dưới tình huống, vốn có thể kéo dài phát động thế công đấy, nhưng hắn vẫn không có. Đây đã là có chút hạ thủ lưu tình, nhưng Đường Vũ Lân hy vọng đối mặt lại cũng không phải một cái hạ thủ lưu tình đại lực vương sục sôi long ngâm tiếng vang lên bất khuất gào thét hoàng kim long thường một lần nữa xuất hiện ở đường vũ lân trong tay hắn hai chòng mắt cũng tiếp theo hóa thành màu vàng bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé ngừa mặt lên trời một tiếng gào thét cực lớn kim long đầu tại trong hố sâu hiển hiện, hiện một tầng màu vàng lam hào quang nương theo lấy từng đám cây lam ngân thảo tại kim long trong đầu bộ phận xuất hiện hiện ra mà ra nguyên bản bị áp chế khí tức chớp mắt cất cao từ dưới lên trên sinh ra phản công xu thế vậy mà tại khí thế bên trên chuyển rồi trở về thậm chí còn mạnh hơn dùng hoàng kim long hống đến để thăng khí thế đường vũ lân cũng hay vẫn là lần thứ nhất sau một khắc mang theo màu vàng lam vầng sáng cực lớn kim long phóng lên trời huyết hồn dung hợp kỹ lam hoàng long thăng thiên a à như hằng ha ha cười một tiếng thân thể mãnh liệt hướng vào phía trong có rút lại một chút nhìn qua toàn thân giống như là hoàng kim đúc thành giống như cho nên chỉ có ba mét cao thân thể đột nhiên hạ xuống chính diện nghênh đón hướng đường vũ lân bản thể bí pháp lần thứ hai thức tỉnh oanh 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 liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung vang lên toàn bộ sân đấu kịch liệt chấn động từng vòng mãnh liệt vầng sáng tại va chạm chỗ bộc phát khán giả tất cả đều nhìn ngây dại cái này thật chẳng qua là một trận nhị tự đấu khải sư ở giữa chiến đấu a coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường già cũng chưa chắc có thể khiến cho khổng lồ như thế năng lượng chấn động a quang ảnh lập lòe tại vòng phòng hộ vầng sáng kịch liệt chập trờn trong quá trình đường vũ lân cùng a như hàng đồng thời tách ra đến hai bên nhưng khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm trên người tuy nhiên cũng đã bao trùm lên rồi nhị tự đấu khải a như hàng một thân đấu khải là màu đỏ như máu đấy phía trên có mỹ lệ màu vàng đường vân hình thái nhìn qua giống như là thân thể của hắn từng khối cơ bắp phóng đại phiên bản trên mũ giáp hộ mặt chính là sang nanh nhô lên quái thú bộ dáng đường vũ lân tự nhiên là một thân long nguyệt đấu khải thủ hộ toàn thân bất đồng chính là lần này tách ra đường vũ lân không có lại bị nện về mặt đất song phương đều tại không trung bên trong lẫn nhau ngưng mắt nhìn a à như hàng đấu khải mang đến hai cánh so với đường vũ lân long rực càng lớn tại sau lưng mở ra tựa như một tầng huyết mạc nhìn qua hung uy lừng lẫy bằng vào huyết hồn dung hợp kỹ đường vũ lân rút cuộc đem hoàn cảnh xấu cùng nhau đến một ít a à như hằng trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc vị sư đệ này hồn lực chấn động rõ ràng yếu nhược với mình nhiều thế nhưng là hắn vừa mới một kích này nhưng là hoàn toàn đã vượt qua hắn bản thân có khả năng đạt tới cực hạn a đây là làm sao làm được hắn thuở nhỏ tu luyện bản thể tông bẩm sinh bí pháp đối với mặt khác hồn sư các loại võ hồn hiểu rõ cùng lý giải tự nhiên là không bằng xuất thân tại sử lai khắc học viện đường vũ lân rõ ràng hoàng kim long thương ngẩng lên đường vũ lân tâm thần như một chìm vào thương ý bên trong từng trận long ngâm âm thanh nương theo lấy trong cơ thể huyết mạch chấn động mà kích phát long nguyệt đấu khải mặt ngoài kim quang lập lòe mỗi một mảnh long lân hình thoi bản thể mặt ngoài đều có lang tuyến nhô lên tràn ngập cảm nhận không hề nghi ngờ từ bề ngoài nhìn lại đường vũ lân càng thêm xâm nhập nhân tâm lúc này trên khán đài khán giả tại ngắn ngủi rung động cùng ngốc trệ về sau đã bắt đầu phát ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô Tuyệt đại bộ phận nhân khẩu trong đều la lên Kim Long Vương danh hào, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân thi đấu đều tràn ngập nhiệt liệt tâm tình. "Tiểu sư đệ, ta cần phải toàn lực ứng phó, cẩn thận rồi." Hắc hắc một tiếng cười nhẹ, a à, như hàng thanh âm truyền vào đường Vũ Lân trong tai, liền tại đường Vũ Lân hơi sững sờ thời điểm, trước hắn cùng phỉ thúy vương cuộc chiến trong đã từng cải biến chiến trường thanh âm xuất hiện. "Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng." A à, Như hàng ngực nhấp nhô, mạnh mẽ tiếng tim đập vậy. Mà tại chớp mắt đem toàn trường tiếng hoan hô tất cả đều che lấp xuống dưới. Đường Vũ Lân trên người long ngâm âm thanh ứng với cơ mà phát, đồng thời hắn trong mắt chợt lóe sáng, hoàng kim long hống cơ hồ là chớp mắt liền phóng thích ra ngoài. Hắn đã sớm để phòng A Như Hằng một chiêu này đâu rồi, đồng thời, hắn cũng biết, một khi vị sư huynh này trái tim phát ra âm thanh, liền có nghĩa là lực chiến đấu của hắn đem tăng lên tới cực hạn. Đây là ở trong trận đấu, hơn nữa khoảng cách gần quan sát, Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện Lúc cái kỳ tiếng tim đập xuất hiện thời điểm, a à, như hằng trên người tám cái hồn hoàn trong xếp hạng thứ bảy màu đen hồn hoàn rất nhỏ chấn động, rồi thoáng một phát, phía trên xuất hiện một tầng tinh mịn màu vàng nhạt đường vân. Võ hồn chân thân, cái này tiếng tim đập là hắn võ hồn chân thân biểu hiện. Đường Vũ Lân chớp mắt liền tỉnh ngộ lại, khó trách, khó trách sư huynh sẽ tại cái này tiếng tim đập xuất hiện thời điểm trở nên cường đại như thế. Nhịp tim tiếng đứt tai nhức óc, chấn nhiếp tâm thần, đáng sợ hơn chính là nó có thể dẫn động người huyết mạch chấn động. Bên ngoài người xem tiếng hoan hô đột nhiên biến mất, không thể nghi ngờ, đây là tinh đấu chiến võng sử dụng kỹ thuật thủ đoạn, ngăn cách rồi nội bộ hết thảy thanh âm, để tránh cho thanh âm hướng ra phía ngoài truyền ra, tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Kim Long hống cùng kịch liệt tiếng tim đập hòa lẫn, đường vũ lân toàn thân tất cả đều bị cực lớn Kim Long đầu bao trùm rồi. Cùng lúc đó, tại cái kia cực lớn Kim Long đầu sau lưng, một đóa cực lớn màu tím nhạt bất kim hương lặng yên nở rộ. Thôn thực thiên địa trong không khí tất cả năng lượng phần tử điên cuồng hướng đường vũ lân hội tụ mà đi giờ này khác này hắn cũng không dám có nửa phân giữ lại tại thôn thực thiên địa dưới tác dụng hắn bản thân hồ lực tu vi cũng là tiếp theo tăng vọt đồng thời hoàng kim long hống chỗ sinh ra cực lớn đầu rồng chung quanh nhanh chóng hiện lên một tầng màu vàng lam vầng sáng tầng này màu vàng lam vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán hoàng kim long hống thanh âm lập tức nhiều một tầng linh hồn cảm nhận làm đường Vũ Lân trong cơ thể khí huyết chấn động không chịu đến A Như Hằng ảnh hưởng. Hắn tu luyện cũng là bản thể bí pháp, đồng thời lại còn cường đại Kim Long Vương huyết mạch, cái này để cho A Như Hằng cái kia mạnh mẽ nhịp tim đối với hắn ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. A Như Hằng thân hình lóe lên, tay phải ngang nhiên oanh ra, giờ này khắc này, thân thể của hắn cũng không có lại bành trướng cái gì, nhưng toàn thân lại tản mát ra một loại kỳ lạ khí tức, giống như là một cái vô cùng áp xúc siêu cấp định trang hồn đạo đạn pháo tựa như cái loại cảm giác này lúc trước đường vũ lân đã từng suýt nữa bị cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đánh trúng qua là cổ nguyệt cứu được hắn mà ở bị đạn pháo nổ tung thời điểm cảm giác cùng với hiện tại không kém bao nhiêu lam hoàng kim long hống tiếng gầm gừa bên trong hoàng kim long thương đâm ra như cũ là lam hoàng long thăng thiên nhưng cùng trước so với có thôn thực thiên địa tăng phúc một kích này lam hoàng long thăng thiên rõ ràng phải cường đại hơn nhiều thương ý bắn ra trói mắt màu bạch kim thương mang tựa như cự long răng nanh che rồi một tầng màu vàng lam cự long thân hình chớp mắt muốn đem a như hàng thôn phệ đúng lúc này a như hàng hai tròng mắt đột nhiên biến lớn nơi khóe mắt thậm chí có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hướng ra phía ngoài chảy xuôi tùng tùng mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập ở bên trong a như hàng đột nhiên hé miệng hướng về đường vũ lân kim long thăng thiên phát ra một tiếng gào thét giống tại cái kia cực lớn tiếng gầm ngừ sóng bên trong mãnh liệt sóng chấn động ra vậy mà để cho kim long thăng thiên bản thân năng lượng chấn động giảm mạnh một phần ba sau đó liền nhìn đại lực vương mãnh liệt lóe lên thân trực tiếp dùng chính mình thân thể hướng lam hoàng long thăng thiên đánh tới oanh đường vũ lân bị lên tiếng đánh bay thậm chí toàn thân long nguyệt đấu khải đều tại lam hoàng long thăng thiên sau khi biến mất xuất hiện tinh mịn mà gây răng chi chi âm thanh nếu như nói lúc trước a à, như hằng như một tòa núi lửa như vậy hắn hiện tại giống như là thái dương từ trên trời giáng xuống cái kia nóng bỏng huyết mạch chấn động thậm chí thiêu trái đường vũ lân có loại ngũ tạng như lửa đốt cảm giác tựa hồ trong cơ thể hắn khí huyết đều tại đối phương khí huyết kéo dưới bị bốc hơi lấy hắn long hạch nhảy lên rõ ràng trở nên kịch liệt đứng lên chỉ có chính thức đối mặt mới có thể biết rõ mạnh nhất trạng thái ở dưới a như hằng đáng sợ đến cỡ nào vì thúy vương bại không oan khó trách hắn liền cơ hội phản kích đều không có nguyên lai sư huynh vậy mà mạnh mẽ như vậy ý nghĩ này từ đường vũ lân trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất còn lần này a như hằng cũng không có một lần nữa cho hắn thở dốc cơ hội thân hình lóe lên đã đến trước mặt hắn tay phải nắm tay ngang nhiên oanh ra trực tiếp đánh tới hướng đường vũ lân lồng ngực tuyệt đối tốc độ thêm lực lượng tuyệt đối không có gì kỹ xảo chính là thuần túy áp chế thời khắc mấu chốt đường vũ lân không có nửa phân do dự chớp mắt liền kích phát chính mình kim long cuồng bạo lĩnh vực một tầng màu vàng vầng sáng từ trên người khuếch tán mà ra cùng lúc đó trong tay hoàng kim long thương biến mất tay phải ngang nhiên vung ra cực lớn lam hoàng tịch diệt thần trào xuất hiện ở không trung bên trong ngang nhiên đánh ra kịch liệt trong tiếng nổ vang dùng lam hoàng tịch diệt thần trào kết hợp được lam ngân thảo kim long khủng trào kim long tịch diệt thần trào ba đại kỹ năng cường đại công kích hơn nữa hay vẫn là tại thôn thực thiên địa tăng phúc dưới tình huống vậy mà như trước không thể chống đỡ được ai như hòng một quyền này hắn quyền kia đầu hung ác ngang ngược dường như không có gì không phá cuối cùng vẫn là xuất hiện ở đường vũ lân trước ngực đường vũ lân chỉ tới kịp dùng hoàng kim long thường đặt ngang trước người đã bị nắm đấm oanh chúng cả người hắn thân thể lập tức như là đạn pháo giống như bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào nơi xa vòng phòng hộ bên trên, mà a à như hàng trên người, nhưng chỉ là đấu khải mặt ngoài nhiều hơn vài đạo bị lam hoàng tịch diệt thần trào cầm ra dấu vết. Đường vũ lân thân thể bắn ngược mà quay về, à, như hàng lần nữa chạy nước rút, hung ác ngang ngược vô cùng xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một quyền. Đường vũ lân tay trái hoàng kim long thương chọc lên, thân thể nhanh chóng ngang lập loè, tại tốc độ phương diện, hắn bằng vào chính mình hoàng kim long thể kèm theo long rực cũng không kém hơn a à như hằng bao nhiêu lam hoàng long vẫy đuôi một cước vung ra long ngầm âm thanh mang theo đuôi rồng ngang nhiên ném đi a à như hằng căn bản cũng không né tránh quanh ra nắm đấm biến thành giới nện phanh đường vũ lân chân phải hung hăng đá vào a à như hằng trên người lại cảm giác như là đá vào núi cao bên trên giống như a à như hằng kêu lên một tiếng buồn bực nắm đấm cũng đồng thời đập vào đường vũ lân dựng lên đến trên cánh tay trái giặc giặc thanh thúy nứt xương trong tiếng đường vũ lân thân thể từ trên trời giáng xuống mắt thấy muốn đập tại mặt đất thời điểm a à như hằng rồi lại xuất hiện ở bên cạnh hắn khí thế như cầu vồng kinh khủng lực lượng lần nữa bộc phát hai nắm tay đồng thời dưới nện ngang nhiên oanh hướng đường vũ lân thân hình cái này hai nắm tay đầu nếu là đập chúng đường vũ lân vạn không may mắn đúng lúc này một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở đường vũ lân dưới thân trên mặt đất khẽ trống đứng vững đường vũ lân thân thể làm hắn nhanh chóng bắn ra hướng mặt bên tại gần như không thể nào dưới tình huống để cho hắn tránh được a như hằng một quyền này cùng lúc đó một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập vào a như hằng trên người đem hắn đè xuống mặt đất hồn linh kim ngữ hồn linh phách vương long hai đại hồn linh tại cực nhanh bên trong đồng thời ra tay đường vũ lân thân thể lan lộn ở phía xa ô ổn định lại sau lưng long rực mở ra cánh tay trái chỗ long nguyệt đấu khải lớn diện tích tổn hại cánh tay đã bẻ ngoạt đã thành kỳ quái góc độ triệt để đứt gãy có thể nghĩ a nhi hằng một quyền kia mạnh mẽ cỡ nào không đợi đường vũ lân thở một ngụm thân cao vượt qua 70 mươi thước vách vương long vậy mà từ trên mặt đất được đưa lên ngay sau đó vèo thoáng một phát hướng về mặt bên bay đi nhìn qua cái kia cao tới 70 mươi thước thân thể khổng lồ bay tứ tung ra ngoài quả thực là có chút buồn cười có thể giờ này khác này ai cũng cười không nổi đây là hạng gì kinh khủng lực lượng thậm chí ngay cả phách vương long đều có thể ném bay ra ngoài a à. kim hồng sắc hào quang tượng như từ trên mặt đất bay lên một viên thái dương lần nữa trùng kích hướng đường vũ lân cái kia kịch liệt tiếng tim đập lại một lần vang vọng toàn trường đường vũ lân thất kinh trên không trung đập rung hai cánh ra tốc thế nhưng là bị cánh tay trái bị thương ảnh hưởng thân hình của hắn rõ ràng có chút không ổn định hầu như tại trong chốc lát sẽ bị đuổi theo hắn gần như theo bản năng tay phải hoàng kim long thương trở tay đâm ra nhưng lúc này cái kia hoàng kim long thương bên trên nhưng lại ngay cả một điểm thương mang đều đã không có chỉ có bản thể đâm ra thấy thế nào đều khó có khả năng chống đỡ được a như hằng một quyền này rồi a như hằng tay trái hư chảo trực tiếp chụp vào hoàng kim long thương mũi thương tay phải thì là oanh hướng đường vũ lân sau lưng đã xong đã xong khán giả rất nhiều người đều theo bản năng nhắm mắt lại dùng a như hằng lực lượng kinh khủng kia một quyền này oanh kích tại đường vũ lân trên người chỉ sợ đường vũ lân thân thể trực tiếp cũng sẽ bị đánh phá toái a à. đại lực vương thật là quá cường đại trận này hắn chỗ thể hiện ra thực lực thậm chí còn muốn vượt qua đối mặt phỉ thúy vương cái kia một trận lúc ấy phỉ thúy vương không thể khởi xướng phản kháng mà lúc này kim long vương tuy rằng phản kháng nhưng tại lực lượng kinh khủng kia trước mặt tựa hồ hết thảy đều là uổng phí đấy mà lực lượng của nhân loại làm sao có thể đạt đến khủng bố như thế trình độ ạ hồn đạo trước màn hình mục giã cũng tại nhẹ nhàng gật đầu Lầu bầu nói, vũ lân có thể trèo chống đến một bước này đã rất không dễ dàng, coi như là bát hoàn hồn đấu la cũng có rất ít người có thể ngăn cản được bẩm sinh bí pháp ba lần sau khi thức tỉnh thái dương chi thể, như hằng dùng thái dương chi tử khí lực phát động công kích đủ để dung chuyển bất luận cái gì phong hào đấu la rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ tới hắn lại có đột phá, tối đa thêm một năm nữa, hắn thì có thể tiến vào phong hào đấu la cấp độ. Ta cái này bản thể tông tông chủ vị trí, cuối cùng là có người kế tục mộ thần lông mày cao lại vô luận nói như thế nào đường vũ lân đều là đệ tử của hắn tử đệ tử ưu tú nhất mắt thấy vũ lân muốn thua tuy rằng thua cũng không oan huồng có thể hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái chấn hoa trong ánh mắt nhưng lại có ghi những thứ đổ khác mang theo nghi hoặc bối rối tiểu tử này lúc nào sẽ có bối rối loại này tâm tình xuất hiện hắn luôn luôn trầm ổn căn bản cũng không như là người trẻ tuổi a à. đây hết thầy biểu lộ đều là tại trong thời gian ngắn xuất hiện mà sau một cái chớp mắt a như hằng cũng đã bắt được hoàng kim long thương mũi thương thời gian tại một sát na kia dường như đã định trụ a như hằng anh ra nắm tay phải đột nhiên dừng lại một chút mà đường vũ lân hoàng kim long thương cũng tại chớp mắt biến thành kim hồng sắc mà nhưng vào lúc này đường vũ lân đột nhiên xoay người lại sau lưng xương sống chắp lên dùng một loại kỳ dị tư thái dùng chính mình vai trái đón nhận a như hằng nắm tay phải phanh đường vũ lân trên vai trái long nguyệt đấu khải chớp mắt phá toái thậm chí có thể chứng kiến hắn vai trái bị chớp mắt đánh bại tuôn ra một đoàn huyết vụ nhưng mà ở nơi này một cái chớp mắt quan sát cẩn thận người có thể phát hiện hắn bối rối tựa hồ biến mất mà cái kia phá toái vai trái dường như cùng hắn một chút quan hệ đều dường như không có mà a à như hàng cảm giác liền lại bất đồng trong tay trái cầm chặt hoàng kim lòng thường phảng phất là một cái vòng xoáy điên cuồng cắn nuốt hắn cái kia tràn đầy thái dương chi tử khí huyết chi lực mà hắn oanh ra nắm tay phải chịu ảnh hưởng lực công kích là có chỗ yếu bớt đấy nhưng tại hắn xem ra tính là yếu bớt cũng đủ để giải quyết đối thủ thế nhưng là hắn một quyền oanh kích tại đường vũ lân trên bờ vai về sau đường vũ lân vai trái tuy rằng rách nát rồi nhưng hắn vẫn cảm giác được từ đường vũ lân trên người truyền đến một loại trống không cảm giác dường như cả người hắn đều là trống không đấy mà hắn oanh ra đi một quyền này bên trong lực lượng có rất lớn một bộ phận biến mất giống như là bị đường vũ lân trực tiếp thôn vệ vậy mà đường vũ lân trong tay hoàng kim long thương cũng ngay một khắc này bắn ra ra sáng chói hào quang thôn vệ hắn khí huyết chi lực kim hồng sắc bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ kinh khủng chấn động lực nương theo lấy liên tiếp bạo tạc nổ tung mà bắn ra a à, như Hằng kinh hãi phát hiện dùng lực lượng của mình vậy mà không cách nào quấn chặt cái kia mũi thương rồi cho nên hầu như liền tại đường vũ lân vai trái phá toái tiếp theo trong nháy mắt hắn cái kia hoàng kim long thương tại chấn động ở bên trong rõ ràng tại a như hàng tay trái cầm nắm dưới tình huống như chiếc đâm chúng tại a như hằng trên lồng ngực phốc sắc bén mũi thương thẳng tắp đâm vào a như hằng trong cơ thể a như hằng trượt quát một tiếng trên người kim hồng sắc hào quang trở nên vô cùng nóng bỏng hướng ra phía ngoài bắn ra tính toán đem hoàng kim long thương đẩy ra nhưng mà hoàng kim long thương phía trên truyền tới đến hấp lực nhưng là chớp mắt bạo tăng không ngừng nghiêng lấy hắn năng lượng đồng thời hướng đường vũ lân trong cơ thể dũng mãnh lao tới một đạo màu vàng thân ảnh cũng là từ phía sau đánh tới chớp mắt quấn chặt lấy rồi thân thể của hắn hé miệng một cái cắn lấy a à, như hằng phần gái phía trên kim ngữ a à, như hằng cùng đường vũ lân tiếp xúc gần gũi hai người lẫn nhau giữa chỉ có một thanh hoàng kim long thương khoảng cách ai có thể dự đoán được tại ở vào như thế hoàn cảnh xấu dưới tình huống đường vũ lân lại còn có thể bắt ở một đường chuyển bại thành thắng cơ hội cái kia hoàng kim long thương vậy mà thật đâm vào rồi a à, như hằng thân thể kim long chấn bạo Đường Vũ Lân hai tròng mắt sáng rực, a à như hàng nắm tay phải thu hồi, đều muốn lại đánh ra một quyền, đang nhận được kim ngữ ảnh hưởng, hắn toàn lực thoáng dãy rựa, tại hắn kinh khủng kia Thái Dương chi từ lực lượng xuống, kim ngữ thân thể lại bị xé thành rồi hai đoạn, thế nhưng ngay một khắc này, Đường Vũ Lân Kim Long chấn bạo đã bộc phát đến rồi cực hạn. Phốc, Hoàng Kim Long thương một đầu cứng rắn chui vào a à như hàng ngực, đâm trúng tại hắn cái kia cực lớn trên trái tim. Hoàng Kim Long thương chớp mắt liền biến thành màu đỏ mà a như hằng nguyên bản khủng bố như vậy lực lượng cũng như tiết khí bóng ra giống như bắt đầu nhanh chóng có rút lại ngang sục sôi long ngâm âm thanh từ đường vũ lân miệng trong bộc phát từng đám cây lam ngân hoàng điên cuồng mà ra quấn chặt lấy rồi a như hằng thân thể mà a như hằng trong cơ thể tràn đầy khí huyết lại nương theo lễ hoàng kim long thương thôn phệ điên cuồng tràn vào đường vũ lân trong cơ thể quá khổng lồ phần này khí huyết chi lực thật sự là quá khổng lồ cực lớn đến đường vũ lân cũng khống chế không nổi vậy mà trực tiếp xông về trong cơ thể hắn kim long vương phong ấn đường vũ lân trong cơ thể long hạch tham lam hấp thu cái này khổng lồ huyết mạch năng lượng kịch liệt nhúc nhích hắn bản thân huyết mạch khí tức điên cuồng tăng vọt làn ra mặt ngoài mỗi một cây kinh mạch đều tiếp theo nhô lên hiện ra kim hồng sắc một mảnh dài hẹp kinh mạch bắt đầu nổ bùng nổ ra một chùm bồng huyết vụ đường vũ lân trong cơ thể kim long vương tầng thứ 11 phong ấn cũng tiếp theo buông lòng bắt đầu xuất hiện vết rách tràn ngập hung lệ chi khí kim long vương tinh hoa bắt đầu như tơ như sợi tràn ra sau lưng hoàng kim long rực mãnh liệt đập dung thôi động đường vũ lân thân thể liền mang theo a như hàng thân thể từ trên trời giáng xuống trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất kim long chấn bạo cũng triển khai đến rồi cực hạn tại lam ngân hoàng tăng phúc xuống nổ bung từng đoàn từng đoàn vầng sáng tiểu sư đệ a như hằng đột nhiên mở miệng nói ra trong thanh âm vẫn mang theo vài phần đắng chát hả đường vũ lân tư duy thanh tình người gạt người a như hằng thanh âm mang theo vài phần cổ quái tựa hồ cũng không có bao nhiêu thống khổ tựa như gạt người gạt người gạt người đường vũ lân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vị sư huynh này sẽ nói ra một câu như vậy đúng a à, hắn là lừa a như hằng từ trận đấu này ngay từ đầu trên thực tế a như hằng liền đã rơi vào đường vũ lân trong bẫy đường vũ lân làm sao có thể nhìn không ra thuần túy liều cứng thực lực mình không phải là a như hằng đối thủ a à? Bản thể tông bẩm sinh bí pháp từng để cho cái này nhất mạch có thể sừng sững tại Đại Lục Hồn, sư giới đỉnh phong, ở đâu là dễ đối phó như vậy đấy. A à, Như Hằng có thể nói là tập trung toàn bộ bản thể tông trăm năm tích lũy mới ra như vậy một vị a. À. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân liền tại tính toán vị sư huynh này rồi, mà quỷ đảo không phải là trắng trắng học tập đấy. Hắn kỳ thật một mực tại che giấu, cất giấu chính mình Hoàng Kim Long Thương. Trải qua chảm long đao đánh bóng về sau, Hoàng Kim Long Thương trở nên càng phát ra sắc bén nhất sắc bén đấy chính là hoàng kim long thương bản thể đường vũ lân một mực tại che giấu đúng là điểm này thẳng đến thời khắc cuối cùng a à như hắn mắt thấy muốn đạt được thắng lợi thời điểm đường vũ lân dùng chính mình cánh tay trái vai trái cho mình tranh thủ đến rồi cơ hội lúc hắn bị oanh trúng vai trái thời điểm dùng ra đấy chính là kim long cửu thức trong thức thứ sáu kim long vật dụng hóa giải tuyệt đại bộ phận lực công kích cũng đem kia mượn mà kim long chấn bạo hoàng kim long thường sắc bén cũng tất cả đều tại thời khắc này bộc phát ra bằng vào thần khí thôn vệ năng lực giúp cuộc cho mình chế tạo cái này một đường cơ hội chiến thắng a à, như hằng cuối cùng hay vẫn là xem thường hoàng kim long thương sắc bén hắn bẩm sinh bí pháp tuy rằng mạnh mẽ nhưng tại hoàng kim long thương bản thể sắc bén trước mặt cuối cùng vẫn không thể nào chống đỡ được đường vũ lên hoàng kim long thương bên trên không có thương mang xuất hiện cũng không phải hắn không cách nào phóng thích mà là hắn tận lực không có phóng thích bởi vì phóng ra ngoài thường mang sắc bén là xa không bằng bản thể đấy chỉ có bản thể mới có thể đem nó bị đánh bóng sau sắc bén hoàn mỹ thi triển đi ra đồng thời còn có thể bày ra địch dùng miếu tại ma quỷ đào bên trên đường vũ lân học được không chỉ là tâm tính lại còn lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tồn tại tại trận đấu này trước khi bắt đầu hắn liền đối với vị sư huynh này có nhất định được phán đoán bản thể tông bẩm sinh bí pháp như thế khó có thể tu luyện hơn nữa vị sư huynh này tu vi cũng đúng là tại phía xa hắn phía trên hắn hoàn toàn có thể khẳng định đơn thuần tại tu vi phương diện chính mình chỉ sợ hoàn toàn không phải vị sư huynh này đối thủ đều muốn chiến thắng a như hằng trừ rồi muốn đem bản thân thực lực hoàn toàn phát huy được bên ngoài đồng thời còn phải tìm đến cơ hội thích hợp a như hằng tại trong đầu hắn tư liệu biểu hiện vị sư huynh này thuở nhỏ tại bản thể tông tu luyện đối với ngoại giới tiếp xúc ít coi như là kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú nhưng đối với nhân tâm rất hiểu rõ liền chưa chắc rồi bởi vậy từ vừa mới bắt đầu thi đấu đường vũ lân trên thực tế liền lưu lại ba phần lực nếu không đơn thuần tại tốc độ phương diện hắn trên thực tế còn có thể vượt qua a như hằng nguyên nhân chính là như thế a như hằng liền từng bước một rơi vào đến rồi đường vũ lân trong cạm bẫy rút cuộc hay vẫn là bị đường vũ lân bắt được cơ hội lợi dụng hoàng kim long thương sắc bén thôn phệ tìm được chuyển bại thành thắng thời cơ tốt nhất kích tất sát nhưng đường vũ lân trả giá cũng tương đối không ít hắn là dùng đứt rời chính mình cánh tay trái làm đại giới mới đã lấy được cơ hội như vậy à nếu như không phải hắn bản thân lực ý chí đầy đủ kiên cường dẻo dai tại cánh tay đứt về sau còn có thể bảo trì đỉnh phong lực công kích mà nói đều muốn chiến thắng a như hằng cũng không dễ dàng như vậy đây cũng là vì cái gì a như hằng tại thua trận thời điểm tranh tài lại nói hắn gạt người rồi chớp mắt nghịch truyền làm cả sân thi đấu lặng ngắt như tờ ai cũng không nghĩ ra tại như vậy nghịch cảnh dưới tình huống Kim Long Vương vẫn còn có chuyển bại thành thắng năng lực. Phần này trầm mặc, trọn vẹn rằng có mười mấy giây, sau đó, tiếng hoan hô đột nhiên tựa như giếng phun giống như bạo phát. Kim Long Vương, Kim Long Vương, Kim Long Vương. Tiếng hoan hô đếch tài nhức óc vàng phất muốn đem chọn cái sân đấu lật tung, nguyên bản ủng hộ đường vũ lân người là hơn, là bởi vì hắn một mực rơi tại hạ phong mà bị đè nén, mà giờ này khác này, phần này áp chế giúp cuộc có thể phóng thích. Trong lúc nhất thời, tất cả hoan hô đều quay chung quanh, tại đường vũ lân bên cạnh đứng thẳng thân thể mặc dù ít đi một cái cánh tay thậm chí nửa người cũng đã bị máu tơi bao trùm nhưng hắn hay vẫn là ngạo nghĩa đã giơ tay lên trong hoàng kim long thương trên màn hình cực lớn quán quân hai chữ cùng với đường vũ lân hướng trên đỉnh đầu xuất hiện vương miện hư ảnh không khỏi hiển lộ rõ ràng lấy hắn đã là lần so tài này người mạnh nhất tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu hồn sư chiến cuối cùng quán quân các chủ lão sư đám đồng bạn còn có chết đi sử lai khắc học viện tất cả sư trường đồng học đám các ngươi nhìn thấy không ta thắng ta là quán quân rồi đây không phải thuộc về thắng lợi của ta đây là thuộc về chúng ta sử lai khắc học viện thắng lợi a à. giơ lên cao hoàng kim long thương kim quang sáng chói giờ khắc này đường vũ lân tâm cùng máu đang kịch liệt sôi trào lấy áp chế tại trong lòng một ít gì đó cũng như giếng phun giống như hướng ra phía ngoài bộc phát lấy vô luận tương lai con đường phía trước đến cỡ nào khó khăn ta đều nhất định sẽ đi xuống đi. Sử lai like khác, cũng cuối cùng sẽ tại ta cùng đồng bạn nỗ lực trong phục sinh. Bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com giờ phim viết liền không giấu nhé. Ta thắng, vì sử lai like khắc vinh quang. Trước màn hình, không biết bao nhiêu người kích động, lại có bao nhiêu người im lặng không nói gì. Mà giờ này khắc này, tràn ngập trong mắt bọn hắn đấy chỉ có cái kia bị kim quang bao trùm nam nhân. Hắn là quán quân, 33 số, kim long vương. Huyết nhất cùng với huyết thần doanh các vị huyết thần, tất cả đều tại huyết thần doanh trong đại sảnh nhìn xem trận đấu này. Nguyên lai huyết cựu, lúc này đã há to miệng, hắn đột nhiên phát hiện, tin tưởng mười phần chính mình, giờ này khác này, vậy mà có chút sợ hãi. Không biết lúc nào, hắn vậy có thể đủ tại tiếp theo lần cùng đường vũ lân va chạm lúc tuyệt đối thắng ý, đã là không còn sót lại chút gì. Nếu như đối mặt vị kia đại lực vương, chính mình có thể thắng a đáp án dĩ nhiên là rõ ràng đấy như vậy mà đối với có thể chiến thắng vị này đại lực vương đường vũ lân a huyết nhất ánh mắt thâm trầm không ai có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình mà đồng dạng xuất thân tại sử lai khắc học viện huyết tam huyết ngũ lúc này lại đã sớm nắm chặt rồi nắm đấm hắn thắng hắn cuối cùng không hổ là đương đại sử lai khắc thất quái chi thủ a sử lai khắc học viện tương lai vẫn còn đồng dạng là tại trước màn hình mục giả ánh mắt có chút ngốc trệ lấy tại hắn trong đôi mắt đạo kia cánh tay đứt thân ảnh là như vậy quật cường mà kiêu ngạo đúng vậy hắn là đáng giá kiêu ngạo hắn thắng chính như mộ thần cùng chấn hoa chỗ nói như vậy hắn là một cái am hiểu tại sáng tạo kỳ tích người mà hắn lại một lần sáng tạo ra kỳ tích tiểu sư đệ thật là lợi hại a à. một tiếng thở phào vang lên gian phòng cách vách ở bên trong thân hình cao lớn nam tử có chút hậm hực đi ra thì linh chính là vị kia cùng đường vũ lân vừa mới chiến đấu chấm dứt đại lực vương ta như hằng không sai hắn vốn chính là ở chỗ này đấy lần này tham gia thi đấu hắn cũng vẫn luôn là tại mục giã chỉ điểm xuống cho nên hắn đối với đường vũ lân rất hiểu rõ cũng tương đối không ít đáng tiếc chính là cho dù là mục giã đối với bây giờ đường vũ lân cũng sớm đã không còn lấy trước như vậy hiểu được a à, như hàng tướng mạo công chính không có đường vũ lân như vậy anh tuấn nhưng cũng là mày rậm mắt to tràn đầy dương cương chi khí dáng người khôi vĩ hướng chỗ đó vừa đứng dĩ nhiên là có loại nước sâu núi cao hùng vĩ. Mục dã quay đầu, nhìn về phía A Như Hằng, thản nhiên nói, người thua, không ngoan, cùng Vũ Lân so với, kinh nghiệm của người ít hơn nhiều rồi. A Như Hằng sờ sờ chính mình đầu chọc, ha ha cười một tiếng, không có chuyện gì, thua thì thua rồi, dù sao cũng không có thua cho ngoại nhân. Lão sư, lòng ta rất tốt. Mục dã khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, cái gì tâm tính tốt, cái gì tâm tính tốt, ai nói với ngươi cái này, người đệ tử này cái gì cũng tốt, chính là cá tính bên trên tùy tiện đấy lại nói tiếp bản thể tông giao cho trong tay hắn thật là không bằng vũ lân a à. cùng vũ lân so với vô luận là trí tuệ hay vẫn là trầm ổn, hắn đều kém lấy không ít thế nhưng là vũ lân trên người đã lưng đeo quá nhiều thứ đồ vật chỉ sợ hắn đã không chịu nổi gánh nặng rồi a à. a à như hằng cười hắc hắc lão sư vẫn là cùng tiểu sư đệ đánh nhau đã ghiền còn lại mấy cái bên kia đều cùng bùn nặn tựa như vẫn không có đụng liền nát tiểu sư đệ Gián chắc a, à, ta có thể hay không đi tìm hắn, về sau, nếu có thể mỗi ngày cùng hắn luận bàn, ta tuyệt đối có thể tiến bộ nhanh lên. Bản thể tông bẩm sinh bí pháp là quan trọng nhất phương thức tu luyện, chính là không ngừng rèn luyện bản thân, bản thân rèn luyện, tốt hơn thì là trong chiến đấu rèn luyện, thế nhưng là, cho dù là mục giả, cùng hắn người đệ tử này rèn luyện cũng đã trở nên 10 phần khó khăn, dù sao, loại này rèn luyện là cần cứng đối cứng đó a. À? Tâm thần khẽ nhúc nhích, đúng a. À? bọn hán sư huynh đệ cũng nên liên lạc liên lạc tình cảm ân nấu cơm đi a, à, mục dã sau lưng truyền tới một thanh âm để cho mục dã biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc thắng bại là chuyện thường binh ra không được để ý trấn hoa vỗ vỗ vai của hắn mục dã khoái miệng co giật cả giận nói cái gì gọi là thắng bại là chuyện thường binh ra điều này cũng là đệ tử của ta được không cũng là ta được không trấn hoa cười nhạo một tiếng được trước ngươi còn nói như hằng có thể thắng đâu rồi kết quả a à? Đi làm cơm a, à, thua thì thua, không có gì. Ta. Oanh long long, oanh long long, tuyết rơi nhiều tựa như sóng to gió lớn giống như kéo dài lấy tuyết phong chảy xuống. Trong lúc nhất thời, chung quanh sơn mạch sinh ra một hồi lên động, bông tuyết bay tán loạn, hàn khí bức nhân. Mà cái này tuyết lở xuất hiện, nhưng là bởi vì cái kia tiếng hoan hô đếch tai nhức óc. Lúc đường Vũ Lân đã lấy được cuối cùng vô địch một khắc này, toàn bộ huyết thần quân đoàn liền biến thành một mảnh sung sướng hải dương thủ hộ lấy thâm nguyên thông đạo bọn họ là cô đơn lạnh lẽo đấy bọn họ là không biết sợ đấy yên lặng ở chỗ này thủ hộ lấy toàn bộ đại lục thậm chí là toàn bộ nhân loại cùng đấu la đại lục bên trên tất cả sinh vật bọn hắn bỏ ra vô số ngày thường sinh hoạt bọn hắn đã quá mức nhạt nhẽo còn lần này rút cuộc đã có có thể cho huyết thần quân đoàn hãnh diện thời khắc đúng vậy tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu hồn sư thi đấu cuối cùng quán quân là thuộc về huyết thần quân đoàn đấy đây là toàn bộ quân đoàn quang vinh nga hầu như mỗi một tên binh lính chỉ cần không phải tại thâm uyên thông đạo viên trực đấy tất cả đều đi ra quân doanh tất cả đều giơ cao lên hai tay của bọn hắn hoan hô bọn hắn bị đè nén rồi quá lâu rõ ràng bọn họ là toàn bộ liên bang cường đại nhất quân đoàn nhưng lại không người biết được còn lần này bọn hắn đã lấy được quán quân bọn hắn đã có được vinh quang à bọn hắn mắt thấy tại thời khắc cuối cùng đường vũ lân đạt được quán quân về sau thu hồi trong tay hoàng kim long thương dùng quyền nặng đầu nặng đập nện tại trước ngực của mình dùng huyết thần quân đoàn phương thức hành lễ đúng vậy cái kia huyết thần quân đoàn trào theo nghi thức quân đội chỉ thuộc về huyết thần dù là chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được nhưng mà vậy là đủ rồi quân nhân nhiệt huyết đem chọn cái quân doanh rét lạnh hoàn toàn gạt ra thậm chí so với lần kia sinh mệnh triều tịch lúc bộc phát càng làm cho toàn quân hơi chút rung động cùng hưng phấn quán quân quán quân quán quân tiếng hoan hô từ một điểm đến hợp thành mảnh chỉ dùng ngắn ngủn mấy giây Dù là sơn phong chung quanh Đều là tuyết lở Cũng không cách nào che giấu những thứ này kích động các chiến sĩ Giang ngũ nguyệt tại gào rú Giang thất nguyệt tại hò hét Long vũ tuyết tại thét lên Còn có những cái kia nhận thức hoặc là không nhận ra đường vũ lân mọi người Mã sơn đang dùng lực nện búa lấy bộ ngực của mình Dường như cái kia đã lấy được cuối cùng vô địch Chính là hắn chính mình Long vũ nguyệt nở nụ cười Hai cánh tay của nàng ngừng lên Hai tay mười ngón chỉ thiên nàng vẫn còn chờ đợi cùng đợi đường vũ lân tại tiếp theo cơ giáp cuối cùng tranh tài có thể chiến thắng đối thủ có lẽ tại thao tác trên kỹ xảo hắn không phải mạnh nhất thế nhưng là hắn tổng hợp thực lực cũng tuyệt đối là mạnh nhất nàng tin tưởng điểm này nàng tin tưởng đường vũ lân có lẽ sẽ mang đến một cái song quan vương cho huyết thần quân đoàn huyết thần quân đoàn đã bị đè nén quá lâu mà phần này thủ lộ không thể nghi ngờ làm cho cả quân đoàn tại giờ này khác này đều tràn đầy lực ngưng tụ mà giờ này khác này thân là huyết thần quân đoàn quân đoàn trưởng minh kính đấu la trường nguyễn vân cũng rất muốn khóc hắn thậm chí hướng hung hàng tắt chính mình cơ hội rõ ràng đã từng bày ở trước mặt mình nhưng lại chính là như vậy dễ dàng bị chính mình buông tha cho nguyên bản mình là có cơ hội lôi kéo như vậy một vị trẻ tuổi làm người thừa kế của mình đó a à. còn có ai so với hắn thích hợp hơn a à, lại bị tào đức trí lão ra hỏa kia cho đoàn lấy trước hắn hối hận a à. thế nhưng là tại đây trong hối hận hắn đồng dạng cũng tràn đầy kiêu ngạo quân bộ những tên khốn kiếp kia các ngươi xem một chút cuối cùng quán quân là thuộc về chúng ta huyết thần quân đoàn đấy mà không phải là các người những cái kia quan lão ra đấy huyết thần quân đoàn chính là toàn quân mạnh nhất sợ rằng chúng ta cũng không tại quân bộ danh sách bên trong tại huyết thần quân đoàn ở bên trong lúc này duy nhất bình bình tĩnh lấy đấy khả năng cũng chỉ có đường vũ lân ký túc xá rồi tại tiếng hoan hô ở bên trong hắn cũng nhiệt huyết sôi trào nhưng hắn hay vẫn là lựa chọn rời khỏi chiến võng trở lại trong phòng của mình hôm nay một trận chiến hắn thu hoạch thậm chí so với cùng cuồng phong đam ma tư mã kim chỉ trận chiến ấy càng thêm cực lớn hắn khắc sâu cảm nhận được bản thể tông bẩm sinh bí pháp đến cỡ nào cường đại hắn thậm chí có thể khẳng định nếu như mình có thể luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp như vậy ít nhất tại tiếp theo hai tầng kim Long vương phong ấn đột phá cũng sẽ không có vấn đề gì mà bản thể tông bẩm sinh bí pháp chỉ sợ cũng là toàn bộ nhân loại luyện thể mạnh nhất phương pháp a vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút nghĩ tới đây hắn bấm mục xã hồn đạo thông tin tút 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 thông tin liên tục vang lên vài tiếng cũng không có người nối nghe lão sư đang làm gì đó như thế nào không tiếp thông tin đường vũ lân trong lòng nghi hoặc đúng lúc này rút cuộc tiếp thông làm gì vậy mục xã hưu khí vô lực thanh âm chuyển đến lão sư đường vũ lân hỏi dò ân người thắng chúc mừng ngươi mục xã thản nhiên nói cái này cũng không quá như là chúc mừng á à. giống như lão sư cũng không như thế nào vui vẻ bộ dạng đường vũ lân trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ là bởi vì chính mình đánh bại sư huynh lão sư ngài đang làm gì thế nấu cơm vô lực thanh âm trở nên phẫn nộ đường vũ lân sửng sốt một chút lão sư ngài không có chuyện gì ạ à? trải qua ngắn ngủi phát tiết mục dã trở nên bình thường nhiều không có chuyện gì đang tại cho hai cái vô lương trung niên nhân cùng với một cái thùng cơm nấu cơm cái kia thùng cơm nói đánh với ngươi vô cùng đã ghiền lát nữa muốn đi tìm ngươi thùng cơm tìm ta đã ghiền đại sư huynh cùng ngài ở một chỗ đường vũ lân kinh ngạc nói ân nếu như ngươi là đến báo tin vui đấy có thể cúp ta ở đây vội vàng mục xạ tức giận đường vũ lân nói không không phải báo tin vui là như thế này ta cảm thấy đại sư huynh bẩm sinh bí pháp phi thường cường đại người xem ta cũng là ngài nhập thất đệ tử có phải hay không cũng có thể thử tu luyện thoáng một phát ân hả vừa sau khi nghe mục dã còn không quá để ý nhưng rất nhanh hắn liền kỳ phản ứng giật mình mà nói Ngươi muốn tu luyện bẩm sinh bí pháp đường vũ lân nói có thể chứ mục giã ngẩn người ngược lại tâm tình bắt đầu phát sinh biến hóa vậy ngươi có biết hay không bẩm sinh bí pháp tu luyện đến cỡ nào khó khăn đường vũ lân nói nghe ngài đã từng nói qua à ta biết rõ đấy đều là ngài nói cho ta biết đấy thế nhưng là người xem huyết mạch của ta thiên phú dị bẩm thân thể cường độ cũng vẫn rất không tồi tuy rằng so ra kém đại sư huynh nhưng so với bình thường hồn sư hay vẫn là mạnh hơn nhiều ta cảm thấy ta có lẽ có cơ hội có thể tu luyện bẩm sinh bí pháp a à? mục giã lông mày trao lên suy nghĩ một chút nói như thế có thể thử một chút người cũng hiểu được chúng ta bản thể tông bẩm sinh bí pháp rất mạnh mẽ đương nhiên nếu như không phải mưu lợi ta làm sao có thể thắng được đại sư huynh chúng ta bản thể tông bẩm sinh bí pháp tuyệt đối là đương kim thế gia luyện thể đệ nhất thần công nếu có cơ hội ta dĩ nhiên muốn muốn nếm thử thoáng một phát nói hay lắm chỉ cần ngươi có thể đem bẩm sinh bí pháp tu luyện thành công mặt khác hết thảy đều là mê bay người tại huyết thần quân đoàn đúng không vừa vặn ta để ngươi sư huynh đi tìm ngươi đem bẩm sinh bí pháp phương thức tu luyện cũng chuyển cáo cho ngươi bất quá ngươi muốn cẩn thận ước định không được đơn giản nếm thử nếu như tầng thứ nhất luyện không thành mà nói cũng đừng có miễn cưỡng bẩm sinh bí pháp phản vệ là phi thường phiền toái bất quá dùng thân thể của ngươi cường độ đúng là có thể thử một lần tầng thứ nhất thành công lại nói mặt khác tốt tạ ơn lão sư đường vũ lân đại hỉ mục xã vậy mà cho phép hắn tu luyện bẩm sinh bí pháp đây chính là bản thể tông can bản đại pháp a từ ý nào đó bên trên mà nói hắn nhưng thật ra là đường môn đệ tử thêm nữa một ít mà bản thể tông chẳng qua là bái sư cũng không có thật nhập môn cúc thông tin mục xã nguyên bản phiền muộn biểu lộ đã trở nên hưng phấn lên thì Thảo tự nhủ rất tốt tiểu tử này vậy mà chủ động tới tìm ta yêu cầu tu luyện bẩm sinh bí pháp cái này đã chứng minh bẩm sinh bí pháp cường đại hắn thân thể kia tố chất Tuy rằng tu luyện đã chậm chút ít, nhưng nói không chừng thật là có vài phần cơ hội, chẳng qua là tầng thứ nhất cái kia ngưng tụ khí huyết chi hạch quá mức khó khăn, chẳng qua là thân thể cường độ đầy đủ, chỉ sợ cũng hay vẫn là rất khó, lát nữa để cho Như Hằng mang một ít thiên tài địa bảo cho hắn, thử một chút a, à, nếu là cũng thành rồi, hắc hắc, vậy ta bản thể tông thật có thể chính là một bước lên trời cơ hội, liền căn bản đại pháp đều tu luyện, hắn cũng không thể không thừa nhận là ta bản thể tông đệ tử a, à. hắc 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 cái gì đa tình đấu la vô tình đấu la đấy các ngươi chờ xem đi xem một chút đến lúc đó cái này tiểu quái vật càng khuynh hướng ai hừ hừ mục dã người hừ hừ cái gì à làm cơm xong chưa soàng đã có lão sư hứa hẹn đường vũ lân tâm tình thật tốt nghe lão sư ý tứ cái này bẩm sinh bí pháp cũng hẳn là chưa tầng cấp đấy mà tầng thứ nhất hẳn là là trọng yếu nhất sư huynh muốn tới sao vừa vặn hiện tại vô luận là mã sơn hay vẫn là giang ngũ nguyệt cũng đã có chút không thích hợp đối chiến tu luyện. Đại sư Huynh thực lực như vậy mạnh mẽ, hơn nữa, cũng giống như mình am hiểu lực lượng, ngược lại là vừa vạn A. Đối với A như hàng đến, hắn trong lòng lập tức liền tràn đầy chờ mong. Có như vậy một vị với tư cách bồi luyện, có thể thoải mái đầm đìa triển khai một thân sở học, tin tưởng tốc độ tu luyện của mình còn có thể gần một bước tăng lên A. Ý nghĩ này, hắn cùng A như hàng hầu như là giống nhau. Mỉm cười thản nhiên, hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều rất nhỏ vạn vẹo vài phần, tiến vào minh tưởng trạng thái. A à, như hàng cái kia kịch liệt nhịp tim, cùng với trong chiến đấu khí huyết chấn động biến hóa, đối với Đường Vũ Lân tu luyện đều có không nhỏ dẫn dắt, tại cái kia phần áp lực cực lớn xuống, hắn thậm chí cảm giác được chính mình Kim Long Vương huyết mạch tu luyện đều đã có một ít phương pháp, còn có chính là chính mình Kim Long cửu thức, đúng là hẳn là tiếp tục tiến bộ mà phía sau liền cần chính mình đến nghiên cứu cùng sáng tạo, đó mới là thuộc về mình năng lực. Hắn thắng, một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại cổ Nguyệt Na trên khuôn mặt. Lúc này tâm tình của nàng rất tốt, hắn thật trở nên cường đại rồi đây. Hơn nữa trở nên mạnh mẽ tốc độ so với chính mình trong tưởng tượng nhanh hơn một ít, nên chuẩn bị trở về đi, tham gia hết cuối cùng thi đấu, hắn liền sẽ đến tìm mình a. À. Chủ thượng, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, cổ Nguyệt Na nhớ mày sao ngươi lại tới đây? một đạo hắc sắc thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người nàng cách đó không xa. chung quanh hết thảy cũng đều tiếp theo trở nên hắc ám, giống như là ánh sáng tất cả đều bị hấp thu tựa như. chủ thượng, tinh đấu chiến võng cái kia quán quân hẳn là hắn a. À. ngài vẫn không thể quyết định sao? ngài hẳn là cũng nhìn thấy, hắn tốc độ phát triển rất nhanh, tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai rất có thể sẽ mang lại cho chúng ta đại phiền toái. dù sao hắn có thể ảnh hưởng đến ngài. cổ nguyệt na nhãn thần lạnh lẽo ta xử trí như thế nào, còn không cần ngươi tới dạy. Xin lỗi, chủ thượng, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài, vì chết đi nghìn nghìn vạn vạn con dân, cũng vì chúng ta nhất mạch có thể trong tương lai tiếp tục phồn diễn sinh sống, một lần nữa trở thành đại lục chủ nhân, hay vẫn là nhanh chóng hạ thủ tốt. Cổ Nguyệt Na nhãn thần lạnh lẽo, đã biết, đi ra ngoài đi. Hắc sắc thân ảnh than nhẹ một tiếng, vâng. Ánh sáng một lần nữa khôi phục, Cổ Nguyệt Na hảo tâm tình lại tiếp theo chán nản, lông mày nhíu chặt, thật lâu không nói chủ thượng cuối cùng hay vẫn là không hạ được quyết tâm sao người kia hẳn là liền tại phía tây không sai chủ thượng trước chính là từ phía tây trở về không gian chấn động phán đoán sẽ không sai hùng quân ngươi đi tốt lúc đường vũ lân từ trong khi tu luyện tỉnh táo lại thời điểm đã qua trọn vẹn một ngày tại hắn thanh tỉnh về sau đầu tiên nghe thấy đấy chính là mình hữu lực tướng tim đập mặc dù tại trong trận đấu hết thảy tu vi tăng lên đều không thể mang ra tình đấu chiến võng nhưng chiến đấu cảm giác là có thể mang ra ngoài trong mơ hồ đường vũ lân đối với mình long hạch chỗ sinh ra nhịp tim đã có một ít mới cảm giác tựa hồ cùng đại sư huynh tiếng tim đập có chút cùng loại đây xem ra chính mình long hạch uy năng nhất định còn có tiến thêm một bước nghiền ép không gian nhìn thoáng qua thời gian nét mặt của hắn tiếp theo siết chặt hồn sư thi đấu cuối cùng trận chung kết cùng cơ giáp chiến cuối cùng trận chung kết chẳng qua là cách xa nhau một ngày mà thôi bởi vì cho dù là liên bang tổ chức người cũng sẽ không nghĩ tới cuối cùng trận chung kết sẽ có cùng là một người tham gia nói cách khác đường vũ lân cuối cùng cơ giáp chiến trận chung kết liền muốn bắt đầu mà hắn sắp sửa đối mặt đối thủ không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn tồn tại so với kia vị bong bóng vương càng mạnh hơn nữa đứng dậy hoạt động thoáng một phát thân thể cảm giác được chính mình trạng thái đã đạt đến tốt nhất đường vũ lân xoay người hướng đi chính mình tinh đấu khoang thuyền năm nay tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cuối cùng một trận chiến rút cuộc liền muốn bắt đầu cuối cùng chiến lúc cái tên này đánh sau khi ra ngoài toàn bộ liên bang ánh mắt tại thời khắc này cũng đã tập trung ở cách bọn họ gần nhất trên màn hình cuối cùng chiến là cơ giáp chiến mà đối với dân chúng bình thường mà nói cơ giáp chiến thậm chí so với hồn sư chiến càng thêm hấp dẫn bọn hắn bởi vì cho dù là người thường cũng là có thể điều khiển cơ giáp đấy chỉ cần đem thân thể cường độ tu luyện tới đầy đủ cao lại thỏa mãn nhất định tinh thần lực liền có thể ghi danh cơ giáp học viện hôm nay cơ giáp cuối cùng chiến sắp triển khai mạnh nhất cơ giáp sư cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút thương vương tại tiến vào thập lục cường về sau ai cũng nhìn không tốt thương vương rõ ràng vượt mọi trông gai từng bước một đi đến đỉnh phong cuối cùng đứng ở trận chung kết trên võ đài mà đối thủ của hắn chính là cơ giáp tỷ lệ đặt cược thứ nhất ở phía trước tất cả trong trận đấu hầu như đều là dùng dễ như trở bàn tay xu thế đạt được thắng lợi vị kia cái này một vị thậm chí có thể nói là cơ giáp giới truyền kỳ tại toàn bộ cơ giáp sư giới ở bên trong đều lan truyền lấy hắn uy danh cũng là liền tinh đấu chiến võng đều không thể che giấu thân phận của hắn một vị luận thực lực vị này cho dù là mặt đối với thần cấp cơ giáp sư cũng có sức đánh một trận được vinh dự tất nhiên sẽ trở thành thần cấp cơ giáp sư nam nhân tuổi gần 30 tuổi cũng đã là cửu cấp cơ giáp chế tạo sư rồi toàn bộ liên bang trong lịch sử trẻ tuổi nhất cơ giáp chế tạo sư hơn nữa đã thành công vì người khác hoàn thành qua một đài thần cấp cơ giáp chế tạo, được xưng là thần thủ. Tại cơ giáp khống chế bên trên, hắn cũng có được được trời ưu ái thiên phú, vô luận là như thế nào cơ giáp, rơi trong tay hắn, đều sản sinh long trời lờ đất biến hóa. Hắn cũng có một cái vô cùng hiếm thấy tên, một cái làm người trí nhớ khác sâu tên, thậm chí tại hắn, lúc còn trẻ chịu đủ lên án thậm chí là giễu cờ tên. Có thể cái tên này, nhưng bây giờ đã danh chấn đại lục. Hắn gọi vương khô lâu, tại năm nay giải thi đấu bên trên được gọi là khô lâu thần hắn võ hồn chính là mình cốt cách khô lâu thần vương khô lâu cờ giáp chiến tỷ lệ đạt cực đệ nhất mà so với hắn thương vương tên liền lộ ra đơn bạc nhiều thậm chí tại nhiều trận trong trận đấu đều suýt nữa bại trận thế nhưng là đối với thương vương mà nói cũng không phải là không có truyền thuyết mà truyền thuyết này chính là thương vương cùng vừa mới đã lấy được hồn sư chiến vô địch kim long vương là một người Tại Kim Long Vương giao đấu Đại Lực Vương cuối cùng quyết chiến bên trong, Kim Long Vương đã từng triệu hoán ra cùng Thương Vương, giống như đúc cực lớn hồn linh phách Vương Long. Như vậy, bọn hắn đến cùng là đúng hay không một người a? À? Nếu như là một người, cá nhân hồn sư trong chiến đấu như thế cường lực Kim Long Vương đối với Cơ Giáp nhất định sẽ có cực lớn tăng phúc. Cho nên một trận chiến này cũng đã rất khó nói. Thật sự là nói như vậy, một trận chiến này không thể nghi ngờ cũng có nghĩa là. Là mạnh nhất hồn sư thông qua cơ giáp cùng mạnh nhất cơ giáp sư ở giữa chiến đấu. Ngắn ngủ một ngày trong thời gian, có quan hệ với thương vương cùng khô lâu vương một trận chiến này tuyên truyền, cũng đã chuyển khắp toàn bộ liên, bang, làm toàn bộ liên bang hơi chút sôi trào, hơi chút trở mong. Mà bây giờ, trận đấu này, suốt cuộc muốn lại tới. Khô lâu thần, vương khô lâu, hoặc là, chuẩn xác mà nói, hẳn là khô lâu vương, vương khô lâu à. Đường Vũ Lân yên lặng ngồi tại trong phòng nghỉ trong đầu nhớ lại có quan hệ vương khô lâu hết thảy trí nhớ vị này vương khô lâu võ hồn tuyệt đối không phải khô lâu đơn giản như vậy mà là khô lâu vương dùng cốt cách với tư cách võ hồn kỳ thật cũng là bản thể một bộ phận nhưng hắn hỏi qua lão sư vị này vương khô lâu cũng không thuộc về bản thể tông mà là tới từ ở một cái thần bí gia tộc hắn là một gã cửu cấp cơ giáp chế tạo sư cũng chính là thần cấp cơ giáp chế tạo sư tại liên bang bên trong tuy rằng những nghề nghiệp khác cấp cao nhất tồn tại đều muốn so đoán tạo sư hơn rất nhiều, thế nhưng cũng là tương đối mà nói. Cửu cấp cơ giáp chế tạo sư, toàn bộ liên bang cũng chỉ có 13 vị. Hơn nữa, coi như là bọn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chế tạo ra thần cấp cơ giáp đấy. Cho người khác chế tạo thần cấp cơ giáp độ khó, càng là sẽ vượt qua cho mình chế tạo. Huống chi, vị này hiện tại mới chỉ có 33 tuổi. Nếu như không phải thân thể thừa nhận không được, hắn hẳn là đã là thần cấp cơ giáp sư rồi à. Không hề nghi ngờ, mà đối với vị này vương khô lâu chiến đấu đường vũ lân ứng phó tuyệt đối sẽ không so mặt đối với sư huynh của mình thoải mái hơn so tài bầu không khí so trong tưởng tượng càng thêm nhiệt liệt khán giả tựa hồ đã hoàn toàn quên mất trước thảm án đường vũ lân còn chưa đi ra dự thi thông đạo bên ngoài cũng đã vang lên sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô mà như vậy hoan hô cũng đồng dạng vang vọng tại huyết thần quân đoàn bên trong không biết bao nhiêu người tại hô lớn lấy vì đường vũ lân cố gắng lên bởi vì bọn họ là chính thức có thể khẳng định Thương Vương cùng Kim Long Vương chính là một cái người đó à? Thâm Nguyên Thông Đạo Đinh, rất nhỏ phá toái thanh âm, xuất hiện ở Thâm Nguyên Thông Đạo chỗ sâu nhất, cho dù là nhạy cảm máy dò xét cũng không cách nào phát hiện. Một cái thật nhỏ khe hở, bắt đầu xuất hiện ở cái kia chỗ sâu, nhất hạch tâm, thông đạo phong ấn bên trên sáng lên một tầng nhàn nhạt, nhạt vầng sáng. Mà tầng này vầng sáng, thực sự chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cũng không có duy trì quá dài thời gian như tơ như sợi màu đen sương mù liền như vậy lặng yên không một tiếng động từ trong cái khe lan tràn đi ra phi thường yếu ớt thế cho nên liền phong ấn đều không có xúc động cái kia màu đen khí lưu hiện ra là trầm hình dáng tại phiêu giật trong quá trình chung quanh không đất có vạn vẹo vầng sáng lóe ra màu đen khí lưu bắt đầu quay quanh mà ở quay quanh trong quá trình tựa hồ có một cái tay vô hình bị nó lượn vòng mà lên cái kia cái tay vô hình nhẹ nhàng kéo một phát một đạo thân ảnh tại màu đen khí lưu chiếu rọi như ẩn như hiện xuất hiện ở thuộc về huyết thần quân đoàn bên này phong ấn bên ngoài. Kéo lê lấy cái kia màu đen khí, lưu hình thành tuyến, nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài, sau đó hướng về khoảng cách phong ấn chỗ xa hơn bay đi. Oanh, 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 cơ giáp giải bước tiêu sái vào trận đấy, phát ra đình tai nhức óc tiếng nổ vang, mỗi một vị xem ánh mắt của mọi người, đều ngưng mắt nhìn cái này sân thi đấu công chính tại đi vào hai bàn cơ giáp phía trên. Đường vũ lân điều khiển đấy, tự nhiên hay vẫn là cận chiến cơ giáp, vũ khí, trường thương. Mà ở hắn đối diện, đồng dạng đi ra đấy, cũng là một đài cận chiến cơ giáp, vũ khí là, đao thuẫn, một đao một thuẫn. Nhìn qua, hai bàn cơ giáp cũng không có gì bất đồng, đây là chế thức cơ giáp nha, thế nhưng là, lúc bọn hắn đi sau khi đi ra, tiếng hoan hô lại phảng phất muốn đem trần nhà đánh sơ xác giống như khô lâu thần, khô lâu thần, khô lâu thần. Cùng hồn sư thời gian chiến tranh so với, tiếng hoan hô vậy mà hiện ra thiên về một bên xu thế hầu như mọi người đều la lên khô lâu thần tên mà không có một cái nào coi trọng thân là thương vương đường vũ lân đấy đường vũ lân biểu lộ không thay đổi hắn cũng xem qua khô lâu thần chiến đấu video tự nhiên minh bạch vì cái gì vị này sẽ như thế được hoan nghênh khô lâu thần phương thức chiến đấu hoa lệ mà tràn ngập cảm nhận đủ để hấp dẫn mọi người trong tay trường thương chỉ xéo mặt đất đường vũ lân khống chế được cơ giáp cầm chặt trường thương trung đoạn ngưng mắt nhìn nơi xa đối thủ mà cái kia khô lâu vương cũng ở đây ngước mắt nhìn hắn phương hướng song phương giữa phảng phất có vô hình cơ hội liên tiếp ở một chỗ không hề nghi ngờ khô lâu thần đối với cơ giáp quen thuộc trình độ vượt xa đường vũ lân đây là người ta nghề nghiệp chỗ quyết định khô lâu thần tại quá khứ trong chiến đấu am hiểu nhất đấy chính là hoa lệ liên kích tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp cơ hồ là không thể ngăn cản kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.